Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 34. Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này cũng bừng tỉnh, biết mình cái này hảo tỉ muội, tốt đồng sự trong lòng lo lắng là cái gì. Dù sao như vậy một phần công việc tốt quả thực đến không dễ, nói ra lại thể diện, tiền lương lại cao. Ngay cả chính cô ta, đều là trước tốn không ít đại giới, mới sai người đem hắn nhét vào đến, nếu là cứ như vậy không giải thích được đã đánh mất, quả thực không có lời. A Cầm cái này cũng thực sự là, không có chuyện gì hảo hảo mà đi đánh cuộc gì, hơn nữa thua cuộc còn thiếu nhiều như vậy cho vay nặng lãi. Bọn người kia vừa nhìn cũng biết là ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến đây, Sở Diễm Sở đại tiểu thư trong lòng lại không khỏi oán giận chết đã biết hảo tỉ muội Vương Cầm. Ngươi nói cái này thật tốt như thế một người, dính cái gì không tốt phải đi dính cái gì bài bạc, cái này tốt rồi, tiền lương của mình, tích xúc thua cuộc nhiều như vậy không tính là, còn cũng thiếu hơn 10 vạn cho vay nặng lãi. Hơn nữa trước bản thân còn thật vất vả cho nàng quyên góp một ít tiền, hắn cư nhiên lại cầm đổ, cũng không trước đem cho vay nặng lãi trả, kết quả vượt thua càng nhiều. Thậm chí bây giờ muốn trước đi ra ngoài tránh một chút, đều bị người sớm nhận thấy được tiếng gió thổi, trận tới phi trường. Ai, đây thật là... Đao, đao ca đúng không? Tiền, tiền, ngươi có thể hay không lại thư thả chúng ta mấy ngày, A Cầm hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nhưng dù vậy, hắn lúc này cũng vẫn là không cách nào chính mắt thấy được nhà mình hảo tỉ muội rơi vào ổ sói, chợt tráng khởi lá gan đi tới Tây Trang hình xăm nam, đao ca trước mặt nói. Thư thả mấy ngày? Nào biết nghe vậy đao kia ca nhất thời sắc mặt trầm xuống. Giọng nói âm hung hăng mở miệng nói người hắn mà có đúng hay không bình thường nhô lên cao tỷ làm choáng váng. Người nghĩ rằng chúng ta là hội hồng thập tự, nhàn rỗi không chuyện gì cầm tiền xòe ra theo chơi. Tự cái này tiểu đồ đê tiện, thiếu tiền đều muốn lưu, còn thư thả. Thư thả cái giám a. Hắn vừa nói, một bên vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm, tựa hồ nhãn thần đem hắn gắt gao khóa lại, rất sợ hắn lần thứ hai chạy ra. Nào có. Đao ca ngươi là thật hiểu lầm, ta không muốn chạy, thật không có muốn chạy. Nghe vậy đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm cả người run lên, thần sắc hơi trắng bệch, nhưng vẫn là lại là cười làm lành lại là cúi người chào nói. Mẹ, ai quản ngươi nhiều như vậy? Thế mà Tây Trang hình xăm nam đao ca lại trực tiếp xúc phạm đem lời nói của nàng thanh cắt đứt, hung tợn vừa tiếp tục nói lão tử nói cho ngươi biết, 60 vạn, tựu ngày hôm nay. Tựu hiện tại. Bằng không ngươi hắn mà cái tiểu tiện nhân đêm nay liền theo mấy người chúng ta hảo hảo vui đùa một chút, đến lúc đó, chúng ta rồi hãy nói thư thả mấy ngày chuyện này. Hắn vừa nói, một bên sắc mị mị cười xấu xa lại duỗi thân tay hướng Vương Cầm đĩnh kiều ngực. Dừng tay, ngươi làm gì, thấy tình cảnh này Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời thần sắc biến đổi, thét to. Con mẹ nó ngươi gọi cái gì, là không phải là không muốn trả tiền lại, muốn chơi xấu. Tốt lắm. Sẽ đi ngay bây giờ đem các ngươi lãnh đạo cho lão tử kêu đến, phía trên này giấy trắng mực đen viết, lão tử xem bọn hắn muốn nói như thế nào. Đao kia ca lại thần sắc trầm xuống nói. Đừng, không muốn, van cầu ngươi đao ca, không muốn, nghìn vạn không muốn. Ta hiện tại ngay tức khắc cho ngươi kiếm tiền, van cầu ngươi, cho ta một chút thời gian, cho ta chút thời gian. Nghe được đao thần lại nhắc tới cái này cha, lúc đầu lần thứ hai bị tập kích ngực. Thần sắc vô ý thức nổi giận đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm, trong nháy mắt sắc mặt lại lần nữa kinh hoàng, mở miệng hoảng hoảng trương trương cầu xin tha thứ. Nói đến đây, hắn lại lộ ra một bộ mắt nước mắt lưng tròng, cực kỳ thương cảm thần sắc, dưng dưng hướng về bản thân hảo tỉ muội Sở Diễm xin giúp đỡ nói tiểu Diễm lần này ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta, van ngươi. Nếu còn bọn họ không được tiền, ta khẳng định chết chắc rồi. Nói, hắn còn lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi. Còn không tiền lão tử liền đem ngươi lộng đi bãi trong bán. Lúc nào tiền cho lão tử góp được, lúc nào cho. Nữa lão tử cút đi. Nhất thời đao kia ca lại lần nữa sắc mặt trầm xuống, hung tợn mở miệng nói, còn một bên theo thói quen hùng hùng hổ hổ nói mẹ, không có tiền ngươi hắn mà còn dám trang đại gia, mượn cho vay nặng lãi. Thật lấy vì mấy người chúng ta là ngồi không? Có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Mà đang nghe đao ca nói như vậy, Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời sắc mặt cũng có chút kinh hoàng, hắn cũng biết những. Này cho vay nặng lãi người cặn bã quả thực chuyện gì đều làm được. Hắn lại gặp được bản thân hảo tỉ muội dáng vẻ đáng thương, trong lòng trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng, dậm chân nói đi, A Cầm, ta giúp ngươi góp góp.
Thực sự, Tiểu Diễm thực sự là quá cảm ơn ngươi, thực sự quá cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, về sau từng tháng càng tiền lương, ta nhất định đúng giờ trả lại ngươi tiền. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử vẻ mặt kích động đến, có chút trang điểm đẹp xóa sạch mặt cười có chút đỏ bừng. Ngươi giúp nàng góp, tốt lắm, thực sự là hảo tỉ muội, giảng nghĩa khí a. Nghe vậy hình xăm tây trang nam tử đao ca nhếch miệng cười cười, vẻ mặt dương dương đắc ý mở miệng nói tốt lắm, ta hiện tại tựu cho ngươi nửa giờ thời gian. Nửa giờ sau, 60 vạn. Cái gì, nửa giờ ngươi nhường ta đi chưa góp nhiều tiền như vậy. Nghe vậy nhất thời Sở Diễm Sở đại tiểu thư kinh hô. Ta quản ngươi đi đâu góp, đây không phải là chính ngươi phải giúp hắn trả tiền lại sao. Nghe vậy tây trang hình xăm nam đao ca sắc mặt trầm xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói ta cho ngươi biết, các ngươi thế nào kiếm tiền ta không xen vào. Bất quá nếu nửa giờ sau, hai người các ngươi góp không ra nhiều tiền như vậy, tự đừng trách mấy người chúng ta không khách khí, ngươi cái này tiểu đồ đê tiện thành thật theo chúng ta trở lại, ha ha. Vừa nói, hắn cư nhiên một bên sắc mị mị đưa tay đi bắt đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm tay cổ tay. A, không muốn, đao ca van cầu ngươi không muốn, tiểu diễm, mau cứu ta tiểu diễm. Van cầu ngươi. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm kinh hô một tiếng, một bên thần sắc tái nhợt lui về phía sau, một bên hàm chứa nước mắt làm bộ đáng thương xin giúp đỡ nói. Đừng, đao ca đừng. Như vậy đi, ngươi trước hết để cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, dù sao chúng ta cũng không phải nhà giàu thiên kim, chỉ là cái thông thường tiếp viên hàng không, như thế một số tiền lớn, nhất thời nửa khắc thật không biết hẳn là thế nào góp đi ra. Gặp tây trang hình xăm nam đao ca cư nhiên đưa tay đi kéo vương cầm, Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời trong lòng hoảng hốt, sợ đối phương thật đem mình hảo tỉ muội mang đi, để cho nàng đi làm loại chuyện đó mà, chợt hung hăng một cắn răng ngọc, vội vàng tiến lên cười theo mặt nói. Ít cho lão tử nói những, này có không có, nửa giờ, 60 vạn, nếu không đến lúc đó chúng ta xem ai chịu thiệt, hanh, thế mà hình xăm thẹo nam nhưng căn bản không mua sổ sách, hừ lạnh một tiếng, nói. Đao, đao ca ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ ngay tức khắc kiếm tiền, ngay tức khắc kiếm tiền. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm một bên thần sắc tái nhợt bồi thiếu, một bên đem tỉ muội tốt của mình Sở Diễm kéo qua một bên, nhỏ giọng nói tiểu Diễm, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Van cầu ngươi, bọn họ đều là xã hội đen, nếu ta còn bọn họ không được tiền, nhất định sẽ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ai bảo ngươi chạy đi dưới đất ngân hàng tư nhân sòng bạc. Nhưng lại mượn nhiều như vậy cho vay nặng lãi. Có thể đây chính là 60 vạn a, cũng không phải 6 vạn, 6 ngàn khối, cần đi nơi nào góp. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu tiên là một trận oán giận, mà khi hắn nhặt được nhà mình hảo tỉ muội dưng dưng sắc mặt trắng bệch, còn là mềm lòng, một trận không biết làm sao nói. Đúng vậy, đây chính là lục đại 60 vạn, cũng không phải 6 vạn khối, 6 ngàn nhanh. Vì vậy mặc dù là đối với hắn loại này gia cảnh coi như không tệ người mà nói, cũng còn là trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không biết đi đâu góp. Nếu không tiểu diễm, ngươi cho Trương Tuyền Trương Thiếu gọi điện thoại đi. Hắn vẫn luôn như vậy thích ngươi, hơn nữa trong lại có tiền, lại là thị chính pháp ủy Trương thư ký nhi tử. Chỉ cần ngươi mở miệng hướng hắn vay tiền, với hắn mà nói cũng liền chính là 60 vạn mà thôi, hắn nhất định sẽ cho ngươi mượn. Có thể nhưng vào lúc này, mắt lệ uông uông đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm lại đột nhiên chần chờ nói. Bất quá khi hắn lúc nói chuyện, vô luận là hắn hay hoặc là cách đó không xa hình xăm tây trang nam đao ca, trong mắt cũng hơi lóe lên một tia giảo hoạt và cười nhạt vẻ. Nhất thời người sau còn hơi hướng sau lưng tiểu đệ ý bảo, nhượng hắn đi thông chi người nào đó, bởi vì là thời gian đến hắn lóe sáng đăng tràng. Trương Tuyền, không được, không được. Thế mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhưng chưa chú ý tới những chi tiết này, chẳng qua là khi hắn vừa nghe đến Trương Tuyền tên này, tự vô ý thức chán ghét lắc đầu, nói tên kia chính là cá nhân cặn bã, không biết lừa công ty chúng ta bao nhiêu tỉ muội, còn giả bộ là một bộ ra vẻ đạo mạo hình dạng. Ta bây giờ nhìn theo hắn tự ác tâm, tìm hắn vay tiền, không nên không nên. Thế nhưng tiểu Diễm, đây chính là 60 vạn a. Ngoại trừ Trương Thiếu. Ngươi còn có những bằng hữu khác có thể cầm một chút xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Tiểu Diễm, cầu van ngươi, ngươi tự hơi chút ủy khuất một chút, giúp ta một chút đi. Nghe vậy đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm thần sắc hoảng hốt, khóc càng thêm lê hoa đái vũ lên. Thế nhưng,
Thế mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư thoạt nhìn còn là rất chống cự, có vẻ thập phần do dự. Bởi vì phải biết Trương Tuyền Trương Thiếu, đây chính là bọn họ cùng Châu Thị nổi danh người cặn bã, Hoàn Khố đại thiếu, không biết ỷ vào bản thân mình tránh pháp ủy thư ký nhi tử hàng đầu, thân phận, lừa dối công ty các nàng bao nhiêu năm nhẹ xinh đẹp tiếp viên hàng không, thậm chí mang thai đều có mấy người. Nhưng này người cặn bã lại luôn luôn đều là chơi tựu nhưng, theo giờ ném ít tiền tựu phủi mông một cái đi. Mà gần nhất, người này vừa tựa hồ đem nàng cho coi trọng, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thế nhưng hắn lại dù cho một chút xíu cũng không nguyện cùng người như thế cặn bã tiếp xúc nhiều. Bởi vì chân thực thật là ác tâm. Nhưng bây giờ, nhưng này dù sao cũng là 60 vạn, hắn bằng hữu bên cạnh còn giống như thật không có ai có thể đủ một chút xuất ra nhiều tiền như vậy, cần phải là cầm không được, đây chẳng phải là sẽ để cho nàng chính mắt thấy được nhà mình hảo tỉ muội bị đẩy vào hố lửa. Bị này cho vay nặng lãi tay chân mang đi. Nghĩ đến đây, hắn rốt cục vẫn phải mềm lòng, dậm chân, lắc lắc răng ngọc nói ta. Ta, được rồi, A Cầm, người trước đừng lo lắng, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thật sự là quá tốt, cái này được cứu rồi, cảm ơn ngươi, Tiểu Diễm, thực sự rất cảm tạ ngươi. Có ngươi đứng ra, mị lực lớn như vậy, Trương Thiếu nhất định sẽ nguyện ý cho chúng ta mượn tiền. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm vui vẻ nói, trong mắt hiện lên một tia gian kế thực hiện được vẻ. Gì, đây không phải là Tiểu Diễm còn có Vương Tiểu Thư sao? Các ngươi tại đây làm gì? Còn có các ngươi mấy cái, là ai? Đem bằng hữu ta vây quanh ở cái này làm gì? Có đúng hay không chuẩn bị mưu đồ gây rối? Đúng lúc này một đạo rối trá quát lớn thanh truyền đến. Nhất thời một người mặc sang quý tây trang ải bí đao nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội. Chỉ thấy kỳ trải một bộ đại bối đầu, đầu cùng với hai mắt đều thật cao vung lên, đồng thời nhãn thần còn đắm đuối nhìn chằm chằm Sở Diễm thân bị tiếp viên hàng không chế phục bao quanh lồi lõm có hứng thú, ngạo nhân cao gầy thân thể mềm mại. Hưng phấn mà nuốt nuốt nước miếng một cái, trong miệng nhưng ở nghĩa tránh ngôn từ khiển trách. Thật giống như, hắn cùng Sở Diễm, Vương Cầm hai người rất thuộc. Trương thiếu ngươi thế nào tại đây? Thực sự thật tốt quá, có ngươi ở đây chúng ta ngày hôm nay khẳng định tựu không có chuyện gì, ngươi nói là đi. Tiểu Diễm, mà ở nhìn thấy vị kia dựng thẳng theo đại bối đầu ải bí đao tây trang nam đăng tràng. Ăn mặc gợi cảm đai đeo Vương Cầm trang điểm đẹp xóa sạch mặt cười nhất thời bài trừ lau một cái vẻ kích động, vội vàng hướng bên cạnh mình Sở Diễm nháy mắt. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc đầu vô ý thức tiếu mi vừa nhíu, không nghĩ tới cư nhiên tại đây đều có thể gặp gỡ cái này đúng là âm hồn bất tán ác tâm nhân ra hỏa, có thể lại khi nàng nhìn thấy bản thân hảo tỉ muội ánh mắt, nghĩ tới hiện tại các nàng khốn cảnh, tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là miễn cưỡng mặt cười trên nặn ra một nụ cười sáng lạng nói Trương. Trương thiếu xin chào, người sao sẽ ở đây? Ta đây không phải là vừa từ nước ngoài trở về. Các ngươi đây tột cùng là. May là ta vừa rồi trùng hợp hướng các ngươi bên này liếc mắt một cái, phát hiện bóng lưng tương đối quen thuộc, liền nói tới xem một chút. Này, ta nói mấy người các ngươi đang làm gì? Không biết nơi này là công chúng nơi? Tại đây hù dọa người. Nghe vậy nhất thời được xưng là Trương thiếu đại bối đầu ải bí đao khoe khoang vậy giải thích một chút, nói mình vừa từ nước ngoài trở về. Sau đó lại thấy hắn thập phần khí phái hừng hực đi tới hình xăm tây trang nam trước mặt, nhãn thần tà nghễ, mắng. Này, ta nói tiểu tử ngươi có chút kiêu ngạo a. Đang làm gì, không nhìn ra mấy người chúng ta thân phận gì. Nhất thời hình xăm tây trang nam trong mắt xẹt qua lau một cái dị dạng vẻ, sau đó như là mệt nhọc vậy quát to. Rất hiển nhiên, tây trang ải bí đao không là người khác, chính là trước Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với Vương Cầm trong miệng Trương Tuyền Trương đại thiếu. Cũng chính là trước bị Trần Phi hung hăng dạy dỗ một lần cái kia. Lúc đầu đương sơ, liên lụy đến như vậy đại nhân vật thân phận, ngay cả đường đường thị uy bí thư Đổng Văn Thành đều tự mình cho cha hắn gọi điện thoại, tự nhiên đưa tới hắn vị kia thị chánh pháp ủy thư ký cha tức giận, thiếu chút nữa không đem Trương Tuyền mặt quất sưng, cái mông đập nát. Thậm chí sau lại, để ở đồng bí thư trước mặt làm đủ thái độ, hắn Trương Tuyền Trương đại thiếu thậm chí đều bị đưa đến nước ngoài chim không sót thì chỗ trốn thật lâu, thẳng đến gần nhất, danh tiếng dần dần qua, cha hắn mới chậm rãi đồng ý nhượng hắn chạy trở về đến. Vì vậy ở nước ngoài nín lâu như vậy chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu, gần nhất tự nhiên trong lòng lửa táo lợi hại, lại thêm một lần trùng hợp Sở Diễm Sở đại tiểu thư loại này cực phẩm, ngay tức khắc tự động lòng, triển khai các loại bám giết không buông. Vô liêm sỉ thế tiến công,
chỉ tiếc tất cả đều chưa có hiệu quả. Bởi vì Sở Diễm căn bản chướng mắt hắn người này cặn bã. Cái này tự nhiên nhường chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu tức giận đến không được, bất quá hắn lại đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến vừa ra diệu kế. Cũng chính là ngày hôm nay một màn này trình diễn. Mẹ, như vậy nội ứng ngoại hợp, quả thực chính là thiên y vô phùng, lão tử còn chưa tin ngươi cái này tiểu đồ đê tiện không mắc câu. Thân phận gì? Nghĩ đến đây, hắn nhất thời uy phong lẫm lẫm ngẩng đầu lên, bày làm ra một bộ bản thân rất nghiêu ép rất nghiêu bức tư thái, ngẩng đầu, mắt lé hình xăm tây trang nam, bất tiết nhất cố nói ngươi đã như vậy thành tâm thành ý đặt câu hỏi, quyền kia đại thiếu tựu cho ngươi một cơ hội, nói cho ngươi biết. Nghe kỹ cho ta, bản đại thiếu họ Trương, danh Tuyền, ba ta chính là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên. Hiện tại các ngươi biết ta là làm gì? Hanh, ở bản đại thiếu trước mặt đàm thân phận, theo hắn lại một mặt kiêu ngạo ngước đầu nói. T, cái gì, ngươi là Trương thư ký nhi tử, Trương thiếu. Nhất thời từng đợt cũng hút lương khí thanh âm vang lên, hình xăm tây trang nam tử đao ca cùng với hắn tiểu đệ tất cả vẻ mặt cây ết yêu ta sợ nhìn Trương Tuyền. Sau đó người trước càng lộ ra một bộ run rẩy biểu tình, cười theo nói nguyên lai là Trương thiếu, thực sự là thất kính thất kính. Cửu ngưỡng đại danh, ta là... Câm miệng, bản đại thiếu có thể không có gì hứng thú biết ngươi là ai, nói đi, chuyện gì xảy ra. Không biết tiểu diễm còn có vương tiểu thư là ta Trương Tuyền bằng hữu. Trong mắt sinh trưởng ở cái mông lên, có thể Trương Tuyền Trương đại thiếu lại trực tiếp lại uy phong lẫm lẫm đem cắt đứt. Một bộ bản thân cùng Sở Diễm Sở đại tiểu thư quan hệ rất tốt tư thái, còn rất thân mật kêu cái gì tiểu diễm. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư vô ý thức nhíu mày một cái, nếu là ở bình thường, hắn khẳng định không muốn nghe được Trương Tuyền loại này công tử ca gọi nàng như vậy thân mật, nhưng bây giờ. Tiểu diễm, thật sự là quá tốt, cái này chúng ta được cứu rồi. Không hổ là Trương Tuyền Trương đại thiếu, hắn một đem thân phận của mình lấy ra đến. Đao ca bọn họ thí lời cũng không dám nói, thậy là uy phong. Thực sự là ước ao ngươi, nếu ta có thể có một người như thế thích ta, vậy cũng tốt. Ăn mặc gợi cảm đai đeo vương cầm nhất thời lôi kéo bản thân hảo tỉ muội nhỏ giọng nói. Hiển nhiên, nàng là rất sẽ sát ngôn quan sắc. Nói cái gì đó, ta có đúng không hắn không một chút hứng thú. Thế mà nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhưng vẫn là cau mày nói. Mà nhưng vào lúc này... Hình xăm tây trang nam đao ca đã cúi đầu khom lưng ở Trương Tuyền Trương đại thiếu trước mặt, một bên cúi người, một bên cười theo giải thích nói Trương thiếu, là như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Chủ yếu là tiểu đồ đê tiện ở chúng ta bãi trong thua tiền, lại thiếu chúng ta không ít, hơn nữa tốt còn muốn chạy, vì vậy. Hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ mặc gợi cảm đai đeo vương cầm. Người sau nhất thời tâm lĩnh thần hội hơi gật đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Ở Sở Diễm bên tai nhỏ giọng rưng rưng nói tiểu diễm, ta. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Mà ở nhìn thấy bản thân hảo tỉ muội như vậy bộ dáng đáng thương, Sở Diễm không khỏi trong lòng mềm nhún, trấn an nàng nói. Nga, còn có loại sự tình này mà. Vương tiểu thư, là thật sao? Bất quá tựu sau đó một khắc Trương Tuyền Trương đại thiếu đã thanh âm dương lên, mượn cớ xoay người hướng Sở Diễm, Vương cầm hai người nhìn lại. Chợt hơi có chút cau mày nói đánh bạc không có thể như vậy chuyện gì tốt, ngươi xem một chút, đều bị người như thế tìm tới cửa. Nếu như bị các ngươi lãnh đạo phát hiện, ảnh hưởng nhiều không tốt ha. Vừa nói, hắn cặp kia xấu xí mắt còn hơi lộ ra lau một cái giang vẻ, trong người xuyên gợi cảm đai đeo trang phục vương cầm trước ngực tốt cảnh xuân trên, hung hăng dừng lại một trận, sắc mị mị, cả người khô nóng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lại lộ ra một bộ chính nhân quân tử vẻ. Nhãn thần nhìn phía một bên Sở Diễm Sở đại tiểu thư, quan hoài nói bất quá ngươi đã cùng tiểu diễm là rất tốt tỉ muội. Tiểu diễm chuyện mà, chính là ta Trương Tuyền chuyện mà, yên tâm đi, tất cả đâu có. Thật sự là quá tốt, Trương thiếu thực sự là rất cảm tạ ngươi, ta. Tiểu diễm, ngươi xem, nghe vậy nhất thời mặc đai đeo vương cầm lộ ra thần sắc kích động, lại đang chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu ánh mắt ám chỉ trong, ánh mắt quét ngang hướng bên cạnh mình. Tay nhỏ bé lôi kéo bản thân hảo tỉ muội Sở Diễm ống tay áo, rưng rưng đáng thương nói. Ta, được rồi. Lúc đầu nhìn thấy một màn này, nghe được Trương Tuyền Trương đại thiếu trong miệng này ác tâm nói, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư trong lòng là cực kỳ chán ghét. Mà khi hắn nghe được bản thân hảo tỉ muội làm bộ đáng thương âm dung, cùng với mặt cười trên sáng loáng lệ ngân, vẫn là không nhịn được sẽ mềm lòng,
ép buộc bản thân mắt nhìn về phía Trương Tuyền, ở trong mắt nàng mặt xấu xí bàng, bài trừ một nụ cười sáng lạng, cười theo nói: Trương thiếu, ngươi xem, có thể hay không cho chúng ta mượn một khoản tiền? Tiền, Tiểu Diễm theo ta cũng khách khí như vậy, ta Trương Tuyền cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Nói đi, bao nhiêu? Nhất thời Trương Tuyền hướng Vương Cầm Âm thầm đệ đi lau một cái làm không tệ ánh mắt, sau đó hai mắt dương lên khởi, thể hiện một bức bản thân rất nhiều bức tư thái, nói. Mức có điểm đại, muốn mượn 60 vạn. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư tuy rằng buồn nôn, nhưng vẫn là ấp a ấp úng nói. Tuy nói hắn rành mạch từng câu, giống như Trương Tuyền Trương đại thiếu người như thế, hoàn toàn là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, trong tay căn bản không thiếu tiền. Nhưng bây giờ lại muốn lấy thể diện của nàng cùng đối phương mượn nhiều tiền như vậy, nếu là bị mượn cái này áp chế nói. Quả nhiên, đang nghe Sở Diễm vừa mở miệng sẽ mượn 60 vạn thời gian, chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu trong mắt nhất thời hiện ra lau một cái gian kế thực hiện được vẻ, chợt làm bộ có chút hơi khó, nói 60 vạn a. Muốn thoáng cái xuất ra nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ có một ít. Trương thiếu, chúng ta biết mấy cái chữ này hơi lớn, bất quá lấy thân phận của ngươi, nhà của ngươi cảnh, khẳng định hoàn toàn không bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói là đi, Tiểu Diễm, Vương Cầm lại mở miệng nói, âm thầm cho mình hảo tỉ muội nháy mắt, thật giống như rất sợ Trương Tuyền Trương đại thiếu hắn cái này cây hiện tại duy nhất rơm dạ, sẽ tiêu thất vậy. Thấy tình cảnh này Sở Diễm tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không có biện pháp, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng mở miệng nói Trương thiếu, ngươi xem chúng ta đây không phải là quả thực không có biện pháp, nếu không. Ngươi giúp một tay. Ngươi yên tâm, số tiền này A Cầm về sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi nói là đi, A Cầm, hắn theo lại để lại một cái đầu óc, nói bổ sung. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Nghe vậy Vương Cầm nhất thời liền vội vàng gật đầu nói. Nếu Tiểu Diễm ngươi đều tự mình lên tiếng, ta đây Trương Tuyền khẳng định không có khả năng chối từ. Tất cả nói, chuyện của ngươi mà chính là ta Trương Tuyền chuyện mà, bất quá cái này 60 vạn. Cái này trong lúc nhất thời ta chỉ sợ cũng cầm không được, nếu không cho ta một ngày. Nhất thời Trương Tuyền Trương đại thiếu len keng hữu lực mở miệng, đưa mắt quét về phía hình xăm Tây Trang Nam. Đó là đương nhiên không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Có người Trương Tuyền Trương đại thiếu tự mình mở miệng, đừng nói là một ngày, ba ngày năm ngày đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất thời hình xăm Tây Trang Nam đao ca thức thời nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá cũng liền 60 vạn mà thôi, hơi chút cho ta chút thời gian là có thể tùy tiện góp đi ra, nếu không như vậy đi, Tiểu Diễm, đêm nay ngươi đến ta Hải Giang bên kia biệt thự tới lấy tiền. Nghe vậy chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu lúc này mới đương nhiên gật đầu, sau đó một trương mập mạp xấu trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Diễm, cười híp mắt nói. Người này cuối cùng là đem mình giấu đầu lòi đuôi lộ ra. Trương Tuyền, người có ý tứ a? Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư thần sắc đại biến, mặt cười hiện ra lau một cái nhiệt cả giận nói. Đi biệt thự của hắn, cái này nếu thật đi, sẽ phát sinh chuyện gì còn không rõ ràng. Tờ này Tuyền xem nàng như cái gì, thực sự là người cặn bã, biến thái. Thế nào, thối lẳng lơ, không muốn. Nghe vậy chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời sắc mặt trầm xuống, giọng nói bất thiện hung ác nói người có phải là thật hay không cho là mình coi là vật gì vậy. 60 vạn đều không mua được ngươi, vàng tương, cho mặt không biết xấu hổ đồ đê tiện. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới cái này tiểu đồ đê tiện, đều như vậy, lại còn dám cự tuyệt hắn. Thật cho rằng 60 vạn là giấy, nàng là vàng tương, mẹ, cho mặt không biết xấu hổ gì đó, đồ đê tiện. Ngươi, 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 nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tức giận cả người run, vẻ mặt sáng rỡ mặt cười lộ ra tức giận đỏ ửng. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói ra loại này bẩn thỉu nói, ở như vậy trước mặt mọi người. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ hắn bên tai vang lên nói, ta xem ngươi bây giờ là không phải là cần ta hỗ trợ. Đại phôi đản, là ngươi. Mà ở trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trước người mình thân ảnh quen thuộc, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời sửng sốt. Vâng, là ngươi, đương nhiên còn có một vị khác. Làm Trương Tuyền Trương đại thiếu nhìn thấy Trần Phi Trương làm người ta khắc sâu ấn tượng tuổi nhỏ khuôn mặt sau, cũng là nhịn không được trước sửng sốt, sau đó trong nháy mắt sắc mặt trở nên kinh biến lên, sau đó ải bí đao vậy thân thể chặt điên cuồng run run. Vãi!
vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây a? Mà vào lúc này đột nhiên lóe sáng đăng tràng tự nhiên là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Đại phôi đản, Sở Diễm ngạc nhiên kêu lên. Này, tiểu tử, người người nào, đi xa một chút, bớt lo chuyện người. Hiểu không, mà ở nhìn thấy đột nhiên toát ra cái không có mắt rảo cục, hình xăm tây trang nam đao ca mắt minh lanh mồm lanh miệng, nhất thời nhảy ra, nhãn thần bất thiện nhìn Trần Phi, còn có chút uy hát yêu ta dường như hướng hắn phất phất tay cảnh cáo. 3. Câm miệng cho lão tử. Thế mà hắn đều lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác được trên ót bị người hung hăng tới một chút, phát sinh trầm muộn chàng pháo tay. Sau đó chỉ thấy Trương Tuyền Trương đại thiếu tàn bạo, da mặt tử kịch liệt lay động nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhìn phía Trần Phi, run rẩy bay, phi ca tốt. Bộ dáng kia phải nhiều chó săn thì có nhiều chó săn, phải có nhiều quyến rũ thì có nhiều quyến rũ. Dù sao không có biện pháp a, từ lần đó bị hung hăng sửa chữa sau, hắn sao có thể còn không biết Trần Phi là ai? Tùy tùy tiện tiện một chiếc điện thoại, cư nhiên là có thể nhượng đường đường vốn là thị uy bí thư, hơn nữa càng tỉnh uy một trong những cự đầu Đồng Văn Thành đồng bí thư nể tình, cho hắn ba gọi điện thoại. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là dùng cái mong muốn, cũng nhất định có thể biết, đối phương tuyệt đối là cái loại này bối cảnh, địa vị thiên đại đại nhân vật, xa không phải là hắn Trương Tuyền loại này tiểu nhân vật có thể đắc tội. Nếu không, hắn đương sơ cũng sẽ không thảm như vậy. Bị cha hắn tự mình chạy tới nước ngoài đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này. Mà ở nhìn thấy một màn này, đang run mọi người nhất thời sợ ngây người. Nhất là vừa rồi mới đúng Trần Phi nói năng lỗ mãng hình xăm tây trang nam đao ca, càng cả người một cái giật mình, sắc mặt chợt biến, trong nháy mắt nhãn thần trở nên có chút hoảng sợ. Ta, ông trời của ta, Trương Thiếu gọi hắn cái gì? Bay, phi ca, nhất thời hắn chỉ cảm giác mình một đôi chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn, sắp ngất đi. Có thể bị Trương Tuyền Trương đại thiếu, đường đường bản thị chánh pháp ủy Trương thư ký công tử gọi ca, hơn nữ hiện tại Trương Tuyền bộ dáng kia còn nhiều hơn chó săn, thì có nhiều chó săn, phải nhiều quyến rũ thì có nhiều quyến rũ. Ngọa cao vãi đây tột cùng là người nào? Hình xăm tây trang nam đao ca chỉ cảm giác mình nhanh khóc, thiếu chút nữa tè ra quần. Nói người tiểu tử này thế nào như thế không nhớ lâu a? Lúc này mới bao lâu, tự lại phạm đến trên tay ta tới. Nhưng Trần Phi nhưng thật giống như căn bản lý, để ý đều mặc kệ hắn, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người quét về phía Trương Tuyền, tự tiếu phi tiếu, thản nhiên nói. Không phải là phi ca ngươi nghe ta giải thích. Ta không biết hắn với ngươi nhận thức a. Nghe vậy Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời cả người một cái giật mình, trên mặt thần sắc một chút tựu trắng, vội vàng giải thích. Nói đùa, hắn lại không ngốc. Đương nhiên đã hiểu Trần Phi trong giọng nói trào phúng. Mẹ, người này thế nào như thế âm hồn không tiêu tan a, nếu sớm biết rằng cái này ôn thần cùng tiểu đồ đê tiện nhận thức, hắn coi như là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám động cái gì tà niệm, tiểu tâm tư a. Giảng đạo lý, loại người như ngươi mới không đi đóng phim thực sự là đáng tiếc. Vả miệng, nghe vậy Trần Phi tự tiếu phi tiếu thì thầm một tiếng, sau đó đột nhiên thần sắc vừa chuyển. Có chút không kiên nhẫn khấu trừ trừ cái lỗ tai, thản nhiên nói. A, nghe vậy Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không chỉ là hắn, ngay cả ở đây những người khác, hình xăm tây trang nam đao ca cùng với hắn một phiếu tiểu đệ, còn có người mặc gợi cảm đai đeo vương cầm cùng với chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư, lúc này đều dùng một loại cổ quái, ngạc nhiên, thậm chí có chút ánh mắt sợ hãi hỗn tạp, run nhìn Trần Phi. Bởi vì bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Bọn họ cư nhiên nghe được, người này, nhượng Trương Tuyền Trương đại thiếu vả miệng. Trưởng của người nào, cái này hắn ma không lời thừa sao? Nhất định là trưởng mình, thế nhưng cái này. Bay, phi ca người cái này có đúng hay không? Nhưng vào lúc này Trương Tuyền Trương đại thiếu sắc mặt có chút khó coi lắp bắp nói. Tuy nói, hắn hiện nay trong lòng quả thực rất kiêng kỵ. Rất sợ Trần Phi cái này một chiếc điện thoại, là có thể mời được Đồng Văn Thành đồng bí thư thần bí nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên nghe được cái gì? Nghe được đối phương để cho mình trưởng miệng mình. Vãi vãi, người hắn mà có phải bị bệnh hay không? Ta Trương Tuyền Trương đại thiếu thân phận gì? Ba ta thế nhưng vốn là thị chánh pháp ủy thư ký. Ngay tại lúc trong lòng hắn không gì sánh được biệt khuất theo, giống,
tâm tính vặn vẹo tiếng giống giận dữ, đột nhiên lại cảm giác được một trận kính nhi kéo tới. 3. Không gì sánh được thanh thúy chàng pháo tay trong nháy mắt vang dội vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Nhất thời hầu như tất cả mọi người nhãn thần run lên, sau đó vô ý thức mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía chính dại ra bụng mặt Trương Tuyền Trương đại thiếu, cùng với tay còn dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt bình thản như cái gì đều không làm Trần Phi, nhất thời thần sắc ngây người. Nhất là hình xăm tây trang nam đao ca cùng với hắn như vậy một phiếu tiểu đệ, thậm chí mặc gợi cảm đai đeo vương cầm, đều trong nháy mắt bá một chút trên mặt huyết sắc thốn không còn một mảnh. Hắn. Trương Tuyền Trương đại thiếu đó là cái gì người? Đây chính là vốn là thị chánh pháp ủy Trương thư ký thân nhi tử, coi như là tại đây tỉnh Giang Nam nha nội vòng chưa có xếp hạng cao cấp nhất, nhưng tuyệt đối coi như là nói ra có mặt mũi, ai dám không để cho vài phần mặt mũi, ai dám tùy tiện ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng bây giờ thì sao? Loại này cấp bậc đại thiếu lại cư nhiên bị người làm trò như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới, một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt. Cái này hắn mà không phải chúng ta đang nằm mơ chứ? Cái này vãi cũng quá. 3. Có thể nhưng vào lúc này, lại một thanh thanh thúy vô cùng chàng pháo tay vang vọng bên tai bên cạnh, nhưng lúc này đây, thanh âm này nhưng thật giống như búa tạ vậy, hung hăng đánh tại bọn hắn trong trái tim, làm bọn hắn nhất thời nhìn không được giống như bị đạp cái đuôi mèo vậy, đều thiếu chút nữa nhảy cờn lên. Trong miệng khô khốc không gì sánh được, cả người đều ở đây run run. Cái này đại phôi đản, hắn. Ngay chúng ta sở diễm sở đại tiểu thư lúc này đều là giống nhau, tiếu trên mặt thần sắc cổ quái, chấn động tới cực điểm. Hắn dùng tay cầm mở lớn nhu môi, trên mặt thần sắc ngây người, hoàn toàn không thể tin được một màn này phát sinh. Trương Tuyền người nào cặn bả, hiện tại đều bị quạt hai bàn tay. 3. Đã có thể sau đó một khắc, làm người ta không gì sánh được quen thuộc lại run rẩy vô cùng chàng pháo tay lại vang lên lần nữa. Hầu như ở đây mỗi người cũng không nhịn được ra mặt tử điên cuồng run lên, tim đập tốc độ nhanh muốn đột phá đến phía chân trời, cả người mồ hôi lạnh vèo một tiếng toàn bộ nhô ra. Cái này, đây là đệ mấy bàn tay? Tốt, hình như là cái tát thứ ba đi. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở, đừng nói hình xăm tây trang nam đao ca cùng với hắn một phiếu tiểu đệ, lúc này tất cả đều bị sợ đến sắc mặt thảm không có chút máu. Vào thời khắc này đang đứng ở sở diễm bên cạnh vương cầm, đều từ lâu chẳng biết lúc nào hai chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Sắc mặt phải nhiều tái nhợt có bao nhiêu tái nhợt, nhãn thần phải nhiều run có bao nhiêu run. Cái này, làm sao có thể a? Đây chính là Trương Tuyền Trương đại thiếu, vốn là thị chánh pháp ủy Trương thư ký thân nhi tử, hạng thân phận hạng thứ vị, nhưng bây giờ, lại. Nói miệng không sạch sẽ. Tự sớm làm trở lại nhiều học một ít, cái gì là lễ phép? Đương nhiên ngươi nếu không phục tức giận, hiện tại có thể nói cho ta biết, ta nghe, ừ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cục như là đánh thư thái, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía Trương Tuyền, thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Tuyền Trương đại thiếu bụng mặt, hai bên trái phải mặt từ lâu đau đớn, đỏ bừng. Lúc này hắn chính vô ý thức thần sắc dữ tợn vặn vẹo. Mà khi hắn nghe được Trần Phi lời nói này, cùng với trong giọng nói bình thản vô cùng giọng nói, hắn lại không hiểu bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Vâng, là Phi ca dạy phải, là ta miệng không sạch sẽ, là ta nên đánh. Hắn cúi đầu, run rẩy nói. Hắn minh bạch bản thân không thể trêu vào Trần Phi, hơn nữa dù thế nào đánh đều bị đánh, lại ném một ít mặt, cũng không sao đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, mặt đều bị đánh sưng lên Trương Tuyền Trương đại thiếu. Cứ nhiên không giống bọn họ tưởng tượng trong giận tím mặt, mà dĩ nhiên là giờ này khắc này ngoan được cùng tôn tử tựa như, còn như vậy ăn nói khép nép cùng đối phương nhận sai. Một màn này nhất thời nhượng này chạy tới thu cho vay nặng lãi mọi người xem ngây người, cả người ứa ra lãnh khí. Nhất là đầu lĩnh kia hình xăm tây trang nam đao ca, lúc này càng thiếu chút nữa không hai mắt vừa lột, trực tiếp ngất đi. Nói đùa, hắn có thể không sợ sao? Phải biết rằng ở trong lòng hắn hoàn toàn đã nghiêu bức đến không muốn Trương Tuyền Trương đại thiếu, lúc này đều thảm như vậy, mặt đều đã bị đánh sưng lên, quả thực thảm như cẩu, lại còn là ngay cả tức giận cũng không dám, còn như vậy ăn nói khép nép. Mẹ, bọn họ thu cho vay nặng lãi cư nhiên nhận được loại này nhân vật kinh khủng bằng hữu trên người, cái này hắn ma cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Nhất thời hắn cả người liền càng thêm run rẩy.
đến mức lúc này từ lâu ngã ngồi dưới đất Phương Cầm, càng một đôi môi liên son môi đều che giấu không được xóa sạch thương màu trắng. Hắn lúc này cả người đều ngây người, cảnh xuân tiết ra ngoài thân thể mềm mại vẫn còn lạnh run theo. Được rồi, cho bằng hữu ta xin lỗi, sau đó cút đi. Nhìn ngươi thực sự là chướng mắt, nhưng vào lúc này Trần Phi lại mở miệng lần nữa, không nhịn được nói. Vâng, vâng, xin lỗi, ta xin lỗi. Nghe vậy Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời vụt đi chạy đến Sở Diễm trước mặt, các loại giọng nói sinh động, dùng từ làm cho lông làm vẻ sợ hãi xin lỗi, sau đó không chút do dự tè ra quần lăn. Mà ở thấy tình cảnh này, ở đây những người còn lại lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả lấy một loại kinh khủng, run rẩy nhãn thần nhìn Trần Phi. Nhất là này chạy tới thu cho vay nặng lãi tên, càng một đám chân đều mềm nhũn, thần sắc trắng bệch, không biết tiếp cần làm thế nào mới tốt. Tốt rồi, hiện tại chúng ta bàn lại đàm cho vay nặng lãi chuyện mà. Ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên híp mắt vỗ vỗ đao kia ca vai, giọng nói tự tiếu phi tiếu mở miệng. Mà lần này, thiếu chút nữa bị không đem người sau 180 mấy cân thịt sợ nằm xuống. À, không cần, không cần, tiền không cần, đúng, xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng, không biết vị nữ sĩ này là bằng hữu của ngài, tiền kia cũng không cần. Mà hình xăm tây trang nam đao ca rất hiển nhiên cũng có chút thông minh, vừa nghe đến Trần Phi cầm cho vay nặng lãi chuyện mà, nhất thời cả người một cái giật mình, run rẩy cười theo nói. Đừng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, rồi hãy nói thiếu các ngươi tiền người ta cũng không phải nhận thức, ta chỉ là theo hắn là bằng hữu mà thôi. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại đột nhiên híp mắt cười nói, đầu tiên là dùng ngón tay ngã ngồi dưới đất Phương Cầm, vừa chỉ Sở Diễm nói. Này, đại phôi đản, ngươi lời này có ý tứ a? Sở Diễm rất hiển nhiên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, vì vậy vừa nghe đến Trần Phi loại này phiết quan hệ, vẻ mặt mất hứng nói. Mà Vương Cầm nghe vậy thấy thế lại mặt cười chợt run lên, sắc mặt càng trở nên tái nhợt mấy phần. Ngươi có thể chớ vội bẩn thỉu ta, trước nghe một chút cái này lão ca nói như thế nào đi. Ừ, nói, hắn thật thiếu các ngươi tiền. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười, lại có thâm ý khác nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, đưa gợi cảm đai đeo lại thần sắc không hiểu dị thường tái nhợt Vương Cầm, sau đó híp mắt hướng hình xăm tây trang nam đao ca hỏi. Cái kia, cái này, hắn quả thực thiếu chúng ta tiền, trước ở chúng ta bãi bên trong thua, lại mượn chúng ta một điểm. Nghe vậy hình xăm tây trang nam đao ca hơi sững sờ, nhìn lướt qua ngã trên mặt đất thần sắc càng thêm tái nhợt Vương Cầm, lắp bắp nói. Nga, hay là thật, nàng kia thiếu các ngươi bao nhiêu tới? 60 vạn sao? Nghe vậy Trần Phi ngược lại thì hơi kinh ngạc một chút, sau đó tò mò mở miệng hỏi. Cái kia, cái này, tổng cộng chắc là 40 vạn. Nghe vậy hình xăm tây trang nam đao ca run run lắp bắp nói. 40 vạn, vậy các ngươi hay là thật có thể a? Đến lúc này vừa đi tự hô cao phân nửa, không hổ là cho vay cắt cổ, đoạt tiền a. Nghe vậy nhất thời Trần Phi sắc mặt phi hơi trầm xuống một cái, vuốt cằm cảm thán nói. Bay, Phi ca là chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta có mắt không tròng, không biết đây là bằng hữu ngài, tiền cái gì cũng không cần, không cần. Nghe vậy hình xăm tây trang nam nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy càng luống cuống, nói chuyện cũng càng nói lắp. Đừng, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, rồi hãy nói một chuyến cũng có một chuyến đạo lý. Nếu hắn thiếu các ngươi tiền, vậy cần còn. Thế nhưng nghe vậy Trần Phi lại lắc đầu, thản nhiên nói. Ngươi nói đến giản đơn, cái này cũng không phải 4 vạn khối, 4.000 khối, chưa dễ dàng như vậy nói còn tựu còn a. Thế nhưng nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư lại có chút bất mãn, vẻ mặt buồn bực nói thầm nói. Trong lòng oán giận Trần Phi đơn giản là đứng nói không đau thắt lưng, lúc đầu đối phương đều nói quên đi. Có thể hắn lại cư nhiên hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy. Cần phải còn, có thể vấn đề bây giờ là, như thế một số tiền lớn, hắn hảo tỉ muội A Cầm làm sao có thể thoáng cái lấy ra nữa nhiều như vậy a. 3. Nghe vậy Trần Phi đưa tay ở Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu nhỏ trên gõ một cái, trêu ghẹo nói vậy ngươi vừa rồi khẩu khí còn lớn như vậy, nói muốn thay hắn trả tiền lại. Nha, ngươi làm gì? Nói cho ngươi biết đừng đập ta đầu. Nhất thời Sở Diễm Sở đại tiểu thư mắt lệ uông uông bưng đầu nhỏ bạo phát, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi hét lớn. Chợt còn rất không nói lý hung ác ngoan nói nàng là bạn thân ta a, chẳng lẽ ngươi nhượng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn nhập hố lửa.
ta mặc kệ, hiện tại việc này ngươi phải giúp ta. U, ngươi còn đem ta ỉ lại vào. Nhanh lên đến để cho ta xem ngươi cái này tiểu béo đôn giá trị bao nhiêu, nói lâu như vậy không gặp, ngươi có đúng hay không lại lên cân. Nghe vậy Trần Phi nhất thời tự tiếu phi tiếu đưa tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo, trêu ghẹo nói. Nha, đại phôi đản, ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập, ta cắn chết ngươi. Ô, nghe vậy nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời sắc mặt đỏ bừng tạc mau, bởi vì nàng gần nhất hình như quả thật có như vậy một chút xíu, thực sự chỉ có như vậy một chút xíu mập. Cái này đại phôi đản quá ghê tởm, lại dám nói ta mập, ta. Ta cắn chết ngươi. Này, ngươi nhà trúc cẩu, buông tay. Không đúng, cho ta buông ra miệng. Ta sai rồi, nhanh buông ra. Này, nhất thời Trần Phi vẻ mặt im lặng kêu to lên. Thật vất vả mới đưa chúc cầu tiểu nha đầu miệng lấy ra. Hanh, bảo ngươi nói ta béo, nếu lần sau ngươi còn dám nói, ta cắn chết ngươi, uông. Mà ở nhìn thấy Trần Phi ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời giống như đánh thắng trận tướng quân, buông ra miệng, dương dương đắc ý ngắc đầu lên, ngứa răng, hung ác ngoan nói. Ngươi nha đầu kia thực sự là chúc cầu. Thấy thế Trần Phi càng vẻ mặt không nói gì, đích nói thầm. Chợt hắn lại xoay người nhìn phía hình xăm tây trang nam Đao ca, nói Đao ca đúng không? Cho ta nói chi phiếu số đi, ta cho ngươi chuyển tiền đi qua. Không, không cần, Phi ca, đều là tiền trinh, coi như hiếu mời ngươi. Có thể hình xăm tây trang nam lúc này nào dám thu Trần Phi tiền, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Phi giọng nói không nhịn được ngắt lời nói hiếu kính ta. Ta cũng không phải đại ca ngươi. Hiếu kính ta cái giám a. Được rồi, nhanh đưa chi phiếu số cho ta, hẳn là còn tựu nhất định phải còn. Này, đại phôi đản, đây chính là 40 vạn, người thật thoáng cái cầm ra được nhiều như vậy. Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhìn không được ở một bên nhỏ giọng nói. Hắn hiện tại tuy rằng đã nhìn ra, Trần Phi cái này đại phôi đản sợ rằng địa vị thật không tiểu, liên Trương Tuyền Trương đại thiếu cái loại này ăn chơi trác táng đều ở đây trong tay hắn như vậy kinh ngạc. Nhưng vấn đề là tựu trên người hắn hiện tại thân thể này hàng vỉa hè hàng. Lớn như vậy bút tiền, hắn thoáng cái, thật có thể đủ như thế tùy tùy tiện tiện lấy ra nữa sao? Không phải là 40 vạn, mà là 60 vạn. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó cợt nhả nói người nghĩ rằng ta là người A, không có tiền còn cứng hơn suốt đầu. Yên tâm đi, bản đại thiếu cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Ngươi, hành. Nghe được Trần Phi lại bẩn thỉu bản thân, Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhịn không được tức giận khịt khịt mũi, hừ hừ nói. Mà đang nghe Trần Phi cư nhiên thật muốn thay tiểu đồ đê tiện trả tiền lại, hình xăm tây trang nam Đao ca tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng theo còn là vô ý thức lắp ba lắp bắp hỏi lướt qua mồ hôi lạnh, nói đừng, đừng Phi ca, tự 40 vạn đi. Không, 30 vạn, 30 vạn. Ta không kém về điểm này tiền nhi. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, giọng nói lãnh đạm nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Ta không có thời gian cùng ngươi ở đây mù lề mề. Vâng, vâng, cái kia, Bill, đem Posca cầm đến. Nghe thế hình xăm tây trang nam Đao ca tuy rằng đầu đầy mồ hôi, nhưng hay là không dám phản bác nữa Trần Phi nói, không thể làm gì khác hơn là hướng sau lưng tiểu đệ hô. Nhất thời liền có một ngũ đại tam thô hắc y nhân. Run rẩy cầm tới một cái Posca. Thấy thế Trần Phi không khỏi hơi cảm thán cùng không nói gì. Mẹ, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, công cụ này hay là thật là đầy đủ hết ha. Ngay sau đó Trần Phi xuất ra thẻ ở phía trên trà 60 vạn, sau đó này chạy tới thu cho vay nặng lãi một bên lòng tràn đầy vui mừng, lại một bên té hướng phía Trần Phi liên tục cúi người chào nói cảm tạ vài câu, nhanh như chớp chạy trốn vô ảnh. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cư nhiên thật sảng khoái như vậy vung tiền như rác, giúp nàng còn 60 vạn, lại còn không có nhắc lại trước sự kiện kia mà ý tứ. Ngã ngồi dưới đất Phương Cầm nhất thời mềm mại đáng yêu hai mắt hơi sáng ngời, hồn nhiên quên mất bản thân vừa rồi làm cái gì, đứng dậy sửa lại một chút bản thân có chút loạn nghi trang. Bay, Phi ca xin chào, ta là Vương Cầm, là nhỏ Diễm Hảo bằng hữu. Cảm ơn người giúp ta giải quyết rồi phiền toái lớn như vậy, còn những tiền kia, người yên tâm. Những tiền kia ta nhất định sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Còn có, đêm nay Phi ca ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, cảm ơn ngươi. Chỉ thấy hắn thân thể từ lâu bất chi bất giác kề Trần Phi,
một bên ngón tay không để lại dấu vết đem bên trái trên vai dây lưng tuột xuống mấy phần, lộ ra trước ngực tảng lớn mê người xuân sắc, rất tròn cao vót. Sau đó càng mị nhãn hàm đất phụ xuân hướng Trần Phi bay một chút, dịu dàng nói. Mà là nói lời này lúc, của nàng trái tim nhỏ còn nhịn không được phát thông nhảy. Có thể để cho Trương Tuyền Trương đại thiếu đều như vậy sợ người, dùng cái mông nghĩ cũng biết đây nhất định là vị bối cảnh kinh người đại nhân vật, nếu có thể câu được như thế một vị công tử ca, nàng kia vương cầm về sau, chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Làm phiền ngươi có thể hay không hơi chút rời ta xa một chút. Ta hình như với ngươi không quen, đã có thể sau đó một khắc, hắn điểm này huyễn tưởng lại cấp tốc phá diệt, bởi vì Trần Phi cư nhiên nhìn hắn nhàn nhạt chán ghét nói. Nói đùa, từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn bộ quá trình hắn, làm sao sẽ không rõ ràng lắm nữ nhân này hoàn toàn là đang bồi theo Trương Tuyền tiểu tử kia mệt nhọc. Loại này bán đứng bằng hữu tên, hắn quả thực xem đều không muốn liếc mắt nhìn, còn muốn câu dẫn hắn. Cũng không ghét tâm. A Cầm, người hay là trước đi thôi. Ngay nghe vậy Vương Cầm Trương trang điểm đẹp xóa sạch mặt trong nháy mắt có chút cứng đờ lúc, sở diễm sở đại tiểu thư thanh âm, cũng đã lần thứ hai ở hắn bên tai có chút làm bất hòa vang lên. Hắn thở dài một tiếng nói chuyện tiền, chính người ghi nhớ Trần Phi chi phiếu số, về sau có tiền tự mau trả lại cho hắn. Đến mức chúng ta về sau, tự dừng ở đây đi, đừng sẽ liên lạc lại. Ai? Hắn lại không ngốc, rõ ràng từ lâu xem thấu tất cả. Hắn sở dĩ không có lập tức bạo phát, chất hỏi chính hắn một hảo tỉ muội tại sao muốn không ngờ như thế Trương Tuyền loại người như vậy cặn bả, đến liên khởi tay đến lừa dối hắn. Bởi vì đều đã qua, đã không cần thiết, không phải sao? Không phải là, không phải là. Tiểu Diễm ngươi nghe ta giải thích, ta thật là có khổ chung. Nghe vậy nhất thời Vương Cầm biến sắc, vội vàng ngẩng đầu thất kinh lắc đầu, sau đó ấp úng nửa ngày, mang theo nức nỡ nói ta cũng là không có biện pháp a. Ta thiếu bọn họ nhiều tiền như vậy, bọn họ buộc ta còn, nếu không liền đem ta bán được cái loại địa phương đó đi, ta cũng là cùng đường, mới. Được rồi, ta biết ngươi có khổ chung, thế nhưng ta cũng không muốn nghe nơi này. Đi thôi, thế nhưng sở diễm lại thần sắc có chút mệt mỏi đem hắn cắt đứt, theo giọng nói trở nên hạ nói. Ta, tiểu diễm ta đi trước, mấy ngày nữa ta ở giải thích cho ngươi, ngươi đừng nóng giận, van cầu ngươi đừng nóng giận. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi đứng ở một bên yên lặng nhìn nhãn thần cũng để cho hắn nghĩ có chút lãnh, sau cùng Vương Cầm còn là thần sắc tái nhợt một bên giải thích, một bên ly khai. Mà ở thấy tình cảnh này, nhìn nữ nhân kia lảo đảo rời đi bối cảnh, Trần Phi đôi mắt nhìn không được xẹt qua lau một cái vẻ phức tạp, hướng về bên cạnh sở diễm nhỏ giọng nói tuy nói hắn quả thật có khổ chung, nhưng này loại bằng hữu có thể bẫy ngươi một lần phỏng chừng cũng có thể bẫy ngươi lần thứ hai, cũng không đáng tha thứ. Ai cần ngươi lo, xen vào việc của người khác. Nghe vậy sở diễm sở đại tiểu thư lại hanh hừ lên, một bộ không muốn ngươi xen vào việc của người khác dáng dấp. Ta nói ngươi nhà đầu kia thực sự là chúc cẩu, ta là đang an ủi xin chào đi. An ủi ngươi, nghe vậy Trần Phi nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì hỏi trời xanh, nhà đầu kia quả thực chính là điển hình qua sông đoạn cầu. Bạch hạt ta còn tốt bụng như vậy hảo ý nói muốn an ủi hắn. Ngươi mới là chúc cẩu. Hành, đi, theo ta đi ăn cái gì, ta không mang tiền, người mua cho ta đơn. Có thể là chúng ta sở diễm sở đại tiểu thư đã lười nghe hắn oán giận, trực tiếp đưa tay đưa hắn lôi đi. Tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị sân bay, bên trong phi trường KFC quán ăn NS An Hát Nội, Trần Phi cùng sở diễm sở đại tiểu thư Đờ An G ngồi ở khắp ngõ ngách ăn nấy ăn để. Này, người nhường ta mời người ăn cái gì, tự ăn cái này. Trần Phi một bên thuận tay cầm lên một khối New Yorker ăn ép nướng cánh bỏ vào trong miệng gặp, một bên thần sắc có chút cổ quái nhìn trước mặt cũng đỡ ăn gờ ăn nấy ăn để, miệng đầy đều là đầy mỡ nị, nước C ăn hát sở diễm sở đại tiểu thư, nghi ngờ nói. Nói loại này sốt cao lượng rác dưới thực phẩm, không phải là luôn luôn bị nghiệp dư nữ tính căm thù đến tận xương tủy sao? Hắn vốn đỡ ăn gờ cho rằng tiểu nha đầu này lần này tâm tình không tốt, bị bằng hữu bán đứng. Nhất định sẽ hung hăng chủ tê nhật hắn một trận, nào biết dĩ nhiên là ăn cái này. Thế nào, không được a, không được ngươi thì để xuống chớ ăn, cho ta. Nghe vậy sở diễm sở đại tiểu thư nhất thời khịt khịt mũi, hình như rất không cao hứng vậy, cư nhiên đưa tay đi bắt để xuống Trần Phi trước mặt bữa tiệc lớn. Này, đây là ta, dừng tay, chúc cầu ngươi nghe không, dừng tay cho ta còn không ăn no a.
Nghe vậy thấy thế cái này còn cao đến đâu? Nhất thời Trần Phi không chút do dự biến sắc, số chết bảo vệ trước người mình bữa tiệc lớn, tuyên bố bọn họ quyền sở hữu. Nói đùa, nếu như bị nha đầu kia cướp đi, vậy hắn ăn cái gì a? Không được, tuyệt đối không được. Hát an hát, quỷ hẹp hòi, cư nhiên không biết xấu hổ cùng một người nữ cướp đồ vật ăn, ngươi còn là một đại nam nhân sao? Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nỗ lực nửa ngày, cư nhiên mới từ Trần Phi vách sắt vậy trong phòng ngự giành được 2-3 cây khoai điều, nhất thời mất hứng hát an hát hừ lên, vẻ mặt khinh bỉ lên. Nữ, nói ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ngoại trừ bề ngoài lớn lên giống người nữ, cái khác chưa giờ còn giống như. Này, tuy nói chúng ta ở góc, nhưng ngươi có thể hay không hơi chút chú ý một chút ngươi hình tượng của mình, đem giày mặc vào, ngươi không cảm thấy bên ngoài những người đó đầu xem chúng ta ánh mắt, thật kỳ quái sao? Đều ở đây khinh bỉ ngươi ni. Nghe vậy nhất thời Trần Phi tức giận nói, chỉ vào Sở Diễm Sở đại tiểu thư bị tất chân gói, cũng đã đá rơi xuống giày cao gót trơn chuột chân bó bưng đầu nói. Thật giống như cảm giác có chút mất mặt. Phi, 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 bổn đại tiểu thư thiên sinh lệ chất, những nam nhân kia khẳng định đều là đờ an gờ trộm xem ta, người nói bậy chút gì. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lại mất hứng, hít mũi hừ hừ nói. Bất quá theo hắn còn là đem giày cao gót của mình mặc vào, chợt có chút chưa thỏa mãn liota mình nhu môi bên trên quần áo dính dầu mỡ, mặt cười ửng đỏ. Th an hát âm đột nhiên có chút nhỏ giọng lên nói này, đại phôi đản, ta còn không đủ, nữ mua cho ta giờ. Ta muốn khoai điều, còn có cánh gà. Còn ăn, này, lẽ nào ngươi không phải là trúc cẩu, là loại heo? Nói chẳng lẽ ngươi gần nhất dài mập như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nghe vậy Trần Phi một trận nói thầm nói. Nào có, ngươi mới lên cân, ngươi tất cả đều lên cân, tất cả đều là mập mạp giấy. Mà đờ an gờ nghe Trần Phi loại này nhạy cảm nói thầm, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư đâu còn nhẫn được, nhất thời nhìn không được tạc mau, đính liễu đính bản thân không tính là hùng vĩ nhưng vừa đúng ngực, vẻ mặt hung ác ngọ an chất vấn bổn đại tiểu thư thân cao 1m71, thể trọng mới 51kg, đâu mập. Ngươi nói cho ta biết đâu mập. Tốt, tốt, không mập không mập, bất quá, ngươi thực sự còn muốn ăn. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một trận nhận sai. Sau đó sau cùng lại một lần nữa xác nhận hỏi. Ta đương nhiên, ai, quên đi, không ăn, ăn nữa thật là lại muốn mập, ta cũng không muốn lại đi giảm béo, thật khổ. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư phản xạ có điều kiện muốn gật đầu, có thể theo, đã thấy hắn đôi mắt đẹp nổi lên lau một cái giấy giụa cùng vẻ tức giận, lại giơ tay lên trong ống hút ở đồ uống bên trong hung hăng quấy rối quấy, cuối cùng vẫn buồn bực tuyển trạch bỏ qua. Bởi vì nàng biết Trần Phi nói hắn béo là đùa giỡn, có thể hắn gần nhất quả thực đã mập như vậy đinh giờ, 3-4 cân. Đây đối với nam sinh mà nói, có thể tăng gấp đôi nữa cũng không có quy an đau khổ, có thể đối với bọn hắn nữ sinh mà nói, đã có thể vấn đề lớn. Phải biết rằng nữ sinh thể trọng, coi như là chỉ kém 1 cân, đó cũng là khác nhau trời vực chênh lệch. Sẽ rất buồn bực. Ngươi không ăn, ta đây lại đi mua một ít, vừa vặn ta còn không ăn no ni. Nào biết nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên tiện tiện mở miệng nói, khiến nghe nói như thế Sở Diễm Sở đại tiểu thư trong nháy mắt tạc mao. Đại phôi đản, ngươi lại dám khi dễ ta, ta cắn chết ngươi cái này tên đại bại hoại. Ta cắn chết ngươi, ô ô. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư hiện ra hết mình hiệp nữ bản sắc, cãi lộn lên. Nắm lên Trần Phi một tay miệng sẽ xuống ngay. Này, ta nói chơi, đến thực sự, cho ta tùng miệng. Chúc cầu ngươi nghe không? Tùng miệng a, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự lại bi kịch, một bên kêu to, một bên thần sắc thảm hề hề. Nói cái này nhà đầu chết tiệt kia thực sự là chúc cầu. Thế nào như thế thích động một chút là cắn người a. Hát an hát, nói chơi, càng không thể tha ngươi, dám khi dễ như vậy ta, đại phôi đản. Thế mà nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư càng tức giận hơn, lại dám nói là nói chơi. Ngươi cũng không biết lại đi mua một ít nhường ta ăn vụng một ít sao. Thực sự là quá ghê tởm, quá ghê tởm. Như vậy chơi náo loạn sau một lúc, KFC quán ăn NSH nội tuyệt đại đa số mọi người hướng bọn họ bên này đầu tới dị dạng ánh mắt, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này mới sắc mặt hồng hồng lúc đó dừng tay, một bộ đánh thắng trận nữ tướng quân biểu tình vậy, ngẩng đầu, nhìn lúc này chính một bộ thảm hề hề bộ dáng Trần Phi dương dương đắc ý nói gọi ngươi dám khi dễ ta.
đáng đời. Dữ dội như vậy, nhìn ngươi về sau ai dám lấy ngươi? Nam nhân bà, nghe vậy Trần Phi nhìn không được một trận nói thầm nói. Ngươi nói cái gì, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư chân mày dương lên, nói. Không có gì, không có gì, ta nói ta sống cần, đáng đời. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đầu dung cùng sóng cổ tựa như, cười làm lành nói. Hát an hát, cái này còn không sai biệt lắm, nếu là ngươi, lần sau lại dám khi dễ ta, đừng trách ta còn cắn ngươi. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nho nhỏ uy hát yêu ta một trận. Bất quá tiếng nói vừa dứt, lại thấy hắn đột nhiên lộ ra một tia sắc mặt hồng hồng, ngượng ngùng thần sắc, nhỏ giọng nói này, đại phôi đản, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi a. Nếu không có ngươi ở đây, ta cũng không biết phải làm gì mới tốt. Được rồi, cảm tạ cái gì? Nếu liền vì ngươi câu này tạ, ta đến mức như thế phí sức lao động đứng ra giúp ngươi sao? Nghe vậy Trần Phi lắc đầu, không sao cả mở miệng nói. Một con ngựa chuyện này quy nhất con ngựa chuyện này, dù thế nào, ta phải cảm ơn ngươi. Còn có tiền kia, ngươi yên tâm, nếu A Cầm hắn không trả lại cho ngươi nói, ta bên này cũng nhất định sẽ mau chóng gọp đủ, sau đó đưa tới cho ngươi. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư đàng hoàng mở miệng nói. Cái này cũng không phải ngươi thiếu ta, ăn nhập gì tới ngươi mà a. Rồi hãy nói, ngươi vừa rồi cũng nghe được, ta hiện tại không thiếu tiền, đừng khách khí như vậy. Nghe được Sở Diễm nhắc tới chuyện này, Trần Phi nhất thời biểu lộ thái độ của mình, nói. Cũng liền 60 vạn mà thôi, đối với hắn hiện tại đến nói thật hoàn toàn không có chút nào phân lượng. Rồi hãy nói, lúc đầu ngày hôm nay tiền này lấy ra nữa, hắn sẽ không nghĩ tới thu hồi. Dù sao trông cậy vào một cái nát vụn đổ lại người bán đứng bằng hữu, tuy nói cũng có khả năng, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là không thực tế. Vì vậy ngày hôm nay nếu không phải là bởi vì Sở Diễm quy an hệ, loại này chuyện hư hỏng mà, hắn căn bản là lười giúp. Vậy không được, ngươi đều đã giúp ta lớn như vậy một chuyện, lại để cho ngươi tiêu pha, như vậy ta tựu thành người nào? Ta sẽ trả, thế mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư lại kiên quyết nói. Hắn mặc dù có thời gian thích đùa giỡn tiểu tính tình, tùy tiện, nhưng đối đãi cần có phẩm chất, điểm mấu chốt, hắn lại một cái cũng không ít, một cái cũng không kém. Vậy được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói. Mà Đờ An Gờ nghe Sở Diễm Sở đại tiểu thư lời này, Trần Phi trần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói thêm nữa. Bởi vì hắn minh bạch, đây là một cái khí tiết, phẩm cách vấn đề, khuyên hơn trái lại hoàn toàn ngược lại, không cần thiết. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng lười sẽ ở lời như vậy để trải qua nhiều dây dưa, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn Sở Diễm, bỗng nhiên mở miệng nói ta nói, ngươi hiện tại tâm tình tốt một chút không? Khá, cũng không phải đại sự gì, dù sao A Cầm là bằng hữu ta. Nghe được Trần Phi lời này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười gỡ gỡ từ bản thân chế phục vành nón biên chợt đi ra ngoài mái tóc, TH An H âm vi nhuận mở miệng nói. Đúng vậy, tóm lại là bằng hữu, cũng không thể để cho nàng thấy chết mà không cứu sao. Mà ở nhìn thấy đối phương loại này theo bản năng cử động, Trần Phi không khỏi mâu quy an gờ hơi run một chút chiến, theo khuyên tai có chút vì nóng ánh mắt hướng một bên quét tới. Tim đập không hiểu có chút NS an hát hơn. Không có biện pháp, tuy nói miệng hắn trên vẫn đem Sở Diễm gọi làm nam nhân bà. Nhưng vấn đề là chân chính tình huống cũng nhà đầu kia có nữ nhân cần có tất cả, hơn nữa. Ít nhất, còn là phần trăm 109 phần 10 đi lên tính cái loại này. Đừng nói hay không, liền nói hắn hiện tại cái này một thân bị tiếp viên hàng không chế phục bao gồm lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại, liền tràn đầy cực kỳ TH an hát xuân tịnh lệ khí tức, thon dài chân ngọc, gót ngọc ở giày cao gót làm nổi lên giày có vẻ vô cùng lực hấp dẫn, còn có trắng noản da thịt dường như ôn ngọc vậy, tinh xảo dung NS an càng lòe lòe sáng sáng. Cho nên hắn đột nhiên như thế có nữ nhân vị tới một chút. Tự nhiên khiến Trần Phi chưa kịp làm ra chống cự chuẩn bị, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia rung động. Leng keng đinh. Mà tự Trần Phi lúc này Đờ An Gờ có một ít tâm viên ý mã là lúc, Sở Diễm theo tay cầm tiểu bao nội lại đột nhiên có chuông điện thoại di động V An Gờ lên. Ai a, lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Không biết ta Đờ An Gờ ở đi làm sao? Mà Đờ An Gờ nghe điện thoại di động của mình tiếng chuông reo. Chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời cái miệng nhỏ nhắn ních thì thầm một tiếng, đưa qua bao, kéo lại khóa kéo,
đem trong đó mới nhất hãy Apple 8S đem ra. Chỉ là hắn gặp điện báo biểu hiện, lại nao nao bé gái. Chợt chỉ thấy hắn ngay tức khắc nhấn trên màn ảnh chuyển được kiện. Này, Tiểu Diễm, ngươi ở đâu? Mau tới đây theo ta uống rượu, ta tâm tình không tốt, mau tới đây theo ta, ô ô ô. Có thể nàng đều còn chưa tới phải gấp nói, lại bị microphone nội truyền tới liên tiếp lùi MNG theo khóc nức nở tiếng ô ô sợ đến ngây ngẩn cả người. Này, bé gái, ngươi làm sao vậy? Khóc cái gì à, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ngay tức khắc đi qua tìm ngươi, đừng khóc nữa. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư hướng về microphone nội cả tiếng kêu lên. Tiểu Diễm, ta ở Caesar Huy Hoàng 0433 gian phòng, ngươi mau tới đây đi, ngươi không biết ngày hôm nay ta. Ô ô ô, bên đầu điện thoại kia vị kia bị Sở Diễm gọi bé gái nữ sinh từ đầu tới đuôi đều là mang theo ủy khuất cùng tiếng khóc, ngay cả Trần Phi ở một bên đều mơ hồ nghe được, khẽ nhíu mày. Bé gái, tên này thật quen thuộc a. Gì, hình như trước Sở Diễm sinh nhật lúc, cái kia trên mặt có một ít béo đô đô, trẻ con mập nữ sinh, hình như liền kêu tên này đi. Bởi vì nàng tên rất có đặc điểm, vì vậy hắn rất có ấn tượng. Chỉ là, đây cũng là thế nào? Khóc thành như vậy. Tốt rồi ta đã biết, Caesar Huy Hoàng 0433 đúng không? Bé gái ngươi ở bên kia chờ ta bây giờ lập tức đi qua, nửa giờ. Nhưng vào lúc này Sở Diễm Sở đại tiểu thư đã cúp điện thoại. Sau đó chỉ thấy hắn một bên luống cuống tay chân thu thập mình bao, một bên hướng về Trần Phi có chút ngượng ngùng nói đại phôi đản. Ta phải đi trước. Người bây giờ liền chuẩn bị đi qua. Không đi làm, nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, chỉ trên người nàng tiếp viên hàng không chế phục. Đi làm, đúng nga, ta ngày hôm nay vẫn còn đi làm đi. Ai, ngày hôm nay thế nào như thế đen đuổi a? Quên đi, ta còn là đi tìm lãnh đạo xin nghỉ đi, bé gái khóc rất thương tâm, ta đều tốt lâu không gặp hắn như vậy. Sở Diễm cuối cùng vẫn quyết định đi xin nghỉ. Theo còn có chút lo lắng nói. Cùng Vương Cầm bất đồng, hắn cùng bé gái đây chính là thật nhiều năm hảo bằng hữu, từ một lên đại học mà bắt đầu, cho tới bây giờ, nhưng bây giờ đối phương đột nhiên mạc danh kỳ diệu khóc thành như vậy, nàng đều cực kỳ lâu không gặp đối phó như vậy, tự nhiên trong lòng rất lo lắng. Đây tột cùng là, chuyện gì xảy ra mà a? Vậy nếu không, ta đi chung với ngươi nhìn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi theo ta cùng đi. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư nao nao, sau đó nhưng thật ra ngay tức khắc gật đầu, nói đi, dù thế nào bé gái với ngươi là gặp mặt qua, tựu lần trước ta sinh nhật lần kia. Nếu là thật có phiền toái gì, nói không chừng còn xin ngươi giúp một tay. Nguyên lai hắn là nghĩ như vậy. Ngươi nhưng thật ra đem ta làm miễn phí lao công a. Quên đi, chủ yếu là bản đại thiếu trong lòng quá mức thiện lương, là tốt rồi người làm được đấy, đưa Phật đưa đến Tây đi. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là đảo cặp mắt trắng dã, toàn tức nói. Đẹp đến ngươi, khen ngươi hai câu tự xuyễn lên. Được rồi, đi nhanh đi, ta còn phải đi trước xin nghỉ. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư đồng dạng cũng đảo cặp mắt trắng dã, chợt ngay tức khắc ly khai cơ xương KFC quán ăn nhanh, chạy đi tìm lãnh đạo mời cái việc gấp giả, sau đó cùng Trần Phi cùng nhau ngồi trên xe taxi, hướng về cùng châu thị nổi danh lượng phiến KTV Caesar Huy Hoàng chạy đi. Cùng lúc đó, bên kia, Caesar Huy Hoàng 0433, một gã trên mặt có một ít trẻ con mập tuổi thanh xuân thiếu nữ ngay mặt sắc đỏ bừng cầm một chi bình rượu, đã qua trong miệng rót. Rất hiển nhiên tên này trẻ con mập thiếu nữ không là người khác, chính là Sở Diễm Sở đại tiểu thư hảo bằng hữu kiêm tốt khuê mật Trần Nàng, bé gái. Ở lượng phiến KTV thuê chung phòng nội ngũ quang thập sắc hồn ám ngọn đèn chiếu dọi xuống, rõ ràng đó có thể thấy được vóc người của nàng rất cân xứng, rất đầy đủ. Lồi lõm có hứng thú, cần đột địa phương đột cần gầy địa phương gầy, hơn nữa thân cao cao, vừa nhìn chính là cái loại này đi trên đường trở về suất rất cao cái loại này. Có thể hắn hiện tại nhưng thật giống như tâm tình rất không xong, không chỉ có cầm bia đã qua trong miệng rót, càng kỳ trước mặt trên bàn bất ngờ đều đã có 2-3 bình. Hiển nhiên đã uống không ít. Mà dưới tình huống như vậy, bên trong gian phòng một vị khác nam tử gặp bé gái lại còn như vậy, lại trực tiếp cầm một cả chi bia hướng trong miệng rót. Nhất thời một tay lấy hắn chai rượu trong tay tử chặn xuống tới, có chút đau lòng mở miệng nói bé gái, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây là đến ngươi hát phát tiết, không phải là đến chính ngươi rót bản thân rượu, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi đều uống bao nhiêu? Ca, trả lại cho ta.
mà nàng kia nàng ở nhìn thấy bản thân chai rượu trong tay tử cư nhiên bị ca ca của mình đoạt đi rồi, nhất thời vẻ mặt ửng đỏ kêu to lên, muốn vươn tay đoạt trở về. Mặc kệ ca ca hắn lại không cho nàng tìm một cơ hội, nhưng lại trực tiếp đem muội muội nàng bé gái kéo đến rời xa để xuống bình rượu sofa mặt khác hơi nghiêng, lại là đau lòng lại là an ủi bé gái, ta biết ngươi tâm tình không tốt, trong lòng ủy khuất, có thể ngươi không có khả năng tao đạp như vậy bản thân a. Ngươi như thế uống, người bình thường ai chịu nổi a? Thế nhưng, ta chính là ủy khuất nha, dựa vào cái gì a? Nghe vậy, nàng kia nàng nguyên bản giấu ở trong hốc mắt nước mắt lưng tròng, nhất thời phảng phất không nhịn được vậy, bá một chút tựu chảy ra, dầu dĩ bất nhạc nói rõ ràng chính là ta lấy được thi viết đệ nhất danh, dựa vào cái gì đệ nhị ba gã đều đi vào, theo ta chưa tiến vào. Nguyên lai hắn mấy ngày nay cho tới nay đều ở đây chủ bị nhân viên công vụ thi chuyện tình, mục tiêu là tiến nhập thị viên lâm cục. Làm năm nay trận này thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc thi, hắn cũng không biết khêu đèn đánh đêm, hạnh khổ bao nhiêu cái nhật di hàng đêm. Trong nhà thành xếp thành đống kiến thức chuyên nghiệp thư tịch, cũng không biết bị hắn trở mình nát vụn bao nhiêu trang. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục thật vất vả lấy được toàn thành phố thi viết đệ nhất danh thành tích tốt, cho rằng rốt cục có thể khổ tấn cam lai, tiến nhập thị viên lâm cục công tác, lại nào biết, lại còn là xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này đây tỉ thí bài tên thứ hai tên thứ ba người đều trúng tuyển, có thể hắn lại cư nhiên không có thể vào. Thế nhưng rõ ràng chính là nàng mới là thi viết đệ nhất danh được rồi. Hơn nữa của nàng kiến thức chuyên nghiệp cũng không kém, chính là trường học kém một chút, là một phổ thông hai bản, nhưng điều này cũng không có thể trở thành hắn như vậy không được chọn lý do chứ. Rất hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối là có cái gì mờ ám. Hắn hơn phân nửa là bị vị ấy có quan hệ có bối cảnh đơn vị liên quan cho tiệt hồ, cho nên hắn mới như thế tức giận, như thế ủy khuất. Cái này, dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ có quan hệ có thể tùy tiện như vậy sằng bậy? Dựa vào cái gì a? Ai, bé gái, hiện tại viên lâm cục cũng không phải cái gì nước trong nha môn, khắp nơi đều đang làm thành thị điểm tô cho đẹp, chớ nói chi là chúng ta cùng châu thị còn là một tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Loại này bộ môn đơn vị vị trí không biết bị bao nhiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lại không phải dễ dàng như vậy có thể đi vào. Nghe vậy bé gái ca ca nhẹ giọng hít thán. Lại nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói hơn nữa ta trước cũng đi bày bằng hữu hỏi thăm một chút. Các ngươi lần này thi viết tên thứ ba, thúc thúc hắn hình như là thị cục tài chính lãnh đạo. Ngươi suy nghĩ một chút, đầu năm nay cái gì lớn nhất? Còn chưa phải là thần tài lớn nhất sao? Coi như là chính phủ đơn vị, ai dám không để cho cái loại này chấp trưởng bọn họ kinh tế mạch máu bộ môn lãnh đạo mặt mũi. Vì vậy ta là được giữa bọn họ làm lấy lòng vật hy sinh. Thế nhưng vì cái gì là ta? Không phải là còn có cái thi viết tên thứ hai sao? Bé gái nghe vậy càng ủy khuất không được, hàm chứa nước mắt vẻ mặt không cam lòng nói. Dù sao nhân viên công vụ thi loại này thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, lại không phải tùy tiện tiện có thể thi viết đệ nhất. Có thể coi là như thế này, hắn cư nhiên đều bị quét xuống, đương nhiên không cam lòng. Hơn nữa chớ nói chi là thi nhân viên công vụ nhân số bây giờ là một năm một cái trở mình. Nếu là hắn năm nay bỏ lỡ, năm sau ai biết lại sẽ là tình huống gì. Thi viết người thứ hai người kia cũng có chú ý, hình như vốn là ở thị viên lâm cục có quan hệ. Nghe vậy bé gái ca ca lần thứ hai bất đắc dĩ giải thích. Không có biện pháp, đầu năm nay tuy nói quốc thái dân an, có thể ngầm cong cong từng đạo quả thực cũng không thiếu, ngươi thi tốt. Xin lỗi, ta sanh tốt, có quan hệ có bối cảnh, chính là mạnh hơn ngươi, thế nào? Không phục, cắn ta a. Ai, ta, nghe vậy bé gái tuy rằng còn là cảm giác lòng buồn bực, nhưng nghe đến ca ca của mình cho mình giải thích nhiều như vậy, hơn nữa chính cô ta cũng không phải cái loại này mới ra đời nộn điều, cũng minh bạch xã hội này có đôi khi thực sự phức tạp. Giống như bọn họ loại này tiểu dân chúng, mặc dù bị khi dễ, mặc dù không cam lòng, có thể như thế nào đây? Còn chưa phải là chỉ có thể yên lặng chịu được, luôn không khả năng thật đi đụng đầu rơi máu chảy đi. Coi như hắn thật dám đi đụng. Nhưng vấn đề là, đụng phải quá sao? Bé gái, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, ngươi đã có thể bắt được năm nay tỉ thí đệ nhất, vậy khẳng định là có chân tài thật học, ta và ba mẹ đều cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ghê gớm năm sau lại nỗ đem lực, chúng ta trọng đầu trở lại, chỉ cần là vàng, còn sợ không chỗ tỏa ánh sáng sao bé gái ca ca an ủi. Ca, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng bây giờ dễ chịu hơn,
chúng ta hát sẽ ca đi, tiểu diễm đợi tự muốn đi qua. Nghe vậy bé gái cũng biết sự tình phỏng chừng cũng chỉ có thể như vậy, chợt có chút hạ nhưng vẫn là cường chống đỡ ra dáng tươi cười, mở miệng nói. Ừ, ta cũng thật lâu không có nghe ngươi ca hát. Lần này có thể nhất định phải một ăn no tai phúc a. Thấy tình cảnh này bé gái ca ca tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể làm bộ không nhìn ra, bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Ai, không có biện pháp, ai bảo hắn các nhà chỉ là tiểu dân chúng, không quyền không xu thế ni. Nếu là bọn họ nhà cũng có thể giống như hai người kia như vậy, trong nhà có quan hệ, có bối cảnh, phỏng chừng, tự sẽ không xuất hiện như vậy làm cho ngộp chuyện đi. Như vậy ước hơn nửa canh giờ, Trần Phi cùng với thay thường phục Sở Diễm rốt cục thong dong tới chậm. Đẩy ra phòng cửa. Bé gái, phát sinh chuyện gì? Ngươi ở đây bên trong điện thoại khóc thập, đàn ca ngươi đã ở a? Vừa vào cửa, Sở Diễm nhất thời thần sắc khẩn trương, giọng nói quan hệ mở miệng. Bất quá hắn nói mới nói được phân nửa, lại đột nhiên phát hiện trong bao gian lại còn có người đàn ông, nhìn kỹ, nguyên lai là hắn hảo tỉ muội bé gái thân ca ca, Trần Đàn. Tiểu Diễm xin chào, vị này chính là, nàng kia nàng ca ca bài trừ một nụ cười sáng lạng, nhiệt tình cùng Sở Diễm chào hỏi, chợt có chút ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía Sở Diễm sau lưng Trần Phi. Khi hắn trong ấn tượng, cái này Sở Diễm Sở đại tiểu thư thế nhưng rất ít cùng nam tính đơn độc ở một đường, lẽ nào? Là ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là Trần Phi đi. Thế nào ngày hôm nay các ngươi ở trên đường A, chẳng lẽ, hai người các ngươi thực sự là loại quan hệ đó? Có thể nhưng vào lúc này, muội muội nàng bé gái đã đột nhiên chỉ vào Trần Phi kinh hô. Sau đó vẻ mặt hiệp xúc nhìn Sở Diễm tề mi lộng nhãn nói Sở khoan đầu, ngươi có thể không thành thật A, nói một chút, hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu. Chẳng lẽ, lần trước sau các ngươi tự đùa mà thành thật? Này, Trần mặt tròn nói bậy chút gì ni, ta cùng hắn cũng chỉ là phổ thông quan hệ, còn chưa phải là ngươi vừa rồi gọi điện thoại đến, đều khóc thành như vậy. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời mất hứng, sắc mặt đỏ bừng chạy đến trên ghế salon đi cùng mình tốt khuê mật đánh làm một đoàn. Khụ khụ, bạn thân, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, mà ở thấy tình cảnh này, nguyên vốn cả chút đè nén phòng nội đột nhiên nhiều hơn lau một cái làm cho máu lăn xuân sắc, bé gái ca ca Trần Đàn mí mắt run lên, chợt hướng về Trần Phi có chút lúng túng nháy mắt. Tuy nói ở trong mắt hắn, Trần Phi cùng Sở Diễm có thể là loại quan hệ đó. Nhưng vấn đề là hiện tại muội muội nàng hình như cũng đi hết, tự nhiên không thể để cho người trắng như vậy trắng chiếm tiện nghi, đều thấy hết. Caesar Huy Hoàng 0433 ngoài cửa phòng, bé gái ca ca Trần Đàn xuất ra một cây trung hoa yên tán cho Trần Phi, lại lấy ra một cây Zippo bật lửa cho mình trước đốt, lại đem thứ nhất biên đưa cho Trần Phi, vừa cười mở miệng nói bản thân, ta gọi là Trần Đàn, là bé gái ca ca. Xưng hô như thế nào? Ta gọi là Trần Phi, xin chào. Nghe vậy Trần Phi cười đưa tay, tiếp nhận Zippo bật lửa cùng yên, cũng thuận lợi cho mình đốt lên. Lúc đầu hắn là không có gì nghiện thuốc lá, bất quá cũng không phải không có khả năng quất, tự nhiên cũng sẽ không xoay nhăn nhó bóp. Người cũng họ Trần, vậy thì thật là đúng dịp, người trong nhà A, bạn thân chưa? Cũng là chúng ta cùng Châu Thị người. Nghe vậy bé gái ca ca một trận kinh ngạc, tò mò hỏi. Ta không phải là cùng Châu, ta là Bắc Sơn Thị người bên kia. Nghe vậy Trần Phi thổ một cái vòng khói, cười hồi đáp. Bắc Sơn Thị, vậy cũng được cái địa phương tốt, ta có bạn học thời đại học ở bên kia việc buôn bán, trước đây lúc còn trẻ bình thường qua bên kia chơi. Mà đang nghe Trần Phi đến từ Bắc Sơn, bé gái ca ca cũng không lộ ra cái gì thân là tỉnh lỵ thành thị cư nhiên tài trí hơn người, ngược lại là hai mắt lộ ra một tia hồi ức nói. Năm đó hắn vừa mới tốt nghiệp lúc, có thể cùng Bắc Sơn Thị bên kia bạn học cũ đùa rất này. Suốt ngày hoa thiên tử địa, hiện đang hồi tưởng lại đến đều kích thích. Đàn ca ngươi lời nói này, ngươi bây giờ cũng không lão a. Nói, bên trong tình huống gì? Phương tiện tiết lộ một chút sao? Nghe vậy Trần Phi khen một câu, lại đột nhiên mở miệng nói. Bên trong, nga, ngươi nói muội muội ta. Ai, đừng nói nữa, bị người trên đường giữa đường nhận hồ, hiện tại đang ở ủy khuất xanh muộn khí ni. Trần Phi không đề cập tới cái này cha hoàn hảo. Vừa nhắc tới, ngay cả Trần Đàn đều có chút buồn bực lên. Nga, trên đường giữa đường nhận hồ, lời này nói như thế nào? Nghe vậy Trần Phi nao nao, lại hỏi. Là như vậy, muội muội ta năm nay không phải là ở thi nhân viên công vụ sao?
Lúc đầu hắn lần này bắt lại thi viết đệ nhất danh, đều cho rằng nắm chắc, kết quả, nhưng vẫn là xảy ra vấn đề, bị người cho cái sau vượt cái trước. Bé gái ca ca tuy rằng phiền muộn, nhưng vẫn là cho Trần Phi giải thích. Hiển nhiên loại sự tình này mà phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người, cũng không thể trong lòng dễ chịu, chớ nói chi là đây là phát sinh ở hắn thân muội muội trên người, tự nhiên càng làm cho trong lòng hắn nín một chữ không phát ra được oán khí. Vừa vặn gặp được Trần Phi người này, đã nghĩ khuynh thuật khuynh thuật. Dù sao nếu là muội muội nàng lần này nếu có thể tiến nhập thị viên lâm cục, vậy cho dù nhà bọn họ của cải không sai, cũng tuyệt đối là nhất kiện làm người ta mừng rỡ chuyện này. Không chỉ là mặt mà có ánh sáng, đây càng là ý nghĩa nhà bọn họ cũng có cầm công ăn việc làm ổn định người, ở chính phủ đơn vị đi làm, nói ra, có nhiều mặt mũi a. Còn có loại sự tình này mà, không phải là theo lý thuyết chúng cử danh ngạch đều chắc là dựa theo thành tích đến an bài sao. Hơn nữa còn là thi viết đệ nhất, loại này thành tích đều có người dám ở bên trong làm cho chuyện này. Nghe vậy Trần Phi chân mày hơi nhíu, chậm rãi nói. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, thi viết đệ nhất danh, chỉ cần những điều kiện khác không phải là quá kém cỏi, chúng cử tuyệt đối là nắm chắc. Nhưng lúc này đây, muội muội ta vận khí chân thực có điểm kém. Bọn họ thi viết đệ nhị tên thứ ba, đều có thân phận địa vị. Tên thứ hai là thị viên lâm cục đại lão bản công tử, một cái khác thúc thúc nghe nói là thị cục tài chính lãnh đạo, ai? Nói đến đây ngay cả Trần Đàn cũng không nhìn được lần thứ hai thở dài một hơi, sâu đậm bất đắc dĩ. Lại nói tiếp tuy rằng làm cho không người nào nại, nhưng bây giờ xã hội này chính là như vậy. Người nói cái này thì viết thành tích tuy nói là thật, nhưng vấn đề là, mặt sau còn có phỏng vấn cùng kiểm tra sức khỏe, phương diện này hơi nước thực sự quá lớn. Muội muội ta hắn tựu là bị người sớm chào hỏi, phỏng vấn thành tích rất kém cỏi, hơn nữa lúc đầu thân thể không có gì mau bệnh, kiểm tra sức khỏe cũng cho hắn cứng rắn trả xuống tới. Người nói cái này, hắn nhịn không được oán giận lên, nói. Cái này chân thực hơi quá đáng, thật đem chúng ta những dân chúng này làm ngu ngốc. Nghe thế dù là Trần Phi loại này tốt tính tình cũng không nhịn được mâu quang trầm xuống, lạnh lùng nói. Hư, nhỏ giọng một chút, lời như vậy cũng tùy tiện nói lung tung. Nghe vậy bé gái ca ca phản xạ có điều kiện thần sắc cả kinh, bất quá theo lại phát hiện mình bây giờ còn không phải là ở trên ban, lúc này mới có chút thở phào nói đầu năm nay, có quyền thế mới là đại gia. Không có biện pháp. Bất quá may là muội muội ta cũng coi như có bản lĩnh, ghê gớm năm nay không được sẽ chờ sang năm đi. Như vậy sao được? Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu, sờ sờ cằm, nói nếu thật để cho cái loại này dựa vào quan hệ người, đem có thật người có bản lĩnh chen rơi, vậy đây là chuyện gì a? Đàn ca ngươi yên tâm đi, chuyện này ta hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, ta có thể không thể gặp cái loại này xã hội cặn nơi khi dễ chúng ta người thành thật. Thực sự. Nghe vậy bé gái ca ca thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi loại này thanh niên nhân cư nhiên mạc danh kỳ diệu khẩu khí lớn như vậy. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn, liên lụy đến thị viên lâm cục đại lão bản cùng với thị cục tài chính lãnh đạo, cái loại này cao độ đại nhân vật, lại là bọn họ loại này phổ thông tiểu dân chúng có thể vọng luận. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được vội vàng mở miệng nói tiểu phi, ta trước thay ta nhà bé gái tâm lĩnh. Bất quá! Người còn trẻ, trong xã hội này cong cong từng đạo nhiều lắm, chịu ủy khuất cũng quá nhiều, rất nhiều chuyện đều không phải là dễ dàng như vậy có thể nói rõ. Vì vậy chuyện này, hay là thôi đi, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh. Hiển nhiên hắn cũng không cho là Trần Phi có thể bản sự lớn như vậy, bất quá hắn còn là rất khách khí nói cảm tạ. A Đàn, ngay Trần Phi nghe vậy chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên từ cách đó không xa đi tới 6-7 người. Một người trong đó có chút nghi ngờ nhìn Trần Đàn bối cảnh, chợt muốn bên cạnh hắn một vị quần áo xa hoa nam tử bên tai đích nói mấy câu, sau cùng hướng về Trần Đàn bên này ngẩng cái cổ ngoắc nói. Uy ca, xin chào, cùng bằng hữu đến chơi a. Mà đang nghe người kia bắt chuyện thanh, Trần Đàn vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang, lại phát hiện hướng hắn ngoắc đúng là hắn trước xin nhờ hỏi thăm muội muội nàng chuyện chính phủ bằng hữu. Hắn vị bằng hữu này thân phận có thể không bình thường. Mặc dù là ở chính phủ đơn vị nội, coi như là rất nổi danh, mạng giao thiệp rất rộng, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Đúng vậy, mới vừa vào cửa nhìn người bóng lưng có điểm giống như, tự chào hỏi một tiếng. Bị Trần Đàn gọi là uy ca nam tử tiến lên đây vỗ vỗ Trần Đàn vai, đầu tiên là mở miệng cười, lại liếc mắt nhìn quét Trần Phi liếc mắt, nói A Đàn, bằng hữu ngươi. Vâng, uy ca,
cái này là bằng hữu ta Trần Phi. Tiểu Phi, vị này chính là Uy Ca, còn có mấy vị này. Nghe vậy Trần Quần lập mã gật đầu, theo muốn giới thiệu một chút, lại phát hiện ngoại trừ Uy Ca ngoại mấy người khác hắn hình như cũng không nhận ra, chợt trên mặt thần sắc có chút lúng túng. Trong miệng nói thẻ nửa đoạn. Được rồi, A Đàn, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lưu Sớm Định Gia Lưu Thiếu. Thế mà vị kia Uy Ca cũng rất hiển nhiên cũng không có hứng thú biết Trần Phi là ai, cũng không muốn nhận thức hắn. Chỉ là theo liền gật đầu, liền theo kỳ cao gầy hai tròng mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, hướng Trần Đàn đưa tay, giới thiệu bên cạnh hắn vị kia quần áo xa hoa nam tử. Lưu Sớm Định Gia. Mà đang nghe tên này, nhất thời Trần Đàn có chút ngây ngẩn cả người, theo sát mà kỳ hai tròng mắt vô ý thức hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Bởi vì, này Lưu Sớm Định Gia Lưu Đại Thiếu không là người khác, chính là đoạt muội muội của hắn tiến nhập thị viên lâm cục danh ngạch chưa chắc là tên thứ ba. Thế nào, nghe người giọng điệu này, đối với ta thật bất mãn ý. Mà đang nghe Trần Đàn vô ý thức thốt ra câu nói kia, vị kia quần áo xa hoa Lưu Sớm Định Gia Lưu Đại Thiếu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Không phải là, không phải là, Lưu Thiếu ngươi hiểu lầm. Nghe vậy nhất thời Trần Đàn cả người một cái giật mình, cái trán hơi chảy ra một ít mồ hôi lạnh, cười theo nói. Hiểu lầm, chớ đem ta làm tên đầu heo, tiểu tử ngươi trong lòng hiện tại không chừng thế nào mắng ta ni. Ta nói không sai chứ, nhưng vấn đề là Lưu Sớm Định Gia Lưu Thiếu lại hừ lạnh một tiếng, bất tiết nhất cố mở miệng nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp. Muội muội ngươi lần này quả thực rất đáng tiếc, rõ ràng thi viết thành tích rất tốt, lại không hiểu kỳ diệu phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe đều không quá, thực sự là lãng phí hắn thân kiến thức chuyên nghiệp, ngươi nói là đi. Hắn vừa nói, hắn vậy tự tiếu phi tiếu lạnh lùng nhìn Trần Đàn. Mà đang nghe Lưu Sớm Định Gia Lưu Đại Thiếu lời này, bên cạnh hắn mấy vị kia cả trai lẫn gái tất cả khóe miệng một phiết, lộ ra châm chọc thần sắc, nhìn Trần Đàn. Rất hiển nhiên bọn họ thế nhưng đều biết sự kiện kia mà. Vâng, vâng, Lưu Thiếu nói không sai, đúng là muội muội ta vấn đề của mình. Trách hắn lần này mình phát huy quá kém, không có ở phỏng vấn thi tốt. Nghe được đối phương như vậy trào phúng, Trần Đàn tuy rằng ngón tay toàn rất chặt, đều nặn ra trắng dấu, trong lòng phẫn nộ đến không đi. Nhưng hắn nhưng vẫn là không dám ở đối phương cái loại này đại nhân vật trước mặt dở mặt, chỉ có cúi đầu miễn cưỡng cười nói. Hanh, đến coi như ngươi biết điều. Mà ở thấy tình cảnh này, Lưu Sớm Định Gia Lưu Đại Thiếu rất là hài lòng ngẩng đầu cười cười, chợt từ mang theo người trong sách tay lấy ra giày đặc một sấp, đại khái một vạn khối, vứt xuống Trần Đàn trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn nói số tiền này coi như bản đại thiếu ngày hôm nay tâm tình tốt, mời các ngươi đùa, thu đi. Nhớ kỹ tiền này cầm, về sau ngươi và muội muội ngươi miệng đều cho ta quan kín giờ, thị viên lâm cục năm nay không thi nổi, sang năm còn có thể tiếp tục thi lại. Nhưng có vài người các ngươi loại này tiểu dân chúng đắc tội. Vậy coi như tự gánh lấy hậu quả. Ta xem ngươi cũng là một người thông minh, hiểu ý tứ của ta. Nghe vậy Lưu Sớm Định Gia Lưu Đại Thiếu lại lần nữa bổ sung một câu, lấy một loại tài trí hơn người tư thái nhìn chằm chằm Trần Đàn, ngạo nghễ nói. Lưu Thiếu, ngươi cái này. Một màn này nhất thời làm Trần Đàn sắc mặt đều trắng, môi bao quanh cắn chặt hàm răng, ngón tay toàn bầm đen. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ như thế vũ nhục người, tiện tay vải ra một sấp tiền. Đập ở trước mặt hắn, còn dùng cái loại này cao cao tại thượng giọng nói uy hát yêu ta, đây quả thực quá khinh người quá đáng. Lúc đầu chuyện này bọn họ cũng đủ ngộp, bây giờ còn được như vậy cười theo mặt, nhưng bây giờ, đổi lấy là cái gì? Như vậy nhục nhã. A Đàn, tiền này ngươi còn là cầm đi, Lưu Thiếu không phải là tất cả nói sao? Tiền này chỉ là hắn lấy ra nữa mời các ngươi đùa mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đến mức muội muội ngươi chuyện mà. Năm nay phải không, sang năm phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm. Được rồi, cầm đi. Mà đúng lúc này, Uy Ca đứng ra hòa giải nói. Đồng thời cũng đang âm thầm cho Trần Đàn nháy mắt. Bởi vì Lưu Thiếu những lời này ý tứ đã rất rõ ràng, năm nay không được không phải là còn có sang năm sao. Cam kết như vậy, từ đường đường Lưu Sớm Định Gia Lưu Đại Thiếu trong miệng nói ra, đã coi như là rất có thành ý, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Nhưng này... Thật là hắn Trần Đàn không biết đủ sao. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã hơi cúi người xuống, nhặt lên trên mặt đất sấp tiền. Mà đang ở Trần Phi cúi người xuống, làm ra đem sấp tiền nhặt lên động tác, hầu như ở đây tất cả mọi người sửng sờ một chút,
chợt không hẹn mà cùng lộ ra lau một cái vẻ châm chọc. Một người trong đó càng vừa cười vừa nói tiểu tử không sai a, nhặt tiền động tác rất ma lưu a. Có đúng hay không đã sớm muốn thử xem nhặt như thế một số tiền lớn. Đây chính là 1 vạn khối a, ha ha ha. Chợt mọi người tại đây cười vang lên, ngay cả Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, ngẩng đầu, nhìn lướt qua thần sắc có chút khó coi Trần Đàn, tự tiếu phi tiếu nói tiền thu xong, miệng tự cho ta bế kín giờ. A Uy nói không sai, năm nay vận khí không tốt, sang năm có thể vận khí thì tốt rồi ni. Ha ha ha. Đi, đến trên lầu đi này ra. Chợt Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cuồng tiếu xoay người, vẻ mặt đắc ý. Ngày hôm nay cái này ép hắn vẫn trang thật hài lòng, rất có cảm giác thành tựu. Đã lâu không như thế cầm tiền đập trên mặt người, thật hắn mà thoải mái, ha ha ha. Nói, ta có nói cho người đi. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo lãnh đạm thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nhất thời Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cước bộ bị kiềm hãm, trên mặt nguyên bản dương dương đắc ý thần sắc có chút cứng đờ, sau đó âm trầm xuống, xoay người một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi. Khóe miệng một phiết nói thế nào, ngươi còn có cái gì nói muốn nói với ta sao? Thanh âm hắn rất lạnh, nhưng lại lưu lộ ra lau một cái âm lãnh vẻ. Nói đùa, hắn Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu thân phận gì địa vị gì. Thúc thúc hắn thế nhưng bản thị cục tài chính phó cục trưởng, tay cầm tài chính quyền to. Vì vậy lúc nào, loại tiểu nhân vật này cũng dám lấy loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Không chỉ là hắn. Vây quanh ở Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu bên cạnh mấy vị khác cả trai lẫn gái đều quay đầu đến, một bên trên mặt hiện ra châm chọc, vẻ khinh thường, nghĩ Trần Phi loại tiểu nhân vật này, quá cuồng vọng tự đại, cư nhiên lấy loại giọng nói này cùng Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu nói cái loại này nói. Một bên trong bọn họ nam càng nét mặt lộ ra cười nhạt, bất thiện vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ chờ Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu một câu nói. Bọn họ đương nhiên không ngại hảo hảo dọn dẹp một chút cái này không biết lượng sức tiểu tử, cho hắn đến cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nghĩ đến đây, trong đó không ít người trên mặt trào phúng cùng chẳng đáng, liền trở nên càng đậm liệt mấy phần. A Đàn, người bằng hữu này là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không quy củ, còn không mau nhanh nhượng hắn cho Lưu thiếu chịu nhận lỗi. Nhưng vào lúc này Uy ca cau mày mở miệng nói, không nghĩ tới Trần Đàn người bạn này, cư nhiên như thế không biết thú. Hắn thân phận gì, dám cùng Lưu thiếu nói như vậy? Uy ca, không phải là, ta, Tiểu Phi, nhanh cho Lưu thiếu nói lời xin lỗi đi. Ngươi vừa rồi nói sai, nghe vậy thấy thế Trần Cường trên mặt thần lúc xanh lúc tím tốt nửa ngày, cuối cùng vẫn không địch quá đối với thân phận đối phương sợ hãi, trên mặt tái nhợt một liền hướng Trần Phi đệ đi xin lỗi thần sắc, một bên lại không thể không nói ra những lời này. Không có biện pháp, Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu loại thân phận này nha nội. Hắn loại này tiểu dân chúng quả thực đắc tội không nổi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Trần Phi bởi vì hắn cùng muội muội nàng chuyện mà, chọc dưới lớn như vậy phiền phức. Yên tâm đi, Đàn ca, không có chuyện gì. Có thể nghe nói Trần Phi lại cho hắn đệ đi một cái an tâm nhãn thần, chợt cũng không thấy chu vi rất nhiều song ánh mắt bất thiện, ngẩng đầu, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt nhìn Lưu sớm định ra, khóe miệng cong lại, lạnh lùng nói. Ngươi rất thích cầm tiền đập người. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi hắn ma cái gì đông? Ba, mà đang nghe thành bay lại dám lấy loại giọng nói này chất vấn hắn, Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu nhất thời lộ ra nguyên hình lên, sắc mặt dữ tợn nói. Thế mà nói đều còn chưa nói hết, hắn lại chỉ cảm thấy trước mặt một đạo kình phong đập tới, sau đó ba phát ra một tiếng vang thật lớn, đỏ thẫm tiền mặt nhan sắc ngay hắn run rẩy trong tầm nhìn bay múa. Điều này làm cho trên mặt hắn nguyên bản thần sắc dữ tợn trong nháy mắt cứng lại rồi. Sau đó trên mặt cơ thể điên cuồng tức giận run rẩy. Hắn Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu. Cư nhiên bị người dùng tiền đập ở trên mặt. Vãi, con mẹ nó ngươi có đúng hay không muốn chết. Nhất thời đi theo phía sau hắn này chó săn không làm, một đám nộ mắng lên. Tiểu tử này hắn ma muốn chết. Thế mà bọn họ những. Này tức giận giọng nói cũng còn chưa hạ xuống, chân còn không có bán ra, phía sau tự truyền đến gầm lên giận dữ mẹ, lão tử đạp chết ngươi. Đón đó là Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu sắc mặt dữ tợn giơ chân lên, tức giận rào rạt hướng về phía Trần Phi ngực đá tới. Không chỉ có như vậy, để lấy lòng hắn cái này cục tài chính phó cục trưởng cháu trai, phi
phía sau còn có mấy người cũng là vẻ mặt hung ác nhấc chân hướng về phía Trần Phi phía sau lưng, cánh tay đạp tới. Tiểu Phi cẩn thận, mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Đàn nhất thời sắc mặt đại biến lên, không khỏi vô ý thức mở miệng nhắc nhở. Nhưng ngay khi tiếp, hắn lại đột nhiên thần sắc ngẩn ngơ, gặp được vô luận là làm hắn lại hay hoặc là ở đây những người khác siêu cấp giật mình một màn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mấy đạo trầm muộn thanh âm chợt vang lên, mấy cái thân ảnh như ba đạo đường parabol vậy bay lên sau đó hạ xuống. Cái này, cái này. Hiện trường nhất thời thoáng cái trở nên thập phần an tĩnh lại, vô luận là Trần Đàn hay hoặc là Uy Ca, hay là Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu bên kia duy nhất không có động thủ nữ tính, đều tròn tròn mắt hạt châu, một bộ không dám tin chừng mắt trên mặt đất chính siêu siêu vẹo vẹo nằm, thống khổ kêu rên mấy người. Rất hiển nhiên bọn họ trước tất cả đều không có thể nhìn ra, tự Trần Phi loại này thoạt nhìn gầy teo yếu yếu tiểu tử, cư nhiên mạnh như vậy, không chỉ có tính cách cường thế, ngay cả xuất thủ đều ác như vậy. Khả Trần Đàn tiếp bỗng nhiên bừng tỉnh chuyện gì xảy ra sau, lại vẻ mặt kinh ngạc thoáng cái lại chuyển thành kinh hoàng. Bởi vì đây chính là Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu, đường đường thì cục tài chính lãnh đạo cháu trai. Hơn nữa có thể đi theo hắn vòng tròn chung quanh, cái khác mấy người kia nghĩ đến thân phận cũng không bình thường. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cư nhiên đều bị Trần Phi đánh. Chuyện này phát triển đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn hiện tại, căn bản cũng không biết hẳn là muốn thế nào xong việc mới tốt. Các vị tiên sinh, nơi này là KTV, còn xin ngươi các không nên ở chỗ này nháo sự. Vừa mới bắt đầu phát sinh khắc khẩu lúc, KTV công nhân kỳ thực cũng có chú ý tới, bất quá bọn hắn nhưng không để ý. Nhưng bây giờ, đều cư nhiên đánh nhau, bọn họ tự nhiên không có khả năng lại làm như không thấy, nhất thời liền có quản lý cùng với an ninh đứng ra. Nháo sự, vãi vãi người có đúng hay không mắt mù. Không biết ta là ai. Ngay tại lúc sau một khắc, từ dưới đất bò dậy Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lại giữ tợn gầm hét lên, chỉ vào này KTV quản lý, an ninh mũi mắng. Lưu thiếu, là ngài. Lưu sớm định ra rất hiển nhiên là cái này Caesar huy hoàng khách quen, bị KTV cao tầng quản lý nhận ra, nhất thời những người đó đều một đám thần sắc cổ quái, rối rắm. Phải biết rằng Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu thúc thúc, đây chính là thị cục tài chính phó cục trưởng. Tuy rằng không phải là trực tiếp quản bọn họ, nhưng vấn đề là, cái loại này ngành đại nhân vật, ai dám không nể tình. Ngay cả bọn họ đại lão bản đều được cẩn cẩn rực rực hầu hạ, nhưng bây giờ, vị này ra lại cư nhiên tại bọn hắn trong điếm bị đánh. Cái này vãi đến tột cùng là chuyện gì mà a? Nguyên lai là Lưu thiếu, các ngươi đây là, có chuyện mọi người ngồi xuống từ từ nói. Tuy rằng trong lòng kêu khổ. Có thể vị kia KTV cao tầng lại hay là không dám trên miệng chậm trễ. Hơn nữa vừa nói, hắn còn một bên vô ý thức ánh mắt hướng phía vẻ mặt bình thản Trần Phi quét tới, trong lòng thầm nhủ. Mẹ, vị này ra vậy là cái gì địa vị? Vũ lực giá trị mạnh như vậy còn chưa tính, thậm chí ngay cả Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cũng dám đánh. Chẳng lẽ, hắn không biết Lưu thiếu là thân phận gì? Tiểu tử ngươi lá gan mập mà. Lại dám ở ta Lưu sớm định ra xúc phạm người có quyền thế, tốt, tốt. Có thể rất hiển nhiên chuyện này đã không phải là hắn suy tính, bởi vì giờ khắc này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu đã vẻ mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, bụng mặt, một bên hắng giọng nói. Bởi vì Trần Phi một cước kia, là trực tiếp hướng về phía trên mặt hắn tới. Ngươi tin hay không, ngươi nếu ở trước mặt ta đại hống đại khiếu, ta để ngươi ngày hôm nay đi không ra cái này KTV đại môn. Mà ở nghe được đối phương ở trước mặt mình như vậy trang bức, Trần Phi sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, giọng nói khá lạnh nhạt nói. Ngươi hắn ma. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, luôn luôn tự cho mình là rất cao Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu đâu còn nhẫn được. Trong nháy mắt nổi trận lôi đình lên. Đã có thể làm tiếp, hắn hai mắt chạm đến thành bay cặp kia từ từ rét run ánh mắt, cũng không từ mạc danh kỳ diệu cả người run rẩy, trong lòng dâng lên một tia cảm giác mát. Vì vậy hắn liền ngạnh sinh sinh đem trong miệng ô môn uế ngữ nín trở lại, vô ý thức lui về phía sau một bước. Thế mà sau một khắc, hắn rồi lại bỗng nhiên thần sắc hắng giọng bừng tỉnh, minh bạch đã biết thời gian nếu lui nhiều lắm mất mặt, nếu là truyền đi, về sau hắn Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu mặt mà, tại đây cùng Châu thị nha nội vòng muốn để nơi nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm trầm quét Trần Phi liếc mắt, giọng nói mang theo uy hát iota cùng với cực kỳ bất thiện nói tiểu tử.
ngươi nếu là có bản lĩnh mà ở nơi này chờ cho ta. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta không để yên. Đi à, như ngươi mong muốn, ta tự chờ ở đây, ngày hôm nay cái này một buổi chiều. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh lau một cái thần sắc khinh thường, trực tiếp xoay người hướng sau lưng cây TV phòng đi đến, hình như hoàn toàn không đem Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu để vào mắt, xem hắn là không khí. Tốt, 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 ngươi hắn mà ở nơi này chờ cho ta, ta Lưu sớm định ra ngày hôm nay nếu không chỉnh chết ngươi, ta hắn mà tự từ nơi này Caesar huy hoàng bỏ ra ngoài đi. Thấy tình cảnh này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu càng tức giận đến thẳng run run, vẻ mặt hắng giọng nói. Rất hiển nhiên đối với hắn loại này nha nội đại thiếu mà nói, ngày hôm nay đây hết thảy, đều hoàn toàn là nhục nhã, không gì sánh được to lớn nhục nhã. Nói, hắn liền thần sắc hắng giọng chạy đến một bên đi gọi điện thoại đi. Mà những người khác đều canh giữ ở cái này. Không, không phải là, Lưu thiếu, ai? Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Đàn vô ý thức thần sắc hốt hoảng muốn lại ngăn cản một chút, có thể tiếp. Hắn rồi lại thân đi ra ngoài tay không lực rũ xuống, nắm đầu một tiếng thở dài. Chuyện này đều đã nháo đến rồi loại tình trạng này, chưa vẫn có thể ở khống chế của hắn trong phạm vi. Ai, cái này thực sự ra đại sự. Này, đại phôi đản, các ngươi bên ngoài đang nháo cái gì ni? Ta tốt như vậy giống như nghe có không ít người, bảy mồm tám mỏ. Bên kia Trần Phi trở lại phòng sau, Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời có chút tò mò hỏi. Các nàng vừa rồi tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng là mơ hồ nghe đến rồi động tĩnh bên ngoài, bảy mồm tám mỏ, tựa hồ có chuyện gì mà phát sinh. Ca, ngươi nói cái gì? Trần Phi hắn đem Lưu sớm định ra đánh. Tiến nhập phòng nội, Trần Phi đều còn chưa kịp giải thích, bé gái ca ca Trần Đàn cũng đã chạy vào có chút bận tâm, có chút oán trách nói Trần Phi một trận. Điều này làm cho rốt cục làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà bé gái mặt cười biến đổi, đều thiếu chút nữa trực tiếp từ phòng nội trên ghế salon búng lên. Bởi vì đối với Lưu sớm định ra tên này, hắn đương nhiên không xa lạ gì, bởi vì này chính là đoạt đi rồi hắn tiến nhập thị viên lâm cục thi viết tên thứ ba. Càng trọng yếu là, thúc thúc hắn còn là thị cục tài chính lãnh đạo, đây là cỡ nào sợ thân phận của người A. Nhưng bây giờ, Trần Phi cư nhiên đưa hắn đánh. Dù là bé gái trong lòng cũng không biết nhiều căm hận cái kia tiểu nhân hèn hạ, có thể vào giờ khắc này, hắn cũng vẫn là không nhịn được thần sắc hoảng loạn lên. Dù sao, cái loại này thân phận cái loại này tầng thứ nha nội đại thiếu, lại là bọn họ loại này tóc húi của tiểu dân chúng có thể trêu chọc. Ai, đáng chết, làm sao sẽ đột nhiên gây ra loại sự tình này mà a? Trần Phi, chúng ta hay là đi mau đi. Nếu đợi được cái tên kia lại tìm người trở về. Chúng ta đã có thể có đại phiền toái. Nghĩ đến đây bé gái chân thực có chút không nhẫn nại được trong lòng hoảng loạn, một thanh cầm lấy rơi là tả ở trên ghế salon áo khoác cùng túi sách, thần sắc hốt hoảng nói. Đi, đánh mấy người chúng ta còn muốn đi. Ta phi, cửa cũng không có, mấy người các ngươi tốt nhất thành thật cho mấy người chúng ta ở nơi này theo, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Có thể nhưng vào lúc này làm mất đi cửa phòng cho tới bây giờ một đạo phẫn hận, thanh âm phách lối. Chính là trước bị Trần Phi một cước đạp bay một người trong đó. Tự gánh lấy hậu quả đúng không? Phanh! Thế mà nghe thế loại nói Trần Phi trong con ngươi lại bỗng nhiên xẹt qua một tia hàn mang. Tiếp theo xiếp, thân hình hắn lóe lên, xuất khẩu cuồng ngôn tên nhất thời chỉ cảm thấy trong lồng ngực gặp đòn nghiêm trọng, sau đó cả người cũng như cùng con gà con vậy bay, hiển nhiên là lại bị Trần Phi đạp bay. Tê, cái này! Mà ở nhìn thấy một màn này, mặc dù là vừa rồi đều đã thấy qua một lần, có thể phòng ngoại này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu tiểu đệ, cũng vẫn là không nhịn được mí mắt chợt run lên, vô ý thức cũng hút lương khí lên, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng quỷ dị. Dù sao phải biết rằng, bị Trần Phi một cước đạp bay người nọ, đây chính là có chừng 200 cân da mặt, nhưng bây giờ, lớn như vậy cân thịt lại cư nhiên hình như cùng giấy tựa như. Nói lên bay tựu bay lên. Cái này vãi tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Hắn mà đến tột cùng có phải là người hay không a? Mà ngay cả bọn họ những này đã biết một lần người, cũng còn cây ết yêu ta sợ như vậy, chứ nói chi là chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với bé gái hai vị này vừa rồi không ở tại chỗ. Làm hai người bọn họ nhìn thấy một màn này, nhất thời thiếu chút nữa trong mắt đều trợn tròn, thậm chí đều quên lấy tay bưng mình đã từ từ lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt vẻ cây ết yêu ta sợ. Trần,
Trần Phi hắn cư nhiên lợi hại như vậy, đây cũng quá mạnh đi. Thế mà Trần Phi lúc này lại đã lười lại phản ứng những này chân bó sắc, hắn ánh mắt lạnh như băng ở đối phương đám người sắc mặt quét một vòng, thản nhiên nói cút ra ngoài. Nhất thời này nghe được Trần Phi nói Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu tiểu đệ, cũng không nhịn được cả người một cái giật mình, sau đó thần sắc sợ hãi thậm chí có một ít hoảng sợ vội vàng thối lui ra khỏi phòng ngoài cửa phòng, tối thiểu 10 thước có hơn cự ly. Mà ở nhìn thấy này đáng ghét tên đều tản ra sau, Trần Phi cái này mới lộ ra một tia tùy ý dáng tươi cười, xoay người nhìn phía bé gái đám người, nhếch miệng cười đừng sợ, chỉ là một số người cặn bã mà thôi. Đại phôi đản, không nghĩ tới thân người tay cư nhiên lợi hại như vậy. Ở đâu học, nghe vậy Sở Diễm, bé gái đám người sửng sốt tốt nửa ngày, lúc này mới chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư rốt cục tráng nổi lên lá gan, mặt cười có chút đỏ rực hiếu kỳ nói. Đều biết cái này đại phôi đản lâu như vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên thân thủ thật sao lợi hại a. Thật đúng là đừng nói, vừa rồi một cước kia thực sự là suốt ngây người. Tổ truyền tuyệt kỹ, hơn 20 năm đồng tử công. Người tiểu nha đầu này ước ao không đến, nghe vậy Trần Phi cười hì hì mở miệng nói. Phi, ai hiếm lạ. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư hơi mặt đỏ, hanh hừ một tiếng, sau đó lại có chút lo lắng nói này, ta nói đại phôi đản, không có việc gì mà đi. Ta nghe bé gái nói, đê tiện người vô sỉ cặn bả hình như địa vị thật lợi hại, có thể hay không? Đúng vậy, tiểu phi, cái này Lưu sớm định ra thúc thúc là thị cục tài chính lãnh đạo, tại đây cùng châu thị rất có thực lực, có thể vừa rồi. Nàng kia nàng ca ca Trần Đàn nghe vậy cũng không nhịn được chen miệng nói. Không có biện pháp, dù sao ngay cả ở trong lòng hắn thập phần như bức huy ca, trên thực tế đều lại là Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cùng. Đủ để có thể thấy được đối phương cỡ nào có thực lực, nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên đem cái loại này công tử ca đánh, hắn há có thể không lo lắng, há có thể không khẩn trương. Yên tâm đi đàn ca, thúc thúc hắn thì là cục tài chính lãnh đạo, cũng không phải hắn. Thế mà nghe vậy Trần Phi không sao cả cười nói. Nói đùa, lấy hắn hiện nay thân phận, thực lực, còn cần đúng chính là một cái gọi là thì cục tài chính lãnh đạo cháu trai như vậy úy úy xúc xúc sao? Vậy đơn giản chính là trò cười, căn bản không phải một tầng thứ. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt cái loại này không sao cả biểu tình, Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này mới nhớ tới trước, ngay cả đường đường thị chánh pháp ủy trương thư ký nhi tử, trương tuyền trương đại thiếu, đều ở trước mặt hắn như vậy thảm thương, bị liên quạt ba lỗ tai không nói, là tối trọng yếu còn là liên thí đều không dám nhiều để xuống một cái, cứ như vậy xám xịt chạy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này đại phôi đản khẳng định địa vị bối cảnh không bình thường, thậm chí ngay cả trương tuyền trương đại thiếu cái loại này tầng thứ, đều không coi vào đâu. Vì vậy giờ phút này dạng không có vấn đề, tất nhiên là định liệu trước, căn bản không sợ cái gì Lưu sớm định ra đến trả đũa. Nghĩ đến đây Sở Diễm trong lòng không khỏi an lòng mấy phần, bĩu môi ba, mở miệng nói. Vậy được rồi, dù thế nào ngày hôm nay chuyện này tự giao cho ngươi. Còn có. Bé gái thi nhân viên công vụ chuyện mà. Yên tâm đi, chỉ cần bé gái là thật có thực học, nàng kia chuyện này tự toàn bộ bao ở trên người ta. Ta cũng muốn nhìn một chút, là ai lá gan lớn như vậy, cầm chúng ta những. Này dân bình thường làm ngu ngốc chơi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, trong giọng nói lại không hiểu thấu lộ ra một tia hàn ý. Nếu là thực lực không đủ cũng thì thôi, nhưng này loại rõ ràng chính là ỷ thế hát yêu ta người cử động. Hắn chân thực có chút xem bất qua mắt. Người làm quan, đây chính là hẳn là vì nhân dân bách tính làm việc, mà không phải để cho bọn họ dựa trong tay chức vị tiện lợi, lừa gạt vì người bên cạnh mình mưu phúc lợi, đi cửa sau. Muội muội ta đương nhiên là có thực học, không chỉ có hắn sở học chuyên nghiệp cùng viên lâm cục thập phần đối đáp, mà ở hắn ở lên đại học thời gian, còn phải quá rất nhiều thiết kế loại hình giải thưởng lớn. Nghe thế bé gái ca ca Trần Đàn nhìn không được kiêu ngạo nói. Hắn không ngốc, vì vậy lúc này ngược lại cũng đã nhìn ra, Trần Phi hình như là thật không có đem Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu không coi vào đâu. Như vậy điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra lau một cái nho nhỏ hy vọng, muội muội của hắn ưu tú như vậy, hắn đương nhiên hy vọng muội muội mình có thể được đền bù mong muốn, tiến nhập thị viên lâm cục công tác a. Không sai, đại phôi đản, cái này ta có thể làm chứng. Bé gái năm đó lúc lên đại học hậu. Các loại bừa bộn lâm viên thiết kế giải thưởng lớn giấy chứng nhận có một đống lớn, của nàng chuyên nghiệp kỹ năng thực sự rất lợi hại. Nghe vậy Sở Diễm cũng ở một bên lời thề son sắt bảo đảm nói.
Nghe thế, ngay cả bé gái nguyên bản đều đã buông tha trong lòng, lúc này cũng không nhịn được hơi có chút rung chuyển. Hắn nhìn Trần Phi, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói Trần Phi, người thật có biện pháp có thể giúp ta. Người để lại 100 tâm. Nghe vậy Trần Phi vừa định cười gật đầu, lại bỗng nhiên nghe được từ phía sau vang lên một đạo phanh thanh âm. Có người đem phòng cửa đạp ra. Phanh. Theo chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc sắc mặt dữ tợn xông vào phòng nội, đầu tiên là ánh mắt hung hăng quét mắt một vòng hiện trường, sau đó cấp tốc rơi xuống Trần Phi trên mặt, âm thần âm xâm xâm, dùng tay chỉ hắn, phẫn nộ quát chính là hắn, chính là tên khốn kiếp này vừa rồi lại dám đánh ta. À toàn bộ người còn đứng ngây đó làm gì, còn không gọi người đem hắn bắt lại cho ta. Nhất thời phòng nội bé gái, Trần Đàn đám người nhìn không được trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, thần sắc có chút bối rối. Bởi vì, phiền phức tới. Tiên sinh, vị này Lưu sớm định ra Lưu công tử hướng chúng ta tố cáo, người ở đây Caesar Huy Hoàng KTV nội công nhiên ẩu đả hắn, hiện tại thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, cảm tạ. Mà ở Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu tiếng hét phẫn nộ vừa dứt dưới chỉ chốc lát, một vị trên vai tú có hai giang hai sao nhị cấp cảnh đốc, liền mặt không thay đổi đi vào phòng nội, đi theo phía sau 7-8 vị cảnh sát, uy phong lẫm lẫm hướng về Trần Phi lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn còn trực tiếp hướng bên cạnh thuộc hạ ý bảo, thản nhiên nói đi bắt hắn cho ta trừ, mang trở về cục điều tra. Hanh, vương bát đản, hiện tại ngươi rơi xuống ta Lưu sớm định ra trong tay, xem lão tử đợi thế nào thu thập ngươi. Thấy tình cảnh này chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu như là rốt cục thư miệng ác khí, sắc mặt châm chọc hướng về Trần Phi lạnh lùng nói. Nói các ngươi cứ như vậy nhẹ dạ tin theo hắn lời nói của một bên, thích hợp sao? Có thể nghe nói Trần Phi lại khóe miệng khinh thường phủi phiết, hai mắt nhìn thẳng hai giang hai sao cảnh đốc, thản nhiên nói. Tiên sinh, còn xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Đến mức thị phi rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cho ta cài nút, nghe vậy thấy thế, hai giang hai sao cảnh đốc lạnh lùng quét Trần Phi liếc mắt, nét mặt cư nhiên cũng lộ ra lau một cái làm trò ngược vậy trào phúng, trong miệng cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tự loại háo sắc này cư nhiên cũng dám ở Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu trên đầu động thổ. Thực sự là đầu bị lừa đá. Được rồi. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi vuốt tay, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua màu sắc trang nhã, sau đó giọng nói trở nên có chút thản nhiên nói bất quá, có thể nói cho ta biết trước, các ngươi là người nào cục sao? Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn chống cự phải không? Nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc chân mày cau lại. Giọng nói trầm xuống nói. À toàn bộ, còn cùng hắn lời thừa nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem người bắt lại mang trở về cục, đến lúc đó, ta xem hắn còn thế nào kiêu ngạo. Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu càng không nhịn được nói. Người yên tâm, ta thế nhưng tuân thủ pháp luật hợp cách công dân, tự nhiên sẽ không ngốc đến chống lại lệnh bắt cái gì, hơn nữa cũng không cần thiết. Ngược lại thì ngươi, ta khuyên ngươi tối thật nhiều cái đầu óc, trả lời vấn đề của ta. Nếu không, mạc danh kỳ diệu rước họa vào thân, không có thể như vậy cái gì sáng suốt quyết định. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên tuét miệng cười nhạt nói. Lời này giọng nói nội dung lại khiến ở đây mọi người hơi biến sắc. Tiểu tử này, hắn lời này, có ý tứ. Rước họa vào thân, thả ngươi ma thí, ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy. Còn dám uy, mà đang nghe Trần Phi loại này rõ ràng có chứa gây xích mích, uy hát yêu ta ngôn ngữ. Giọng nói, chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu trong nháy mắt nhìn không được nổi trận lôi đình lên, thở hổn hển quát lạnh. Mẹ, thật cho là mình là vật gì, cái gì nhân vật? Coi như thân ngươi tay cho dù tốt, lại có thể đánh thì thế nào? Tại đây cùng châu thị đây chính là ta Lưu sớm định ra địa bàn, chỉ ngươi loại này ngay cả mặt mũi mà đều chưa từng thấy qua nha nội vòng người xa lạ, thật đúng là cho rằng tùy tiện giả trang ép, làm dáng một chút, là có thể đem người cho hù ở. Còn có thể trở mình cục phải không? Ba, Nhiên Nhi lần này đồng dạng là liên hắn nói đều còn chưa nói hết, đáp lại hắn chính là hai cái vang dội tai chim. Ngươi hắn ma lại còn dám đánh ta, ngươi là không biết ta là ai, có biết hay không thúc thúc ta là ai, ngươi, vãi vương toàn bộ ngươi trả lại cho lão tử xứng sở ở cái này làm gì? Không phát hiện lão tử trước mặt ngươi mà bị đánh, còn không đem hắn bắt lại cho ta. Bắt lại. Rất hiển nhiên chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu là thật không nghĩ tới, Trần Phi lại dám như vậy to gan lớn mật,
làm trò nhiều như vậy cảnh sát mặt mà, cũng còn dám đánh hắn. Cái này nhất thời làm hắn đau đớn theo bụng mặt, sắc mặt hắng giọng, vẻ mặt dữ tợn gầm hét lên. Bắp thịt trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn. Ba, có thể khiến mọi người tại đây trăm triệu không nghĩ tới chính là, thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên, mùi vị quen thuộc lại lần nữa. Khụ khụ, nhất thời vô luận là hai giang hai sao cảnh đốc cùng với kỳ sau lưng cảnh sát đều sắc mặt cực vi khó coi, không nghĩ tới Trần Phi làm trò bọn họ mặt mà, cư nhiên đều vẫn là như vậy làm càn. Có thể cũng bởi vì đối phương hình như chân thực quá càn rỡ, cái này sửng sốt nhượng mỗi một người bọn hắn dám lên trước bắt Trần Phi, chớ nói chi là cho hắn vào tay khảo. Dù sao không có biện pháp a, có thể hỗn thượng bọn họ loại này phân khu cảnh sát người, có thể là người ngu sao. Đối phương cái này thái độ rõ ràng hoàn toàn không sợ bọn họ, còn dám động thủ đánh người, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tiểu tử này khẳng định có chỗ ỷ lại a. Bằng không, đường đường thì cục tài chính phó cục trưởng cháu trai, là ai cũng như cái này tùy tùy tiện tiện ẩu đả sao? T, cái này. Mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với bé gái còn có ca ca hắn Trần Đàn, lúc này cũng không nhịn được trừng mắt, một bộ gặp quỷ thần sắc. Sắc mặt cây Ethiota sợ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trần Phi. Nói, tuy rằng bọn họ biết Trần Phi có lẽ có chỗ ỷ lại, không sợ đối phương, nhưng vấn đề là hiện tại loại này, có đúng hay không hơi có chút quá ngưu bức. Vị tiên sinh này, người bây giờ loại hành vi này, có đúng hay không có chút quá làm cho chúng ta khó xử. Mà chết ở ngay tiếp theo, hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nhìn Trần Phi xa không có trước như vậy uy phong lẫm lẫm khiển trách. Mà một màn này, cũng cho chúng ta lại lùn vài tai chim lưu sớm định ra lưu đại thiếu thần sắc đại biến, sắc mặt hắn giọng lên vương toàn bộ, người hắn mà có ý tứ. Sắc mặt của hắn đã hoàn toàn âm trầm xuống. Phải biết rằng cái này hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ thế nhưng hắn lưu sớm định ra lưu đại thiếu tự mình tìm tới, trước người không có tuyển trạch lập tức chọn dùng thủ đoạn cường ngạnh, đem Trần Phi bắt lại, cũng đã là rất nhượng hắn cảm giác mất mặt một chuyện. Bởi vì Trần Phi trong mắt hắn chỉ là cái không có mắt cẩu cặn bả, mà hắn lưu sớm định ra, cũng người có thân phận, thúc thúc hắn chính là thị cục tài chính lãnh đạo, là phó cục trưởng. Chớ nói chi là hiện tại vốn là bọn hắn bên này vương toàn bộ, lại còn lại thốt ra cái loại này tỏ ra yếu kém nói, người hắn mà không phát hiện lão tử bị đánh. Còn hắn mà đủ đã trúng bốn lỗ tai, ngươi là người mù. Cái này há có thể không cho chúng ta lưu sớm định ra lưu đại thiếu cảm giác bộ mặt hoàn toàn không có, nổi trận lôi đình. Không phải là, lưu thiếu ngươi trước không vội tức giận. Mà đang nghe lưu sớm định ra lưu đại thiếu chất vấn, hai giang hai sao cảnh đốc cũng có chút sắc mặt khó xem. Phải biết rằng hắn bằng chừng ấy tuổi, cũng đã làm tới cái này cùng châu thị Tây thành khu công an phân cục trị an đại đội đội phó, tự nhiên cũng không phải không hề nền tảng nhân vật. Có thể hắn bây giờ lại bị lưu sớm định ra làm trò thuộc hạ nhiều người như vậy mặt mà, giống to hơn mắng to một trận mà, tự nhiên khó tránh khỏi trong lòng khó chịu, có chút ngộp. Bất quá dù vậy, vừa nghĩ tới đối phương thì cục tài chính phó cục trưởng cháu trai thân phận, hắn vẫn đem trong lòng phần này bất mãn mạnh mẽ ép tới. Chỉ là hắn lại theo hướng Trần Phi làm theo phép vậy, lấy ra mình giấy chứng nhận, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói vị tiên sinh này, đây là ta chứng kiện. Ta là Tây Thành khu công an phân cục trị an đại đội đội phó vương toàn bộ, hiện tại có thể thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nguyên lai là khu Tây Thành công an phân cục A. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, tựa hồ cảm giác đất này danh có chút quen thuộc. Bất quá theo hắn nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, đưa tay hướng túi quần của mình thân đi. Ngươi hắn mà bây giờ còn không thúc thủ chịu trói, có đúng hay không muốn chống cự, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe được A toàn bộ nói, đem hắn mang đi, cho ta đem hắn mang đi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đưa tay đưa về phía túi tiền, lưu sớm định ra lưu đại thiếu vô ý thức trong lòng hoảng hốt, chợt sắc mặt dữ tợn đại hống đại khiếu lên. Ta nói ngươi sẽ không lá gan cứ như vậy đinh chút hít đi. Ta bất quá tự chỉ là muốn gọi điện thoại mà thôi. Vương cảnh quan, ta gọi điện thoại không thành vấn đề đi. Chờ ta gọi điện thoại tới sau, các ngươi muốn đánh muốn bắt ta. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, thế nào? Thấy thế Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng, hỏi. Gọi điện thoại, người hắn mà coi là vật gì vậy, ai cho phép người gọi điện thoại? Nghe vậy chúng ta lưu sớm định ra lưu đại thiếu trong lòng khẩn trương hơn,
càng thêm lớn tiếng dữ tợn hống. Đã có thể sau đó một khắc, hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ lại phất phất tay, mở miệng nói được rồi, vậy ngươi đánh đi. Mà hắn những lời này vừa ra, tự nhiên khiến chính đang gầm thét Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu trên mặt thần sắc cứng đờ, hầu như trong nháy mắt sắc mặt kia tựu trở nên âm trầm không so với. Họ Vương ngươi ngày hôm nay đến cùng thập, có ý tứ. Có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, hoặc là khẩn trương, Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chất vấn thanh âm đều trở nên có chút run rẩy lên. Vì vậy, nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ cư nhiên chỉ là con ngươi sắc mặt giận dữ lóe lóe, cũng không có lại về lại hắn. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nhất là này đi theo vương toàn bộ sau lưng lính cảnh sát, cùng với lúc này Trần Phi phía sau chính khẩn trương hề hề sở diễm sở đại tiểu thư đám người, đều nghĩ bầu không khí không hiểu động lại rất nhiều, cả người có chút không được tự nhiên. Đa tạ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng, từ trong túi trong lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Mặc dù là cái này cùng Châu Thị chính là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư địa bàn, vậy hắn cú điện thoại này dĩ nhiên chính là gọi cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư Bí Thư Trầm Khải. Còn nhớ rõ lần trước Mộ Dung San cùng với Trương Tuyền Trương Đại Thiếu sự kiện kia mà, chính là hắn hỗ trợ giải quyết. Nói chung là còn là rất kháo phổ. Cùng Châu Thị, ta dòng xe của ủng đổ hoàn thành đan sen trên, Trầm Khải đang ngồi ở một chiếc hắc sắc xe Audi nội, trong tay lật xem đã biết mấy ngày ghi chú trọng yếu công vụ. Có thể nhưng vào lúc này, hắn tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là ai a? Hắn không khỏi dưới ý bảo đích thì thầm một tiếng, đem hắc sắc túi sách trong tư nhân điện thoại đem ra. Mà khi hắn sau một khắc nhìn thấy điện báo biểu hiện phía trên mấy chữ lúc, lại nhìn không được trái tim chợt nhảy nhảy, thần sắc biến đổi. Bởi vì, này điện thoại lại là Trần Phi Trần Tiên Sinh đánh tới. Hiển nhiên hắn đương nhiên biết rõ Trần Phi là ai. Nhất là gần nhất có một lần hắn và Đồng Bí Thư uống nhiều rồi, đối phương lo lắng nói lộ hết những tin tức kia đến xem, thật là hoàn toàn là hắn Trầm Khải loại tầng thứ này, không cách nào tưởng tượng siêu cấp lớn nhân vật A. Bây giờ đối với phương lại gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là đối phương có chuyện gì mà tìm hắn, hoặc là có phiền toái gì? Nghĩ đến đây, dù là lấy hắn Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư chuyên trách Bí Thư thân phận, cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Vội vàng nhấn nút trả lời, vẻ mặt cung kính nói Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Trầm Khải. Xin hỏi, có cái gì phân phó? Mà hắn lời như vậy vừa ra, trực tiếp đem xe phía trước mặt đang ở lão thần tự tại tài xế lái xe lại càng hoảng sợ. Ta thích ông trời, đây tột cùng là đại nhân vật gì tới? Trầm Bí Thư xin chào a, ta là Trần Phi, lại được làm phiền ngươi. Ngươi ở đây khu Tây Thành công an phân cục có cái gì? Không người quen. Ta đây có chút việc mà nhưng vào lúc này, Trầm Khải đã nghe được từ microphone nội truyền tới Trần Phi cười nhạt thanh. Chỉ là vừa nghe đến đối phương lời như vậy, Trầm Khải liền không khỏi cả người một cái giật mình, vội vàng nói Trần Tiên Sinh, người bên kia có đúng hay không chuyện gì xảy ra mà. Có muốn hay không ta hiện tại ngay tức khắc tự chạy tới. Vậy cũng không cần, người hay là trước việc mình đi. Cho ta tùy tiện tìm cái có thể ở khu Tây Thành công an phân cục nói xong trên nói người, nhượng hắn gọi điện thoại cho ta đến được rồi. Cứ như vậy đi, ta cúp trước a. Thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại lắc đầu, mở miệng cười nói, theo liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà ở cầm trong tay đã bị đối phương cắt đứt điện thoại, Trầm Khải không chỉ có chút nào không cảm giác được phẫn nộ, trái lại mồ hôi lạnh trên trán mồ hôi hột tuôn ra càng nhiều. Ngay cả bên trong xe điều hòa khí lưu đều áp không đi xuống hắn lúc này cả người khô nóng. Tây Thành khu công an phân cục, Tây Thành khu công an phân cục. Theo hắn liền ngay tức khắc bấm Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ điện thoại, cũng không kịp đánh cái gì giọng quan, giọng nói lo lắng cùng kích động quát to này, lão Tất, ngươi bây giờ ở đâu? Ta hiện tại cho ngươi điện thoại, ngươi ngay tức khắc đẩy đi qua, nhớ kỹ vô luận đối phương gọi ngươi làm cái gì, ngươi đều phải đáp ứng lập tức. Được rồi, đừng hỏi là chuyện gì xảy ra, còn nhớ rõ lần trước vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh sao? Không sai, chính là hắn hiện tại hình như lại đang các ngươi bên kia gặp được giờ chuyện gì. Đi, ta đây treo, ngươi lập tức đánh tới. Mà đang ở Trầm Khải Trầm Bí Thư bên này vừa đem điện thoại cắt đứt, bên đầu điện thoại kia, cùng Châu Thị Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng Tất Chính Vĩ, cũng đã đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng lấy. Ít nhất, vượt ra khỏi bình thường gấp đôi tốc độ,
đẩy đi ra mới từ Trầm Khải Trầm bí thư nơi ấy lấy được, vị kia Trần Phi Trần tiên sinh điện thoại. Nói đùa, hắn đương nhiên biết vị kia Trần Phi Trần tiên sinh là ai, đây chính là liên đường đường Đồng Văn Thành đồng bí thư đều phải lấy lễ trọng mà đợi đại nhân vật. Chớ nói chi là lấy thân phận của hắn, còn lúc trước nhận được bên trong tổ chức, cái kia ngành đặc biệt tín hàm. Vị kia Trần tiên sinh lại là cái kia ngành đặc biệt đại nhân vật. Hắn sao dám chậm trễ? Mà đang ở Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ Tất Cục trưởng, chính hỏa cấp hỏa liệu cho Trần Phi gọi thông điện thoại tới lúc, Caesar Huy Hoàng 0433 phòng nội, hầu như mọi người ở chính tai đã từng nghe được, nhìn thấy Trần Phi đánh cái này một trận điện thoại sau, cũng không nhịn được một đám thần sắc cổ quái có chút há hốc mồm lên. Dù sao Trần Phi gọi điện thoại cái loại này giọng nói, cũng quá tùy ý, quá dọa người không phải sao. Nhất là câu kia cho ta tùy tiện tìm cái có thể ở khu Tây Thành công an phân cục nói xong trên nói người, nhượng hắn gọi điện thoại cho ta đến được rồi. Hầu như bọn họ mọi người đang nghe Trần Phi lời như vậy, cũng không nhịn được lấy một loại trào phúng mà lại ánh mắt cổ quái nhìn Trần Phi. Cái này giễu cợt tự nhiên là bọn họ không nghĩ ra, cứ như vậy cái hơn 20 tuổi khuôn mặt xa lạ thanh niên nhân, dựa vào cái gì lớn lối như vậy, dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy. Còn là nói cái này căn bản là hắn cố ý đang đùa lộng bọn họ. Mà cổ quái tự nhiên là Trần Phi lúc này lại quá chấn định, thậm chí có một ít chấn định đến trong lòng bọn họ sợ hãi. Bởi vì nếu là tiểu tử này thật có thể đủ nghiêu bước đến lấy cái loại này tùy tiện giọng nói, mệnh lệnh một ít người gọi bọn hắn Tây Thành khu công an phân cục lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho hắn, vậy hắn đến tột cùng được nghiêu bước tới trình độ nào a? Càng muốn... Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu trong lòng vốn là có chút bối rối cảm xúc, cũng từ từ trở nên không như vậy chột dạ lên. Mẹ, sợ lão tử vừa nhảy, còn có thể bao lớn bản lĩnh, làm nửa ngày là ở làm ra vẻ đùa giỡn bọn họ. Bằng không đây căn bản giải thích không thông chính là một cái đầy người hàng vỉa hè mặt hàng người, làm sao có thể nghiêu bước đến lấy cái loại này giọng nói mệnh lệnh, đúng có thể tiếp xúc thậm chí mệnh lệnh đến Tây Thành khu công an phân cục lãnh đạo cái loại này tầng thứ người. Dùng cái loại này giọng nói cùng đối phương nói. Thật cho là mình là kinh thành tới đỉnh cấp hồng nhị thiếu. Nghiêu bức ngất trời. Rất hiển nhiên đừng nói là hắn không tin, ngay cả vị kia hai giang hai sao cảnh đốc, khu Tây Thành công an phân cục trị an đại đội đội phó vương toàn bộ cũng đồng dạng không tin. Bởi vì tự loại này hơn 20 tuổi tiểu tử, làm sao có thể như vậy nghiêu bức. Tiên sinh, hiện tại ngươi sẽ không có cái gì nói đi. Có thể theo chúng ta hồi cục. Nghĩ đến đây, vương toàn bộ nhìn không được căm tức. Dù sao như thế nào đi nữa nói, hắn vương quyền giàu gì cũng là cái này Tây Thành khu công an phân cục trị an đại đội đội phó, tại đây cùng châu thì cũng coi như cái nho nhỏ nhân vật, nhưng bây giờ, lại cư nhiên bị người như thế đùa bỡn, há có thể không thích. Leng keng đinh. Thế mà hắn những lời này đều còn chưa nói hết, Trần Phi trong tay lại đột nhiên ong ong kêu lên. Phát ra vào thời khắc này thoáng có vẻ có chút chói tai chuông điện thoại di động. Cái này khiến ở đây mọi người mạnh trái tim vừa kéo, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ bọn họ cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống. Không, không, không phải đâu. Đến thực sự. Cái này, thật có điện thoại gọi tới. Không thể nào, chỉ thấy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư cùng với bé gái còn có bé gái ca ca của nàng, ba người bọn họ một trận hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới thật có điện thoại gọi tới. Đây chẳng phải là... Đến mức chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lúc này sắc mặt tự nhiên cũng thay đổi. Trần Phi chuông điện thoại di động mặc dù là ở ầm ĩ KTV phòng nội vang lên, cũng làm hắn cảm giác không gì sánh được chói tai, thậm chí sợ đến hắn phản xạ có điều kiện cả người run một cái. Nếu không, ta trước nhận cú điện thoại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đem trong tay vẫn còn ong ong kêu to điện thoại di động. Bắt được đối phương vị kia hai giang hai sao cảnh đốc trước mặt quơ quơ, khóe miệng cong lại, tự tiếu phi tiếu nói. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ nhìn không được mí mắt rút quất, chợt ngạnh xinh xinh bài trừ một nụ cười sáng lạng, lắp bắp nói, tốt lắm, ngươi nhận đi. Này, ta là Trần Phi, vị ấy. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cong lại, cũng lười tiếp tục sẽ ở trước mặt đối phương sĩ diện, kết nối điện thoại trong tay. Trần tiên sinh xin chào, ta là Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ. Trầm bí thư bên kia muốn ta gọi điện thoại cho ngài, không biết, có cái gì phân phó. Nhất thời từ microphone nội truyền đến Tất Chính Vĩ rất cung kính thanh âm. Tất Chính Vĩ, ai, cái kia làm phiền ngươi hơi chút vân vân chờ đã.
hắn nói hắn gọi Tất Chính Vĩ, người nhận thức sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, đột nhiên đưa điện thoại di động bắt được một bên, hướng nghe được Tất Chính Vĩ ba chữ này đã sắc mặt đại biến hai giang hai sao cảnh đốc, tự tiếu phi thiếu hỏi. Nhận thức, hắn là cục trưởng chúng ta. Nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc sợ đến thiếu chút nữa chân đều mềm nhũn, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật trâu bò như thế, một chiếc điện thoại, như vậy đều có thể đem bọn họ Tây Thành khu công an phân cục Tất cục trưởng gọi tới. Cái này hắn ma, vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? May là vừa rồi lão tử đủ giật mình, bằng không, tự thực sự ra đại phiền toái. Nhận thức vậy tốt nhất, này, Tất cục trưởng, là ta, Trần Phi. Bên này hình như có cái các ngươi trong cục cảnh quan, người giúp ta cho hắn nói rằng đi. Ngay tại lúc này, Trần Phi đã một bên hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói, một bên đem điện thoại trong tay đưa cho hai giang hai sao cảnh đốc. Mà ở nhìn thấy một màn này, hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ nhìn không được cả người run lên, theo sát mà còn là kiên trì nhận lấy Trần Phi điện thoại, cẩn cẩn rực rực mở miệng nói này, Tất cục. Thế mà lời của hắn thanh cũng còn không hết. Đã bị bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng giọng nói táo bạo cắt đứt. Chỉ nghe thấy kỳ vội vàng nói ta là Tất Chính Vĩ, ngươi là ai? Người nào ngành? Tất cục trưởng, là ta là chị An đại đội tiểu vương, đúng, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Mà đang nghe bên đầu điện thoại kia hắn không gì sánh được thanh âm quen thuộc, cùng với ngữ điệu dồn dập táo bạo thanh, hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện vậy hai chân trụm lại nghiêm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu vương, phương toàn bộ, ngươi hắn ma lá gan là bao lớn. Hiện tại ngay tức khắc lập tức nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà. Vì sao các người đám này không có mắt gì đó, sẽ lại trêu chọc đến Trần Tiên Sinh trên đầu. Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng vừa nghe thấy là người quen, càng tâm hỏa khó nhịn, giọng nói bất thiện. Không phải là, Tất cục, người nghe ta giải thích a. Nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ nhất thời triệt để trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống. Rất hiển nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tất cục sẽ như thế mạc danh kỳ diệu đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, hơn nữa cái này cũng còn không nghe hắn nói đến tột cùng xảy ra chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được một trương mặt mũi trắng bệch. Bởi vì có thể trộn đến hắn loại độ cao này người nào không phải người tinh. Sở hữu hắn như thế nào sẽ không biết hiện tại đây là cái gì tình huống. Tiểu tử kia địa vị thật kinh khủng như vậy, liên Tất cục trưởng đều như thế sợ hắn. Không có chuyện gì, đừng sợ, từ từ nói, cho hắn nói rõ ràng là chuyện gì mà được rồi. Dù thế nào chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ, đúng không? Nhưng vào lúc này một hai bàn tay ở hắn vỗ vỗ lên bả vai. Sau đó chỉ thấy Trần Phi cười híp mắt nói rằng. Nghe vậy thấy thế hai giang hai sao cảnh đốc nhìn không được cả người mạnh run rẩy, lại không hiểu nhiều hơn lau một cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác chỉ thấy hắn hướng về phía điện thoại di động nghiêm trang lớn tiếng nói Tất cục trưởng, là như vậy. Cái gì, Lưu Cân Tiểu Ly Nhi Tử, nghe hắn ý tứ này còn là Trần Tiên Sinh ỷ thế hát yêu ta người, khi dễ hắn. Mà đang nghe hai giang hai sao cảnh đốc nói. Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ trên mặt toát ra tức giận cùng lạnh lùng vẻ. Nói đùa, người khác không biết Trần Phi thân phận gì, lẽ nào hắn Tất Chính Vĩ còn không rõ ràng lắm sao? Đây chính là liên đường đường Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư đều phải lấy lễ trọng đối đãi đại nhân vật, càng là đến từ cái kia ngành đặc biệt. Nhân vật như vậy sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà ỷ thế hát yêu ta người hắn lưu sớm định ra, cũng quá coi mình đi. Phải biết rằng coi như là hắn Tất Chính Vĩ. Đường đường tỉnh lỵ thành thị công an phân cục cục trưởng, ở đối phương vị kia trong mắt chỉ sợ cũng đều là cái có cũng được không có cũng được nhân vật, nhân ra đều không cần thiết nhìn ở trong mắt. Mà nhân vật như vậy sẽ chủ động đi trêu chọc Lưu sớm định ra cái loại này hoàn khố đại thiếu. Hắn hiện tại coi như là dùng cái mong muốn, cũng khẳng định minh bạch phương diện này tuyệt đối là có cái gì mờ ám. Bởi vì, này quả thực quá hoang đường buồn cười. Tất cục, ta đây hiện tại. Hai sao hai vừa cảnh đốc phương toàn bộ tự nhiên cũng không ngốc. Đều đến loại thời điểm này, đương nhiên minh bạch Trần Phi địa vị xa xa nếu so với hắn tưởng tượng kinh người nhiều. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể chờ Tất Chính Vĩ Tất cục tự mình cho hắn hạ lệnh. Cho ta bắt, đem người bắt lại cho ta. Có thể tiếp hắn vẫn là nghe được làm hắn có chút ngẩn người một câu nói.
bắt ai? Hiện tại, ngay tức khắc, lập tức, cho ta đem tiểu tử kia bắt lại, còn có bọn họ này đồng bọn cũng cho ta toàn bộ hết thảy bắt lại. Thật cho rằng trong nhà có cái làm quan thúc thúc có thể muốn làm gì thì làm. Phương toàn bộ ngươi cho ta nghe đến không? Lập tức cho ta bắt người. Bất quá tiếp bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm, hiểu hắn hoặc. Vâng. Nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ nhất thời cả người một cái giật mình, cũng không kịp muốn vì sao chuyện này có thể nháo lớn như vậy. Bọn họ tất chính vĩ tất cục trưởng, hiện tại cư nhiên hạ lệnh muốn bắt người. Hơn nữa còn là bắt thị cục tài chánh phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly cháu trai. Theo sát mà chỉ thấy hắn sắc mặt phức tạp vung tay lên, hướng sau lưng thuộc hạ quát to mấy người các ngươi, cho ta đem hắn bắt lại. Hơn nữa bên ngoài mấy cái đồng bọn, đồ thống thống bắt lại, một cái đều không thể bỏ qua. Thập, cái gì? Nghe vậy những cảnh sát kia mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều choáng váng. Không rõ bản thân đội trưởng cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Bởi vì giờ khắc này vương toàn bộ chỉ huy bọn họ muốn bắt người, cư nhiên không phải là Trần Phi, mà là Lưu sớm định ra Lưu Đại Thiếu, cùng với bên ngoài những công tử ca kia. Vương toàn bộ, người hắn mà có ý tứ, người có đúng hay không óc bị cửa kẹp, mà nghe vậy thấy thế Lưu sớm định ra tự nhiên cũng là chợt biến sắc, đều thiếu chút nữa trên mặt huyết sắc thốn tuyết bạch, cả người run rẩy. Nhưng vẫn là cường làm chấn định, chỉ vào vương toàn bộ mũi mắng. Xin lỗi, vương thiếu, đây là tất cục trưởng tự mình ra lệnh, ta cũng không có biện pháp. Mấy người các ngươi có đúng hay không nghe không hiểu lời nói của ta, hiện tại. Lập tức, cho ta bắt người. Nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc thản nhiên nói, sau đó sắc mặt trầm xuống, giọng nói lăng liệt quát. Mà ở nghe đến đó, nhìn thấy một màn này, những cảnh sát kia các tuy rằng mỗi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động lợi hại, nhưng vẫn là lấy còng ra đem Lưu sớm định ra đám người bắt. Dù sao cũng là bọn họ tất cục tự mình ra lệnh, bọn họ sao dám chống lại. Mà ở nhìn thấy một màn này, Sở Diễm Sở đại tiểu thư đám người tự nhiên từng cái một đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật nghiêu như vậy, hiện tại thậm chí ngay cả Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu đều bắt. Cái gì? T. Mà thuê chung phòng ngoại này từ trước đến nay uy phong quán Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chó săn gặp tình cảnh này, tất cả đều không khỏi tự mạnh hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn không thể tin được như thế một màn là thật. Phải biết rằng Lưu thiếu đây chính là thị cục tài chánh Lưu Cân Tiểu Ly Lưu phó cục trưởng cháu trai, hạng thân phận hạng địa vị. Lại là nói bắt là có thể bắt. Họ Vương, người hắn mà không muốn hơi quá đáng, bắt ta. Người có biết hay không ta là thân phận gì? Người coi là chưa rể cây chưa cây tỏi a, mà Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lúc này sắc mặt cũng triệt để thay đổi, giống như mèo bị đạp trúng đuôi vậy, khí cấp bại phôi nhảy dựng lên, sắc lệ nội cha nói. Hắn cả người đang phát run. Người hắn mà thật cho là mình rất nghiêu ép. Đã có thể sau đó một khắc, đột nhiên một cây súng đen thùi lùi quản lại hung hăng ngăn ở đầu hắn trên, sau đó chỉ thấy hắn hai giang hai sao cảnh đốc phương toàn bộ vẻ mặt màu sắc trang nhã nói lão tử sớm xem tiểu tử ngươi không vừa mắt. Câm miệng, cho ta đàng hoàng một chút. À, mà ở thấy tình cảnh này, phòng ngoại này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chó săn cả trai lẫn gái khó khăn một tiếng thét chói tai, toàn bộ thần sắc tái nhợt cả người phát run lên. Ngươi, các ngươi, ta lại không phạm tội, các ngươi không có tư cách làm như vậy, dựa vào cái gì bắt ta. Đến mức bị tối như mực nòng súng trận đầu Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu càng cả người run lên, lắp bắp đi nói. Dựa vào cái gì, lẽ nào ngươi đã quên mình làm chuyện gì? Nói hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi loại tội danh này cũng không nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ sai người hảo hảo điều tra rõ chuyện này, nếu là thật, bất luận cái gì tham dự vào trong đó người, đều chạy không được. Vương cảnh quan làm phiền ngươi đem bọn họ mang đi. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi nhưng ở hắn bên tai lạnh như băng nói. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy, cái này không công bình. Nghe vậy chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cả khuôn mặt đều bá một chút tái nhợt xuống tới, hai chân đều nhìn không được run lên. Công bình, chỉ bằng loại người như ngươi cũng xứng nói công bình. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi nếu muốn nói công bình nói, bằng hữu ta cái này nhân viên công vụ thi đệ nhất danh coi là cái gì? Hắn có từng chiếm được công bình, nghe vậy Trần Phi trực tiếp cho hắn một cái tát, lạnh giọng chất vấn. Lúc đầu hắn cũng không phải cái loại này đắc thế không buông tha người, đặc biệt kiêu ngạo bá đạo người,
có thể vừa rồi một màn kia lại quả thật làm cho hắn nhịn không được trong lòng một trận cơn tức. Người hắn ma cũng không nhìn bản thân là vật gì, cầm tiền đập mặt người, còn dùng cái loại này khẩu khí tài trí hơn người uy hát yêu ta, có như thế nhục nhã người. Rất hiển nhiên loại sự tình này mà nếu là hắn không gặp gỡ hoàn hảo, nếu là gặp được, ha ha, không có ý tứ, đáng đời ngươi người này cặn bã không may. Ta, hắn, đúng, xin lỗi, ta có thể hướng bọn họ chịu nhận lỗi, ta có thể hướng bọn họ nhận sai, bọn họ có yêu cầu gì ta đều có thể làm nền, ta có tiền. Nhà của ta là có tiền, Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu bị Trần Phi chất vấn á khẩu không trả lời được, nhưng theo lại lớn thanh cầu xin tha thứ. Hiển nhiên hắn hiện tại đã lại không rõ lắm, nếu hắn thật bị Vương toàn bộ đám người bắt trở lại, vậy hắn hạ tràng, khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí chỉ sợ cũng liên thúc thúc hắn đều sẽ phải chịu liên lụy. Hắn tự nhiên không có biện pháp tiếp thu cái loại này kết cục. Xin lỗi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng tự tiếu phi tiếu cong lại, mọc lên lau một cái màu sắc trang nhã điều, nói ngươi lời này thật để cho người miên man suy nghĩ a. Một cái cục tài chính phó cục trưởng thân thích trong nhà, nhà rất có tiền. Là thế nào tới, ngươi yên tâm, ta sẽ sai người thẩm tra nhà các ngươi còn ngươi nữa thúc thúc tất cả mọi chuyện. Nếu là tiền này đường về bất chính, cùng với bằng hữu ta bị không công chính đãi ngộ, là các ngươi ở trong đó hộp tối thao tác nói, ha ha, vậy chỉ có thể trách ngươi các tự làm bậy không thể sống. Một nghe nói như thế chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu thiếu chút nữa muốn hai mắt vừa lột, hai chân mềm nhũn, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Rất hiển nhiên nhà bọn họ tiền là thế nào tới, hắn tự nhiên so với Trần Phi loại này ngoại nhân rõ ràng hơn, còn có thúc thúc hắn. Hơn nữa về bé gái nhân viên công vụ danh ngạch bị hộp tối thao tác chuyện này, đây chính là thấu sáng sáng là bọn hắn nhà làm. Đúng, xin lỗi, Trần Tiểu Thư, đều là ta heo dầu mông tâm, Trần Tiểu Thư van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, lòng từ bi giúp ta lời nói đi. Hắn rốt cục nhìn không được có chút hỏng mất, cư nhiên một thanh giấy bên cạnh cảnh sát, cục trần nàng trước mặt, sắc mặt run rẩy dưng dưng cầu xin sám hối theo. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng hối hận được rối tinh rối mù. Nếu là hắn sớm biết rằng Trần nàng có thể có Trần Phi loại này như bức bằng hữu, nào còn dám cướp của nàng danh ngạch. Cái này không muốn chết sao? Được rồi, Vương cảnh quan nhanh đem bọn họ mang đi đi. Thế mà Trần Phi rất hiển nhiên lười cho. Nữa người như thế cơ hội, cũng không chờ Trần nàng do dự dự nói, để hai giang hai sao cảnh đốc Vương toàn bộ đem người mang đi. Tiết kiệm lưu lại nơi này chướng mắt. Mà ở nhìn thấy một màn này, phòng ngoại này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chó săn càng hồn đều muốn bay, một đám thần sắc điên cuồng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Liên Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu đều bị bắt, vậy bọn họ coi là cái gì? Đâu còn chạy thoát? Mà ở nhìn thấy này chướng mắt tên rốt cục bị mang đi, Trần Phi lúc này mới lại đưa mắt trở xuống đến đã đờ đẫn Sở Diễm Sở đại tiểu thư chờ trên thân người, khóe miệng cong lại, cười híp mắt nói này, ta nói nam nhân bà. Như vậy còn thỏa mãn đi. Nói ta có thể vì bé gái còn có đàn ca ra một cái đại ác khí, người vậy làm sao cũng phải mời ta ăn bữa cơm, khao khao ta đi. Phi, đẹp đến ngươi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi lại khôi phục lại bản thân quen thuộc không tránh hình mà, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư phản xạ có điều kiện hừ hanh, bĩu môi ba bất mãn nói. Tiểu Diễm. Mà ở thấy tình cảnh này, hắn bên cạnh bé gái vội vã đưa tay khắp hắn một chút. Cuống quýt hướng về Trần Phi cuống quýt nói cảm tạ Trần Phi, ngày hôm nay chuyện này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không có lời của ngươi, Lưu sớm định ra, chúng ta cũng không biết cần làm thế nào mới tốt. Đúng vậy, nàng kia nàng ca ca nghe vậy cũng liền việc cấp tốc gật đầu, dùng một loại cùng trước không giống với, có chút ánh mắt kính sợ nhìn Trần Phi, thận trọng nói nếu không Phi ca, đêm nay để chúng ta hai huynh muội mời ngươi ăn bữa cơm đi. Ngày hôm nay chuyện này quả thực hẳn là từ chúng ta cảm ơn ngươi. Đàn ca, thật không cần thiết khách khí như vậy, như ngươi vậy ta ngược lại có chút không có thói quen. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Sau đó lại thấy hắn nhìn lướt qua Trần nàng, vừa cười vừa nói bé gái, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Ngươi sự kiện kia nhân huynh cũng đừng lo lắng, ta như thế này lại gọi điện thoại tìm bằng hữu hỏi một chút, chỉ cần ngươi thi viết thành tích không thành vấn đề. Cái khác tất cả tự giao cho ta đi. Thực sự, nghe vậy Trần nàng nhìn không được thần sắc vui vẻ, nhưng theo lại có một ít câu nệ lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói chuyện này tự nhờ ngươi, cảm tạ. Ngươi yên tâm, ta thi viết thành tích tuyệt đối không thành vấn đề, đều là ta mình làm.
bé gái, chớ cùng hắn khách khí như vậy. Nếu không cái này đại phôi đản phỏng chừng thực sự không có thói quen. Chúng ta còn tiếp tục có hát hay không? Cái điểm này mà, hình như là có thể ra đi ăn cơm đi. Thấy tình cảnh này chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tùy tiện đích thì thầm một tiếng, sau đó lại nhìn lướt qua tay mình cổ tay thượng biểu thời gian. Đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Đều phát sinh loại sự tình này mà, mọi người tự nhiên cũng không có gì hứng thú lại tiếp tục hát xuống phía dưới. Chợt Trần Phi cười xiêm áo cái thỉnh tay xu thế nói rằng. Theo bọn họ liền rời đi Caesar Huy Hoàng, đáng giá nhắc tới chính là, vậy bọn họ quay TV cao tầng ở nhìn thấy Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cư nhiên bị bắt, dám sợ đến liên phòng tiền cùng tiền thưởng đều không dám thu Trần Phi vị này ra. Nói đùa, đường đường thì cục tài chính phó cục trưởng cháu trai nói bắt đã bắt, như thế tí xíu phòng rượu tiền, bọn họ dám thu sao? Như vậy ước gần 10 phút sau, Trần Phi chở bốn người đi tới cự ly Caesar Huy Hoàng KTV cách đó không xa ta bãi đỗ xe nội. Bé gái chỉ vào sáng ngời khéo léo linh lung đại chúng giáp sát trùng ngượng ngùng nói Trần Phi, đây là ta xe, có thể sẽ có chút chen, nếu không ngươi ngồi phía trước đi. Tuy nói hắn hiện tại đã ở ép buộc mình, có thể hắn nhưng vẫn là không khỏi trong lòng có chút khẩn trương, không tiến trước, Trần Phi ở KTV trong biểu hiện chân thực quá mức cường thế, cũng chân thực quá mức nghiêu bức. Khiến hắn không có biện pháp làm được làm như không thấy a. Quên đi, ta còn là cùng đàn ca ngồi mặt sau đi. Nếu không nam nhân này bà phỏng trừng nhãn thần đều có thể trừng chết ta. Nghe vậy Trần Phi khoát tay áo, chỉ vào chính cổ suy nghĩ con người theo dõi hắn Sở Diễm khoa trương nói. Hanh, coi như ngươi thức thời. Nghe vậy nhất thời Sở Diễm Sở đại tiểu thư hanh hừ một tiếng, lộ ra một bộ coi như ngươi thức thời biểu tình, không chút do dự dẫn đầu chui vào trước xe bài. Tuy nói cái này giáp sát trùng là bốn tọa xe, nhưng dù sao xếp sau không gian còn là quá nhỏ hẹp một ít, cho nên hắn cũng không nguyện ngồi vào xếp sau đi chịu tội. Này, Sở khoan đầu, ngươi làm gì chứ? Thấy tình cảnh này bé gái tự nhiên có chút sở khóc sở cười, bất quá lại cũng khẩn trương trong lòng sơ qua phóng ra một ít, không lại câu nệ như vậy, khẩn trương. Theo bốn người bọn họ liền ngồi trên chiếc xe kia. Này, đại phôi đản, chúng ta đi chưa ăn? Trước tiên là nói về tốt, lần này cũng không cho phép chủ trì ta còn không phát tiền lương nhi, không có tiền. Vừa lên xe, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tự sớm cho Trần Phi phòng hờ nói. Nói trước khi nói ta thế nào không phát hiện ngươi tiểu nha đầu này còn như thế tham tiền nhi. Đi nữa, ta vừa mới nói chơi, cũng không phải thật muốn ngươi mời khách. Đàn ca, ta đối với cái cùng châu không phải là quá quen, làm phiền ngươi giúp ta tìm cái đẳng cấp hơi chút cao điểm địa phương. Ta buổi tối thuận tiện thỉnh cái bằng hữu đến cùng nhau ăn. Trần Phi nghe vậy một trận mắt trợn trắng, nhịn không được lấy tay ở hắn trên đầu gõ một cái, lại mở miệng cười nói. Này, đại phôi đản ta cảnh cáo ngươi, không chính xác đập đầu ta. Nhất thời chúng ta Sở đại tiểu thư ôm đầu hét lớn. Mà ở nhìn thấy hai người này cư nhiên có thể như thế cãi nhau ầm ĩ, bé gái trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cái này Trần Phi tuy rằng thoạt nhìn địa vị lợi hại như vậy, như bức hò hét, lại không nghĩ rằng tính cách cư nhiên tốt như vậy bình dị gần gũi. Đẳng cấp cao một chút nói, vậy nếu không phải đi Tử Nguyệt đại tửu điếm đi. Được cho chúng ta cùng châu tốt nhất tửu điếm cấp 5 sao một trong. Rất tốt. Mà đang nghe Trần Phi nói, bé gái ca ca suy tính một chút mở miệng. Sau đó lại một mặt thành khẩn tiếp tục nói còn có bay. Tiểu Phi, đêm nay bữa cơm này hay là chúng ta đến xin mời, người đều giúp chúng ta lớn như vậy việc. Đâu còn có thể để cho ngươi tốn kém nữa. Đàn ca thật không dùng. Vậy được rồi, vậy tối nay nên cho các ngươi hầu bao tiêu pha lạc. Trần Phi nghe vậy vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương trên mặt phó thành khẩn sau, tự còn là thoại phong nhất chuyển, trêu ghẹo nói. Ngay Trần Phi đám người ngồi trên bé gái đại chúng giáp sát trùng, chuẩn bị lái về phía cùng châu thị nổi danh xa hoa cấp 5 sao đại tửu điếm Tử Nguyệt đại tửu điếm định vị đưa lúc. Trần Phi lặng lẽ cầm ra điện thoại di động của mình, cho một vị phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Tỉnh Giang Nam, cùng Châu Thị, Thị Uy phòng thư ký làm việc, Đồng Văn Thành đang ở lật xem một phần báo cáo lúc, lại đột nhiên nghe được bản thân để xuống trên bàn tư nhân điện thoại di động đinh một thanh âm vang lên một chút. Tin nhắn ngắn. Nhất thời Đồng Văn Thành vi vi cao, còn tưởng rằng là 10.086 hoặc giả cái gì khác quấy rầy tin nhắn ngắn, đang chuẩn bị nghiêng đầu bỏ mặc. Có thể ánh mắt của hắn lại đột nhiên hình như bắt trên hắn tư nhân điện thoại di động hiển kỳ bình mạc trên,
hình như mơ hồ có cái Trần tự. Trần, vân vân chờ đã, chẳng lẽ? Trong mắt hắn theo hiện lên một tia vẻ kinh nghi, người cũng đã không chút do dự thả tay xuống đầu báo cáo, đưa điện thoại di động cầm tới. Thật đúng là Trần tiên sinh. Mà khi hắn rốt cục nhìn thấy điện thoại di động trên màn ảnh gửi thư biểu hiện, bất ngờ viết chính là Trần tiên sinh ba đại tự lúc, không khỏi trong mắt xẹt qua càng đậm liệt vẻ kinh dị. Bởi vì hắn rất hiểu rõ Trần Phi tính cách, đây chính là vô sự không lên điện tam bảo, vì vậy làm sao sẽ đột nhiên gửi thư tín hơi thở cho hắn. Nghĩ đến đây hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vã sự trượt ngón tay đem Trần Phi tin nhắn ngắn điều đi ra. Chỉ thấy trong tin nhắn ngắn bất ngờ viết đồng thúc, ta là Trần Phi, đêm nay lúc rảnh rỗi đến ăn một bữa cơm sao? Ăn! Thấy tin nhắn ngắn Đồng Văn Thành nao nao. Nhưng ngón tay đã không tự chủ được bắt đầu đánh chữ lên đương nhiên có rãnh rỗi, ở địa phương nào. Đinh một tiếng. Trần Phi bên kia cấp tốc đem tin nhắn ngắn hồi phục lại, chỉ thấy trên đó viết hình như là ở Tử Nguyệt Đại Tửu Điếm đi, ta và bằng hữu ta hiện tại đang chuẩn bị đi qua đính gian phòng. Như thế này đồng thúc ngươi qua đây thời gian, trực tiếp gọi điện thoại cho ta được rồi. Tốt lắm, ta đợi tan việc liền đi qua Đồng Văn Thành cấp tốc biên tập tốt tin nhắn ngắn, cho Trần Phi hồi phục đi qua. Trần tiên sinh vì sao biết đột nhiên tìm ta ăn ni? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra mà? Mà ở gửi đi hết tin nhắn ngắn sau, Đồng Văn Thành rất hiển nhiên đã vô tâm tư lại lý, để ý cái gì báo cáo. Chỉ thấy Kỳ chậm rãi đứng dậy, kéo ra phòng làm việc rèm cửa sổ, có chút cau mày lẩm bẩm. Thùng thùng đông. Bí thư ở đây không? Ta là Tiểu Trầm. Có thể nhưng vào lúc này, hắn cửa ban công lại đột nhiên bị người gõ. Chỉ thấy Trầm Khải Trầm bí thư ở bên ngoài cung kính gõ ba cái cửa, vừa lớn tiếng nói. Tiến đến, gặp là của mình chuyên trách bí thư tới, Đồng Văn Thành cũng liền tạm thời đem Trần Phi bên kia dứt bỏ rồi. Bí thư, mà đang nghe Đồng Văn Thành thanh âm, Trầm Khải Trầm thư ký lúc này mới đẩy ra phòng làm việc đại môn, đi đến, nhìn đang đứng ở bên cửa sổ Đồng Văn Thành, chậm rãi nói bí thư ta bên này có cái tình huống, ta nghĩ có cần phải nói với ngươi một chút. Nga. Tình huống gì, nói đi. Nghe vậy Đồng Văn Thành cặp kiệu uy nghiêm con ngươi xẹt qua hiện lên một tia vẻ kinh dị, sau đó thản nhiên nói. Là như thế này, xế chiều hôm nay, Trần Phi Trần tiên sinh cho ta gọi một cú điện thoại. Mà đang nghe được Đồng Văn Thành nói, Trầm Khải Trầm bí thư tổ chức mình một chút trong đầu ngôn ngữ, lập tức mở miệng nói chuyện đã xảy ra là như vậy. Hắn theo liền đem xế chiều hôm nay phát sinh tình cảnh. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật đi ra, nói cho Đồng Văn Thành. Ngươi là nói lại có người không có mắt, chạy đi tìm Trần tiên sinh phiền phức. Mà đang nghe được Trầm bí thư tự thuật sau, Đồng Văn Thành lúc này mới hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà, sắc mặt trầm xuống, có chút nhiệt cả giận nói. Nói đùa, Trần Phi là người ra sao vậy, có bản lãnh gì, trước đây hắn Đồng Văn Thành có thể còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ... Phải biết rằng hắn như thế nào đi nữa nói cũng coi như nửa người trong võ lâm, mà trước món đó phát sinh ở lĩnh nam núi lớn Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, hoàn toàn chấn động lòng người đại sự món, tuy nói hiện nay đang bị lúc đó vài đại ẩn môn liên thủ phong tỏa tin tức, có thể thân phận của hắn, nhưng cũng bắt được một chút dấu vết. Đây chính là trong mắt hắn xưng là phi nhân loại ẩn môn tiên thiên cường giả, nhưng ở Trần Phi Trần tiên sinh trong tay liên tục chiết hai cái này ý vị như thế nào? Căn bản không cần dùng ngôn ngữ để lời thừa. Mà bây giờ, giống như Trần Phi Trần tiên sinh loại này hoàn toàn có tư cách quan hệ đến xã hội an nguy đại nhân vật. Cư nhiên lại đang hắn Đồng Văn Thành khu trực thuộc nội, bị có chút không có mắt ngu xuẩn trêu chọc đến trên đầu, hắn há có thể không tức giận. Há có thể không tức giận. Trách không được Trần tiên sinh sẽ chủ động mời hắn buổi tối ăn, nguyên lai là bởi vì. Này dạng. Được rồi, người đi ra ngoài trước đi. Sau đó hắn liền hướng Trầm thư ký nhìn như bình thản khoát tay áo, ý bảo hắn đi ra ngoài trước đi. Có thể mắt sắc Trầm Khải Trầm thư ký nhưng vẫn là chú ý tới, Đồng Văn Thành Đồng bí thư ngón tay, tựa hồ hơi đang run. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, Trần Phi đám người cũng đã ở cùng châu thị nổi tiếng cấp 5 sao đại tửu điếm Tử Nguyệt đại tửu điếm định ra rồi phòng. Hơn nữa lần này để tỏ vẻ cảm kích, cùng với chú ý tới Trần Phi trước trong miệng nhắc tới bằng hữu. Bé gái ca ca Trần Đàn càng hạ vốn gốc, ở Tử Nguyệt Đại Tửu Điếm mua một bàn xa hoa nhất, cao cấp nhất căn phòng. Bữa cơm này ăn đến, phòng chừng không năm vị tính là xác định vững chắc chạy không được. Tiểu Phi, người vị bằng hữu kia lúc nào đến, có muốn hay không chúng ta xuống phía dưới đón hắn?
Đợi được chuyện ăn cơm tình xử lý không sai biệt lắm sau, bé gái ca ca Trần Đàn nhỏ giọng hỏi. Lúc nào đến, ta hỏi, nghe vậy Trần Phi cũng suy nghĩ có đúng hay không cần cho đồng bí thư gọi điện thoại, nhìn hắn đến đâu rồi. Bất quá hắn lời này đều còn chưa nói qua một bên, lại nghe được điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra nữa vừa nhìn, gọi điện thoại tới cho hắn không là người khác, chính là Đồng Văn Thành đồng bí thư. Đoán chừng là đã đến đi. Ta đi nhận cú điện thoại, Trần Phi nhất thời cầm điện thoại di động hướng bé gái ca ca quơ quơ. Sau đó chỉ thấy hắn cười hướng cửa thang máy đi đến, một bên nhấn điện thoại di động hiển kỳ bình mạc trên chuyển được kiện này, đồng thúc, là ta. Đã đến sao, ta đây hiện tại hạ đi đón ngươi. À, không cần, vậy được rồi, ở lầu chót, tốt, tốt, ta đây ngay cửa thang máy chờ ngươi đi. Mà đang ở Trần Phi cầm điện thoại đi về phía thang lầu miệng thời gian, phòng nội, bé gái đám người cũng đã nghị luận mở. Này, Tiểu Diễm, ngươi nói Trần Phi bằng hữu này cái gì đường về? Có thể hay không cùng hắn, cũng là rất mạnh xu thế rất lợi hại cái loại này. Bé gái tiến đến bản thân tốt khuê mật Sở Diễm bên tai, cắn cái lỗ tai nói thầm nói. Ai biết a, bất quá đợi chúng ta còn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, ăn nhiều đồ ăn, bớt nói. Đại phôi đản là thật dễ nói chuyện, có thể bạn hắn, tự khó nói. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư rất khả ái khịt khịt mũi, nhỏ giọng thầm thì nói. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù đang Trần Phi trước mặt như vậy tùy tiện, không quy không củ, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là thật ngốc. Có thể để cho đại phôi đản cái loại này như bức hò hét tên, đều nói muốn thỉnh đối phương ăn, khẳng định đường về rất không bình thường đi. Cho nên vẫn là quản ở miệng mình tương đối khá. Nhưng vào lúc này, bé gái ca ca Trần Đàn đẩy cửa ra đi đến, nhỏ giọng nói rằng Tiểu Phi bạn hắn hình như đến rồi, đang làm trong thang máy đến. Lời vừa nói ra, phòng nội hai người nhất thời Tiếu Mi Hiên Liễu Hiên, có chút không giải thích được hơi khẩn trương. Đồng thúc, chính là cái này, thỉnh vào đi thôi. Như vậy một lát sau, bọn họ liền nghe được có người đẩy tiếng mở cửa, cùng với Trần Phi nhiệt tình tiếng cười. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phi vẻ mặt mỉm cười đẩy cửa ra, ở phía sau hắn còn có một vị môi dày đặc chừng 50 tuổi trung niên nhân, trên đầu mơ hồ có thể thấy được một ít tóc bạc, ăn mặc thường phục, thần sắc uy nghiêm. Mà ở vị này môi dày đặc trung niên nhân phía sau còn theo một vị khác có chút câu nệ trung niên nhân, trên mặt miễn miễn cường cường mang theo có lực tương tác dáng tươi cười, mang kính đen. Thế mà bé gái ca ca Trần Đàn một thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, liền nhịn không được như là gặp quỷ vậy, kinh hô. Trầm, 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 ngài là Trầm bí thư. Rất hiển nhiên bé gái ca ca Trần Đàn là làm mộng cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh vốn là số 2 lãnh đạo, thị uy bí thư Đồng Văn Thành đồng bí thư chuyên trách bí thư Trầm Khải, cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Cái này, hắn không phải là đang nằm mơ chứ. Gì, Đàn ca ngươi nhận thức Trầm bí thư, mà đang nghe Trần Đàn tiếng kinh hô, Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành ba người rất hiển nhiên đều ngẩn người. Chợt người trước lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Cái kia, cái này, ta trước may mắn xa xa gặp qua Trầm bí thư một lần, hơn nữa ở trên TV cũng có trải qua thường gặp được, vì vậy ấn tượng tương đối sâu, cái kia Tiểu Phi, bằng hữu ngươi khó khăn, chẳng lẽ là Trầm bí thư? Nghe vậy bé gái ca ca chỉ cảm thấy thần tình có chút hoảng hốt, đầu lưỡi thẳng thắt. Không có biện pháp a, phải biết rằng Trầm bí thư viên kia ra sao chờ đại nhân vật. Đây chính là thị uy bí thư Đồng Văn Thành chuyên trách bí thư, coi như là phóng nhãn toàn bộ cùng châu thị quan trường, vậy cũng tuyệt đối là tính thượng hào. Trên thực tế, giống như Trầm Khải Trầm bí thư thứ đại nhân vật này, trong mắt hắn, bình thường có thể xa xa gặp trên liếc mắt tựu đã coi như là vận khí tốt. Vì vậy hắn đâu còn nghĩ tới cái gì, giống như bây giờ, có thể lén chân chính gặp mặt, hơn nữa, còn có thể gần ở một cái trên bàn ăn. Nói thật, loại sự tình này mà hắn hoàn toàn muốn cũng không dám muốn, vì vậy giờ này khắc này mới như vậy chấn động, thậm chí bởi vậy hoảng hốt. Có thể ở nhìn thấy loại này tràng cảnh, loại này thổi phồng, giảng đạo lý, vốn nên là rất cao hứng Trầm Khải Trầm bí thư, làm thế nào cũng không cao hứng nổi, thậm chí, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Không có biện pháp a, người nói hiện tại hắn đại lão bản cũng còn ở chỗ này đây, có thể danh tiếng lại bị hắn cái này tiểu bí thư cho đoạt. Hắn có thể cao hứng sao? Ai, thực sự là... Nga nguyên lai là như vậy. Bất quá Đàn ca, nếu không ngươi lại nhìn kỹ một chút vị này, nhìn có không có ấn tượng gì.
Nghe vậy Trần Phi cười hì hì gật đầu, chợt dùng ngón tay chỉ ra chỗ sai đứng bên cạnh hắn Đổng Văn Thành, thần bí nói. Ngươi nói vị này, ngươi, ngài là Đổng Bí Thư. Mà đang nghe Trần Phi nói, bé gái ca ca rất hiển nhiên ngẩn người, vô ý thức đưa mắt rơi xuống Đổng Văn Thành trên mặt. Đầu tiên là trần chờ nửa ngày, sau đó bỗng nhiên trong đầu hình như hiện ra một cái hình ảnh, cùng với từ từ có thể cùng trước mặt hắn tờ này khuôn mặt đối ứng thượng hào tên. Nhất thời hắn không khỏi cả người kịch liệt run lên, trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến thành không dám tin tưởng lên. Ta, ông trời của ta, cư nhiên thực sự là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư, cái này, điều này sao có thể? Đổng Văn Thành đó là cái gì người? Đây chính là đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị uy bí thư, chân chính một tay. Ở toàn bộ cùng châu thị thậm chí tỉnh Giang Nam quan trường đều có không người nào có thể dung chuyển lực ảnh hưởng, khắp nơi người đứng đầu nhìn thấy hắn cũng phải muốn cung kính tiếng kêu Đổng Bí Thư. Chớ nói chi là hắn vẫn tỉnh uy một trong những cự đầu, thân phận kia càng thêm đáng sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này ở Trần Đàn trong mắt hoàn toàn chỉ khả năng ở trên TV nhìn thấy siêu cấp lớn nhân vật. Cứ nhiên cứ như vậy sống sờ sờ lén xuất hiện ở trước mắt hắn. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Bé gái ca ca Trần Đàn chỉ cảm giác mình đều có chút bị sợ choáng váng, ngay sau đó đó là hắn khó có thể ức chế ồ ồ tiếng thở, cùng với vẻ mặt thật sâu run. Tuy nói trong lòng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, giống như Trần Phi loại này như bức hò hét đại nhân vật, có thể bị hắn xưng là bằng hữu, khẳng định không phải là người bình thường. Có thể hắn lại là thật nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Phi trong miệng bằng hữu, lại là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư. Đây quả thực so với làm mộng tưởng hão huyền còn muốn đến chấn động, thậm chí sai lầm. Đổng Bí Thư, cái gì Đổng Bí Thư? Mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư tựa hồ còn mơ mơ màng màng, nhịn không được theo bản năng có chút ngạc nhiên nói. Bởi vì nàng cũng không phải cùng châu thị người địa phương, cho nên đối với Đổng Bí Thư loại này xưng hô. Không như vậy trực quan ấn tượng. 3. Hư, Tiểu Diễm nhanh câm miệng. Đổng Bí Thư là chúng ta cùng châu thị. Thị uy Bí Thư, thế mà ngay sau đó bé gái lại hung hăng đánh hắn liếc mắt, mặt cười thần sắc có chút hốt hoảng mở miệng nói. Thị uy Bí Thư. Nghe vậy ôm đầu Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư nhất thời trong mắt đều trợn tròn, hai chân mềm nhũn, ngơ ngác lăng lăng dám không rồi hãy nói ra nói cái gì. Ngoan ngoãn. Các nàng nữ nhân tuy rằng không quá thích quan tâm cái gì quan trường các loại đồ vật, nhưng vấn đề là tối thiểu thưởng thức hắn vẫn có a, tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng châu thị thị uy bí thư, đừng nói ở cùng châu thị là nhân vật số một, coi như là đặt ở tỉnh Lý mặt cũng là không thể tranh cãi một trong những cự đầu. Xa so với bọn hắn Bắc Sơn thị số một lãnh đạo hàm kim lượng cao hơn. Mà giờ này khắc này, loại này ở hắn thế giới quan nội chỉ tồn tại ở trên TV siêu cấp quan lão gia. Cứ nhiên như thế sống sờ sờ lén xuất hiện ở trước mắt nàng, nhưng lại hình như cùng đại phôi đản rất quen hình dạng, cái này há có thể không cho hắn giật mình. Trách không được trước Trương Tuyền Trương đại thiếu ở trước mặt hắn ngoan cùng tôn tử tựa như, thậm chí ngay cả thị cục tài chánh phó cục trưởng cháu trai đều nói bắt đã bắt, không hề nương tay. Nguyên lai cái này đại phôi đản là thật nghiêu như vậy à? Không, bất quá, cái này cũng thực sự quá nghiêu bức đi. Dù sao đây chính là thị uy bí thư a. Nhận ra ta đây sẽ giới thiệu một chút đi. Vị này chính là Đổng Văn Thành Đổng Thúc Thúc, còn có vị này chính là bí thư của hắn Trầm Khải. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười hé mắt, sau đó vươn tay cho mọi người giới thiệu. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại đưa ngón tay ra theo Sở Diễm đám người vì Đổng Văn Thành giới thiệu Đổng Thúc, mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Cái này không lớn không nhỏ nha đầu là Sở Diễm. Còn có vị này chính là Trần Nàng, còn có vị này chính là Trần Nàng ca ca Trần Đàn. Nếu mấy vị này đều là Trần tiên sinh bằng hữu của ngươi, cũng đừng câu nệ như vậy, tất cả mọi người làm đi. Rất hân hạnh được biết các ngươi, ta là Đổng Văn Thành. Đổng Văn Thành giàu gì cũng là từ tầng dưới chót trộn lên, tự nhiên tinh minh được cùng hầu dường như, nghe Trần Phi khẩu khí rõ ràng cùng Sở Diễm muốn hôn gần một, liền lộ ra một tia hiền hòa dáng tươi cười dẫn đầu cùng Sở Diễm nắm tay. Sau đó lại cùng còn dư lại bé gái ca ca cũng phân biệt cầm. Mà ở kinh lịch một màn này, nhất là nghe được Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư trong miệng, cư nhiên xưng hô Trần Phi là xưng hô chính là Trần Tiên Sinh, bé gái ca ca ba người thiếu chút nữa đều bị sợ choáng váng. Muốn, phải biết rằng đây chính là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư a. Lấy cái loại này đại nhân vật thân phận, cao độ,
cư nhiên xưng hô Trần Phi thời gian đều vẫn là lấy tiên sinh loại này tôn xưng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi rất có thể cũng không phải Đồng Văn Thành đồng bí thư vãn bối, mà là lấy ngang hàng thân phận cùng luận giao. Mà thôi nghĩ vậy một điểm, ba người bọn họ nhìn không được có chút chân cái bụng như nhũn ra. Không có biện pháp a, bởi vì, này loại sự thực quả thực quá để cho bọn họ nghĩ bất khả tư nghị. Dù sao Trần Phi cái này mới bây lớn, lại đều có thể đủ cùng đồng bí thư cái loại này đại nhân vật ngang hàng luận giao, loại sự tình này mà chỉ là ngẫm lại, bọn họ tự cảm giác mình đang nằm mơ, bởi vì quá dọa người. Tốt rồi, đồng thúc đều nói đừng như vậy câu nệ, các ngươi nếu còn như vậy, đêm nay cơm này đã có thể ăn không ngon. Thấy tình cảnh này Trần Phi sờ sờ mũi, mỉm cười. Nga, được rồi. Nói đến đây hắn lại hình như là nhớ ra cái gì đó, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói bé gái, ngươi thi nhân viên công vụ sự kiện kia mà đợi cho đồng thúc cẩn thận nói một chút, cũng tiết kiệm trong lòng ngươi mặt không cái tin tức. Ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi thân chính không sợ cái bóng tà, cái khác vấn đề tự cũng không dùng lại đoán mò. Thực sự, mà đang nghe Trần Phi vừa nói như vậy, dù là trong lòng vô cùng khẩn trương bé gái lúc này cũng không nhịn được vô ý thức vẻ mặt kích động đứng lên. Mà bé gái ca ca cùng với Sở Diễm Tắc cũng là vẻ mặt mừng rỡ nhìn bé gái. Dù sao đây chính là thị uy bí thư A, toàn bộ cùng châu chính đàn không thể tranh cãi một tay. Nếu thứ đại nhân vật này có thể nguyện ý lắng nghe, nhúng tay bé gái nhân viên công vụ sự kiện kia, đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giải quyết vấn đề. Nga, thi nhân viên công vụ chuyện mà. Tiểu cô nương ta gọi ngươi Tiểu Trần đi. Tiểu Trần, ngươi yên tâm, có vấn đề gì, có phiền toái gì đợi ngươi cẩn thận cho ta nói rằng. Nghe vậy Đồng Văn Thành con ngươi hơi lóe lên, sau đó đưa tay hướng Trần Phi mời nói Trần tiên sinh, nếu không chúng ta cũng đừng như vậy đứng. Ngươi trước xin mời ngồi đi. Ngươi trước xin mời ngồi đi. Mà ở vừa nghe đến Đồng Văn Thành đồng bí thư lời như vậy, ngoại trừ Trầm Khải Trầm bí thư hơi có chút chuẩn bị tâm lý ở ngoài, còn lại ba người Sở Diễm, bé gái chờ đều dọa cho được cả người lần thứ hai run lên. Bởi vì giờ khắc này bọn họ cư nhiên nghe được cái gì? Nghe được đường đường thị uy bí thư Đồng Văn Thành, cư nhiên thỉnh Trần Phi ghế trên. Phải biết rằng hắn thế nhưng thị uy bí thư A, hơn nữa còn là tỉnh ủy đầu sỏ, nhưng bây giờ có hắn thứ đại nhân vật này ở bữa tiệc, lại còn khách khí mời Trần Phi ghế trên, làm chủ vị, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại bọn họ liền không nhịn được vừa kích động lại là sợ. Cái này Trần Phi có kinh khủng như vậy sao? Ngạch, vậy được rồi. Mà ở thấy tình cảnh này, tuy nói Trần Phi kỳ thực cũng có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao đều đã như vậy. Cho dù tốt khách khí hình như cũng không nhiều lắm cần phải, vì vậy liền thẳng thắn cười gật đầu ngồi ở chủ vị. Thẳng đem Sở Diễm, bé gái đám người thấy hai mắt đăm đăm. Mà ở Trần Phi ngồi xuống sau, Tửu Điếm bắt đầu mang thức ăn lên. Sở Diễm, bé gái bọn họ đời này cũng còn không cùng lớn như vậy quan cùng nhau ăn cơm xong, tự nhiên khẩn trương trong lòng, kinh hỉ, phức tạp quả thực đừng nói nữa. Không nói tục ngữ nói thật tốt, hai ba ly rượu hạ đỗ, quản ngươi là ai tới. Làm trên bàn cơm đẩy bôi dao ngọn đèn từ từ bắt đầu thịnh hành sau, mọi người câu nệ cũng liền lái chậm chậm mới tản ra, tịch gian cũng biến thành náo nhiệt lên. Một đám trên mặt đều đỏ rực, đặc biệt hưng phấn. Mà ở sau khi cơm nước no nê, Đồng Văn Thành cười đem ánh mắt dừng lại ở bé gái trên mặt, lộ ra một tia hòa ái nụ cười nói Tiểu Trần A, ngươi sự kiện kia mà là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ có thể hay không cụ thể nói cho ta nghe một chút đi? Đương nhiên có thể, Đồng Bí Thư, là như vậy. Nghe vậy Trần nàng nhất thời một lòng huyền treo ngược lên, ôm lại là thấp thỏm lại là tâm tình kích động, đem bản thân thi nhân viên công vụ chuyện mà, cùng với bị tao ngộ, từ đầu chí cuối, hoàn toàn tự thuật đi ra. Không có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Còn có loại sự tình này mà đang nghe được Trần nàng nói sau, Đồng Văn Thành nhẹ nhàng đem chén rượu trong tay buông, híp mắt dù gì nói. Nói đùa, Trần tiên sinh bằng hữu thi nhân viên công vụ dĩ nhiên cũng có người dám giở trò quỷ, hắn làm sao có thể không tức giận. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Trần Phi đêm nay gọi hắn đến ăn bữa cơm này dụng ý. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thành nhìn không được dùng tự trách giọng hướng Trần Phi mở miệng nói Trần tiên sinh, xin lỗi, đều tại ta bình thường trên tay không có làm công việc tốt, dẫn đến trong đội ngũ xuất hiện loại này bại hoại. Là của ta thất trách. Đồng thúc ngươi cũng không cần thiết tự trách, dù sao nhân tâm khó dò,
trong đội ngũ cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít sâu mọt. Dù thế nào chỉ phải kịp thời phát hiện, nghiêm túc xử lý, đến lượt ta các dân chúng một cái công đạo được rồi. Nếu là có cần, ta sẽ gọi người hiệp trợ ngươi. Trần Phi phảng phất tùy ý xốc lên đồ ăn ném tiến trong miệng, thản nhiên nói. Nga, Trần Tiên sinh ý của ngươi là. Nghe thế Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cùng với Trầm Khải Trầm Bí Thư cũng không nhịn được cả người khẽ run lên, người sau càng híp mắt thần sắc hơi ngưng túc nói là muốn nhượng ta nhiều đào những người này đến đi ra không. Tuy nói nghe thế loại chuyện này hắn cũng tức giận, thế nhưng hắn cũng minh bạch, loại này thi nhân viên công vụ có mở ám chuyện này ở vòng tròn nội chân thực quá mức phổ biến, vì để cho bản thân tử nữ, thân thích có tốt tiền đồ, hoặc là thẳng thắn cho những người khác mặt mũi, phương tiện, đương nhiên sẽ có ngầm bẩn thỉu chuyện này phát sinh. Vì vậy hắn vốn tưởng rằng Trần Phi tìm hắn tới ý tứ, là chỉ cần đem chuyện này tương quan người xử lý, mới có thể, nhưng bây giờ nghe Trần Phi Trần Tiên sinh giọng điệu này ý tứ, tựa hồ cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy tự dừng tay a. Không phải là cho ngươi nhiều đào những người này đi ra, hơn nữa loại này trong đội ngũ bại hoại, sâu mọt, có một phải đánh rơi một cái, có hai cái phải đánh rơi một đôi. Tựa như cái kia cái gì thì cục tài chính phó cục trưởng, lẽ nào đồng thúc ngươi không cảm thấy, hắn cái mông dưới khẳng định không sạch sẽ sao? Trần Phi híp mắt thản nhiên nói, giọng nói khá lãnh. Loại sự tình này mà nếu là hắn không gặp gỡ còn chưa tính, có thể gặp được, hắn tự không có biện pháp làm được làm như không thấy. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, bên trong căn phòng bầu không khí chợt có chút yên lặng xuống tới. Nhất là Sở Diễm, bé gái bọn người vẻ mặt rung động, sợ nhìn Trần Phi, bởi vì hắn loại này khẩu khí, thứ lời này nội dung, quả thật có chút quá dọa người. Đi, Trần Tiên sinh ta biết nên làm như thế nào. Ngày mai ta liền tự mình tổ chức khai triển công việc, xử lý chuyện này. Tự sau đó một khắc Đồng Văn Thành cư nhiên chậm rãi gật đầu, một màn này càng làm Sở Diễm, bé gái bọn họ sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Khẩn trương đến thiếu chút nữa liền chén rượu đều cầm không vững. Cái này Trần Phi đến tột cùng là ai a? Vì cảm giác gì hắn mới là cái loại này thật rất lớn quan mà, ngay cả Đồng Bí Thư, đều là thuộc hạ của hắn. Cùng lúc đó, đêm khuya, ta thành nhỏ thị, một gian tầm thường người da đen quán cà phê. Nghênh đón một vị cá nhân không cao, nhưng dị thường nhãn thần sắc bén người da đen nam tử. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một quả 19-58 năm 10 nguyên màu đồng cổ đồng franc tiền xu, như là ảo thuật vậy đột nhiên xuất hiện ở trước quầy, hướng về một vị đang ở trà lau ly rượu đỏ già cỗi, 7-80 lão đầu thản nhiên nói cho ta một chén tequila, muốn đỏ thắm. Hắn thao theo sứt sẹo tiếng Trung nói. Ô, già cỗi thất lão 80 bạch nhân lão đầu hoảng hoảng du du ngẩng đầu. Khàn khàn lam sắc mắt lẳng lặng quan sát hắn hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nhếch miệng cười, nói không sai. Xem ra gần nhất tiểu tử đều tốt vô cùng, hắn lời này cũng dùng Italia nói. Nghe vậy hắc nhân kia nam tử khẽ nhíu mày, sau đó, già cỗi bạch nhân lão đầu cũng đã hoảng hoảng du du đứng dậy, xoay người tiến nhập sau quầy phương một cái tầm thường cửa nhỏ trong. Đây là khách nhân lưu lại cho ngươi tới. Một lát sau... Hắn cái loại này một quyển bạch sắc phong thư run run lại đã trở về. Ngươi là ai? Hắc nhân kia nam tử lặng lẽ đem phong thư thu vào, không nói được lời nào, xoay người tức đi. Ngay tại lúc hắn gần đi ra quán cà phê cửa lúc, hắn lại đột nhiên nhịn không được nghiêng đầu trở về, cau mày thản nhiên nói. Lúc đầu hắn không phải là nhiều như vậy miệng người, có thể bạch nhân lão đầu lại không hiểu nhượng hắn cảm giác có chút uy hát yêu ta. Lúc này mới nhượng hắn chân thực nhịn không được hỏi ra những lời này. Bởi vì phải biết, hắn thế nhưng Italia cực mạnh tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ. Có thể để cho hắn chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy gặp nguy hiểm, ở trên đời này, có thể có mấy người. Ta, làm các ngươi chuyến đi này, như thế không quản được miệng có thể không tốt lắm. Ngươi có thể gọi ta lão Pat, hoặc là, cá mập, già cỗi thất lão 80 bạch nhân lão đầu toái toái niệm nói. Lại khẽ lắc đầu. Có thể theo, hắn nghẹo khàn khàn khóe mắt lại bỗng nhiên chảy lộ ra một tia sắc bén. Nhất thời toàn bộ quán cà phê nội nhiệt độ hình như đột nhiên hạ, cũng khiến nguyên bản thập phần bình tĩnh người da đen nam tử mạnh cả người run lên, con ngươi co rút lại ngươi là cá mập. Làm Italia tinh hồng chi nguyệt ngân bài sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ cá mập cái danh hiệu này, bởi vì, đây chính là bọn họ tổ chức kinh khủng nhất tam đại vương bài một trong. Hắn chỉ biết là năm đó cá mập mạc danh kỳ diệu tiêu thất, có người suy đoán là chán ghét, vì vậy tuyển trạch rời khỏi.
lại không nghĩ rằng 20 năm sau ngày hôm nay, hắn cư nhiên tại đây gặp được đối phương. Theo, khóe miệng hắn có chút run rẩy không nói được một lời ly khai. Ha ha, xui xẻo tiểu tử. Mà bạch nhân lão đầu nhìn hắc nhân kia nam tử đi ra quán cà phê ngoại, thẳng đến tiêu thất ở bóng đêm trong bóng tối, mới thu hồi ánh mắt, đi tới cửa đóng cửa lại, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đồng thời còn nỉ non ra một câu làm cho người ta phải suy nghĩ nói. Xem ra những lão gia hỏa kia là già thật rồi, mơ hồ, đều đã quên cái này từ xưa mà vừa thần bí quốc gia, là có đáng sợ dường nào. Bên kia, hắc nhân kia nam tử trở lại tửu điếm khách phòng, cởi y phục xuống, quần áo nịt nhượng hắn khỏe mạnh vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trên người của hắn này giữ tận sẹo, càng cho thấy hắn không giống người thường. Cũng không biết mục tiêu lần này là một cái gì mặt hàng. Cư nhiên đáng giá người Hoa xuất ra hai cái ức. Hắn vừa có chút âm trầm, hưng phấn liota môi của mình, một bên đem phong thư mở ra, từ đó lấy ra một chương viết đầy con số tờ giấy, sau đó xuất ra mang theo người mini máy vi tính, đăng ký trên một cái trang web, đem trên mặt tờ giấy chữ số thâu nhập đi vào. Trần Phi, tỉnh Giang Nam Bắc Sơn Thị Người, 26 tuổi, cùng kinh thành Trần Gia Trần Trấn Quân có nhất định liên hệ. Bản thân chính là một vị hoa hạ cổ vũ giả, sức chiến đấu bình định tứ tinh nửa, trình độ nguy hiểm tứ tinh. Mà ở nhìn thấy trang web trên về mục tiêu giới thiệu, người da đen nam tử rốt cuộc hiểu rõ, cái gì kim chủ nguyện ý xuất ra hai ức đến mua người kia người kia người đầu. Không nghĩ tới mục tiêu lại là cái hoa hạ cổ vũ giả, hơn nữa trình độ nguy hiểm cao tới 4 khỏa tinh, như thế hơi có chút phiền toái. Ha ha! Bất quá, hắn theo còn là khóe miệng hơi một phiết, thô cuồng mặt đen trên lộ ra lau một cái vẻ khinh thường. Nói bất quá coi như là cổ vũ giả thì thế nào? Thượng đế thế nhưng đứng ở chúng ta phương Tây hắc ám thế giới, chúng ta dị năng giả, mới là cường đại nhất. Phốc suy. Hắn nói như vậy, cư nhiên mạnh đôi mắt hiện ra lăng liệt lãnh ý, khóe miệng theo liền họa suốt lau một cái tàn nhẫn độ cung. Trong tay bùm bùm hướng về xé rách thanh âm, cũng một đoàn bạch sắc quang cầu ở mơ hồ sao động. Hiển nhiên, người này cũng không phải cái phổ thông nhân vật. Lại là cái quang thuộc tính dị năng giả. Ở phương Tây hắc ám thế giới chứa nhiều nguyên tố dị năng trong, quang ám cái này thuộc tính, được xưng là tối hiếm thấy cũng là cường đại nhất. Vì vậy hắn tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Hơn nữa hắn từ 11 tuổi bắt đầu cũng đã đi vào sát thủ chuyến đi này, sư tử bọn họ tổ chức hôm nay cường đại nhất tứ đại vương bài một trong Đao Phong Xét. Phải biết rằng Đao Phong Xét, chỉ là cái danh hiệu này, liền đã xưng là bọn hắn sát thủ giới nội truyền kỳ. Bởi vì hắn chẳng bao giờ có một lần nhiệm vụ thất bại. Thậm chí ngay cả Bắc nước Nga băng tuyết cả vùng đất lang nhân cổ bảo, cùng với riêng lớn mafia thế giới góc, đều thịnh truyền theo uy danh của hắn, không ai sẽ không sợ sư phụ của hắn. Thế mà sư phụ hắn làm mất đi chưa bước vào quá hoa hạ mảnh đất này chấp hành nhiệm vụ, không biết vì sao, đương nhiên cũng không có ai xin hỏi. Chỉ là trong lòng hắn lại đối với cái cực kỳ chẳng đáng. Là bởi vì này hoa hạ cổ vũ giả sao? Có thể coi là bọn hắn, có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể so với chúng ta dị năng giả càng vĩ đại? Xin nhờ, đừng nói giỡn, thượng đế thế nhưng đứng ở chúng ta bên này. Vì vậy hắn lần này mới vi quy lén mượn cái này đến từ hoa hạ sinh ý. Dù sao hắn gần nhất bởi vì tiêu xái nhiều lắm, vì vậy rất thiếu tiền, mà hai ức, cũng đủ hắn tiếp tục tiêu xái thời gian rất lâu. Ngày thứ hai. Ngay Trần Phi mua trên động vé xe phản hồi Bắc Sơn thì lúc, lĩnh Nam ba tỉnh ngành đặc biệt phi báo năm tài công chính huấn luyện viên một trong Vương Đại Sơn, lúc này đã xuất hiện ở cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành phòng làm việc trong. Từ hắn thành công trở thành tiên thiên cường giả sau, chức vị cái gì tự nhiên cũng liền theo lên rồi, bị phá cách để thăng thành chủ nhiệm. Gần với Trần Phi cái này phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Vương chủ nhiệm đại giá Quang Lâm. Không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Đồng Văn Thành cười tự mình cho Vương Đại Sơn rót một chén trà, đồng thời hai tay cho hắn đưa tới. Cùng Trần Phi không giống với, bởi vì hắn cùng đối phương lại là lần đầu tiên gặp mặt, lại thêm đối phương còn là phi báo cái loại này ngành đặc biệt chủ nhiệm cấp bậc rõ ràng hợp lý, thân phận địa vị quá không bình thường, vì vậy mặc dù là hắn Đồng Văn Thành thân là cùng Châu Thị Thị Uy bí thư, tỉnh ủy một trong những cự đầu, cũng chút nào không dám chậm trễ. Dù sao nếu cứng rắn cấp cho đối phương cái loại này chủ nhiệm cấp bậc thân phận vẽ cái chức cấp, phỏng chừng tối thiểu, cũng là giống như là tỉnh trưởng cấp bậc chính bộ cấp.
so với hắn Đồng Văn Thành hôm nay đều còn muốn lớn hơn nhiều. Đồng bí thư khách khí, bất quá ngươi cũng nên biết, ta là vô sự không lên điện Tam Bảo. Nghe vậy Vương Đại Sơn dường như Phật Di Lặc vậy cười cười, thật không có cố ý bày cái gì cái giá hoặc tư thái. Bởi vì hắn mơ hồ biết một chút, trước mắt cái này Đồng Văn Thành, tựa hồ theo Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên quan hệ cũng không tệ lắm, vậy dĩ nhiên là người một nhà lạc. Vương chủ nhiệm khách khí, có chuyện gì nhân huynh chỉ để ý nói. Nghe vậy Đồng Văn Thành biến sắc, nghiêm sắc mặt nói. Ừ, đây là tối hôm qua Trần Tổng huấn luyện viên muốn ta điều tra gì đó. Đồng bí thư ngươi trước xem qua một chút, nghe vậy Vương Đại Sơn híp mắt cười cười, sau đó đem vật cầm trong tay một phần hồ sơ đưa cho Đồng Văn Thành. Quả nhiên, nghe vậy Đồng Văn Thành nhìn không được con ngươi hơi rụt một cái, sau đó biểu tình lộ ra lau một cái ngưng túc. Bởi vì hắn có chú ý tới, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm trong miệng xưng hô, dùng từ Trần Tổng huấn luyện viên, hắn đương nhiên có thể phản ứng kịp tiếng xưng hô này, chỉ là ai. Mặc dù là trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính nghe được đối phương loại này xưng hô thời gian, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng cảm thán. Không hổ là có thể thân thủ gảy giết tiên thiên cường giả Trần Phi Trần tiên sinh, ngay cả đang bay báo bên trong địa vị, đều lợi hại như vậy sao? Trong lòng hắn một bên nghĩ như vậy, một bên tay chân cũng xuống dốc dưới cấp tốc tiếp nhận hồ sơ túi, đem trong đó tư liệu đem ra, làm cho mặt của đối phương hơi thấp đầu chậm rãi lật xem. Thấy rất cẩn thận, chỉ là hắn vượt nhìn kỹ trong tay vật kia, lại vượt cảm giác được phẫn nộ, cùng với như vậy một tiểu xóa sạch không cách nào ức chế kinh hãi. Cái này cũng khó trách, dù sao ngồi ở hắn loại vị trí này trên, như thế nào sẽ nhìn không ra bé gái thi nhân viên công vụ bắt được thi viết đệ nhất, lại không có thể thành công chúng cử loại này mờ ám ni. Có thể giờ này khắc này ở trước mặt hắn những tài liệu này, mặt trên viết nội dung. Lại kỹ càng tỉ mỉ đến liên hắn cũng không nhịn được có chút đổ mồ hôi lạnh trình độ. Dù sao lúc này mới bao lâu ha, cũng liền cả đêm thời gian, đối phương cư nhiên cũng đã đem cả sự kiện mà điều tra thanh thanh sở sở, thấu thấu triệt triệt, cái này há có thể nhượng hắn loại này làm quan không sợ hãi trong lòng. Chớ nói chi là cái này còn chưa phải là tối dọa người chính là phần tài liệu này trong còn kỹ càng tỉ mỉ viết rõ ràng chuyện này dính dáng mọi người. Cùng với bọn họ dưới mông mặt một đại lủi làm cho chỉ là xem cái này căm tức, hoàn toàn đồ không sạch sẽ. Nhất là về cái này hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi sự kiện then chốt nhân vật. Thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly, về hắn văn tự tư liệu càng rậm rạp. Ít nhất, có 7-8 đi. Từ hắn lúc nào bước vào quan trường, đến những năm gần đây các loại sở tác sở vi, rồi đến dưới tay hắn các loại hắc tư liệu. Quả thực một cái không kém một cái không lọt. Kỹ càng tỉ mỉ đến Đồng Văn Thành cái chán thiếu chút nữa mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Bởi vì hắn biết rõ loại vật này nếu là xuất ra đi, hắn Lưu Cân Tiểu Ly tuyệt đối phải chịu không nổi. Coi như có người sau lưng cũng không dùng, bởi vì chân thực quá tối. Vương chủ nhiệm, không biết chuyện này Trần tiên sinh bên kia là có ý gì. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói. Rất đơn giản. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm tuét miệng cười cười. Đột nhiên giọng nói trầm xuống, lưu lộ ra một tia hàn khí nói không sai giết, không buông tha. Không sai giết, không buông tha. Nghe vậy nhất thời Đồng Văn Thành trong lòng một cái lộp bộp, rốt cục nhịn không được cái chán một giọt tích mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn theo thần sắc hơi nghiêm nói tốt lắm, Vương chủ nhiệm xin yên tâm, ta bên này đã minh bạch nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, đã như vậy nói, ta bên này trước hết không quấy rầy ngươi, cáo từ. Nga. Được rồi, có gì cần có thể cần muốn liên lạc với ta. Vương Đại Sơn lưu lại một chương viết có hắn điện thoại tờ giấy, đứng dậy rời đi. Không hổ là cái loại này ngành rõ ràng hợp lý, chỉ là thấy cũng cảm giác làm cho ngộp. Đợi được Vương Đại Sơn sau khi rời đi, dù là lấy Đồng Văn Thành loại thân phận này, cũng không nhịn được thở phào một cái trong lòng hờn dỗi, về phía sau nằm một cái, có chút lười biếng ngưỡng dựa vào ghế, nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm. Dù sao hắn cũng coi như nửa người trong võ lâm, vì vậy tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác được Vương chủ nhiệm trên người, làm người ta trong lòng thật đúng sợ hãi kình khí ba động, cùng với khí thế loại này. Cùng đối phương so với, hắn thật cảm giác mình nhiều năm như vậy mài luyện ra được khí chàng quá non nớt, hoàn toàn thiếu xem a. Có thể coi là như thế này, cái loại này liên hắn đều cảm giác nhức đầu đại nhân vật. Lại còn được cung kính xưng hô Trần Phi Trần tiên sinh một câu Trần Tổng huấn luyện viên, cái này ý vị như thế nào?
chỉ là ngẫm lại hắn liền không nhịn được líu lưỡi. Lưu Thái Bình a Lưu Cân Tiểu Ly, tục ngữ nói không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Xem ra ngươi lần này được có đại phiền toái. Hắn theo đem để ở trên bàn phân hồ sơ lại cầm lên, khóe mắt dư quang quét một vòng phía trên chữ viết, khóe miệng dần dần trở nên lạnh nói. Hắn là một cái làm quan người chính trực, vì vậy tự nhiên cũng gặp không quen loại này dưới mông mặt không sạch sẽ tên. Hiện tại đều bị Trần Tiên Sinh nhéo đi ra, hắn tự nhiên không có khả năng lại làm như không thấy. Trầm Khải, người đi vào một chút. Hắn theo liền đem bản thân trên bàn nội tuyến điện thoại cầm lên, bấm bên ngoài Trầm Khải Trầm bí thư điện thoại. Bí thư. Một lát sau, Trầm Khải cước bộ nhanh chóng đẩy cửa ra đi đến. Thông chi tuyên hóa, sáng sủa, Hắc Dũng đồng chí lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đồng Văn Thành mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy Trầm bí thư trong lòng mạnh lộp bộp một chút, chợt lập tức vội vàng nói vâng. Bí thư. Bởi vì đối với ba cái tên này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn nữa, một là thị kỷ uy bí thư, một là cục trưởng thị công an cục, một cái thị tổ chức bộ bộ trưởng. Bọn họ ba vị, một vị là quản kỷ luật đảng đảng quy, một vị là quản tra án cùng bắt tội phạm, một vị là quản nón quan. Đồng bí thư đột nhiên nhắc tới muốn cho ba vị này đi hắn phòng làm việc, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Bất quá hắn lại theo sẽ gặp nhớ tới chuyện ngày hôm qua mà, cùng với làm xong một màn kia, nhất thời trong lòng liền có tính toán. Vội vã đi ra. Bí thư, người tìm chúng ta. Cũng không lâu lắm sau, ba vị cùng châu thị quan trường đại nhân vật liền rất nhanh tụ tập đến Đồng Văn Thành đồng bí thư phòng làm việc. Trong đó một vị tóc hoa dâm lão giả, thì tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể làm được bọn họ loại vị trí này, tự nhiên sớm đã là nhân tinh mà, lại có thể nhìn không ra đồng bí thư đều đưa bọn họ ba toàn bộ gọi tới, làm thế nào có thể là tầm thường phổ thông chuyện này. Vì vậy ở vào thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Tới, các ngươi xem trước một chút cái này đi. Nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không đáp lời, chỉ là đem tài liệu trong tay vứt xuống ba người bọn họ trước mặt, trầm mặt thản nhiên nói. Thì tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng cầm lấy tài liệu kia phiên liễu phiên, cũng không chờ mình vài tờ, lại sắc mặt đã có biến hóa rất nhỏ. Thấy tình cảnh này, ở bên cạnh hắn thì kỷ uy bí thư tuyên hóa đồng chí. Cùng với cục trưởng thị công an cục sáng sủa đồng chí cũng góp quá. Nhìn một chút, chợt biến sắc. Nhân viên công vụ thi loại sự tình này mà, đây chính là có thể lớn có thể nhỏ, dù sao đã qua đại chỗ nói, vậy cũng thiết quan hệ đến một cái thành phố bộ mặt. Nhưng bây giờ loại sự tình này mà lại bị người làm mờ ám, và lại còn bị làm thành loại này mặt giấy tư liệu, từ Đồng Văn Thành đồng bí thư tự mình phóng tới trước mặt bọn họ, cái này ý vị như thế nào, hiện hiển nhiên lại rõ ràng bất quá. Lưu Cân Tiểu Ly. Có thể nhưng vào lúc này thì tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng đột nhiên thần sắc biến đổi, vô ý thức nỉ non ra. Mà đang nghe tên này, còn lại hai người lại là sửng sốt. Bởi vì đều là cái này cùng châu thị quan trường quan, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ Lưu Cân Tiểu Ly tên này. Dù sao có thể ngồi vào thì cục tài chính phó cục trưởng cái loại này cao độ, cũng đã coi như là rất tốt, chứ nói chi là cái này Lưu Cân Tiểu Ly phía sau vẫn có hậu trường. Là bọn hắn tỉnh Giang Nam Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trường. Hai vị cũng đừng nhàn rỗi, đem nội dung phía sau cũng xem một chút đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Đồng Văn Thành lại đột nhiên trầm mặt nói. Nga, Nga, tốt. Nghe vậy tuyên hóa, sáng sủa đồng chí nao nao, sau đó ngay tức khắc từ thị tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng trong tay tiếp nhận tài liệu kia. Thế mà bọn họ cũng còn không thấy bao lâu, cũng đã sắc mặt cùng trước Hắc Dũng đồng chí vậy. Trở nên có chút cổ quái cùng dị dạng lên. Cái này, đồng bí thư đây là, cầm trong tay Hắc tư liệu, thị kỷ ủy thư ký tuyên hóa đồng chí vô ý thức nói. Loại vật này, hắn vị này làm cho kỷ luật đảng đảng quy đích đáng nhưng mà không xa lạ gì, nhưng bây giờ, về thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly Hắc tư liệu, lại cư nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, chẳng lẽ? Chẳng lẽ Đồng Văn Thành chuẩn bị hướng Lưu Cân Tiểu Ly hạ thủ? Nhưng vấn đề là cái này Lưu Cân Tiểu Ly phía sau thế nhưng Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng. Tuyên hóa đồng chí, mấy thứ này ngươi thấy thế nào? Nhưng vào lúc này Đồng Văn Thành đột nhiên mở miệng, bình thản hỏi. Bí thư, cái này, nghe vậy thì kỷ uy bí thư tuyên hóa đồng chí cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vẻ mặt cổ quái chần chờ nói. Không có biện pháp loại thời điểm này hắn quả thực không tốt lắm nói. Thế nào, không muốn nói.
vẫn không sẽ nói. Quả thực Đồng Văn Thành sắc mặt hơi một lệ, uy nghiêm ánh mắt quét vào đối phương sắc mặt. Người sau nhất thời có chút thấp thỏm lo âu cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Thấy thế còn lại hai người tất cả sắc mặt đổi đổi, mâu quang lóe ra. Bởi vì bọn họ lúc này há có thể không nhìn ra, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cái này hình như là. Đến thật. Không phải là, Đồng Bí Thư ta. Thấy tình cảnh này thì Kỷ Uy Bí Thư Tuyên Hóa đồng chí cũng bỗng nhiên hoàn hồn trở về, há mồm muốn giải thích. Được rồi, ta tưởng các ngươi hiện tại cũng nên biết ta gọi các ngươi tới mục đích. Những tài liệu này các ngươi cầm, ta hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy kết quả, hiểu chưa? Thế mà Đồng Văn Thành lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, quay lưng lại làm ra một bộ tiễn khách tư thái. Bí Thư, vâng, nghe vậy Hắc Dũng đồng chí đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là cảm giác được Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư quyết ý, cùng với thái độ. Chợt bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, tất cả thần sắc chấn động cầm tư liệu đi ra. Mà ở đợi được Hắc Dũng chờ ba vị đồng chí rời phòng làm việc sau, Đồng Văn Thành lúc này mới lại từ từ xoay người, lắc đầu, cười khổ dù gì nói còn giống như có cái phiền phức phải xử lý. Vừa nói, hắn liền lại cầm lấy điện thoại trên bàn microphone, bấm một số điện thoại. Hắn sở đẩy gọi điện thoại chính là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng một trong, Tiêu Nam Vân. Lưu Cân Tiểu Ly phía sau có Tiêu Nam Vân cái bóng, vì vậy muốn động hắn, tự nhiên vẫn phải là thông báo, mặc kệ hắn bây giờ là không phải là tiên trảm hậu tấu. Đồng Văn Thành. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam, phó tỉnh trưởng bên trong phòng làm việc, Tiêu Nam Vân nhận được Đồng Văn Thành gọi điện thoại tới, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tuy nói Đồng Văn Thành chỉ là một thị uy bí thư, mà hắn Tiêu Nam Vân cũng phó tỉnh trưởng, nhưng vấn đề là, đối phương cái này thị uy bí thư hàm kim lượng lại không giống bình thường, chính là tỉnh lỵ thành thị. Chớ nói chi là đối phương đầu trên đỉnh còn chĩa vào tỉnh uy thường ủy thân phận, nghiêm ngặt lại nói tiếp so với hắn Tiêu Nam Vân thân phận còn nặng, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Đồng bí thư xin chào, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, vừa tiếp thông điện thoại. Tiêu Nam Vân liền chủ động khách khí chào hỏi. Tiêu tỉnh trưởng cũng không trách móc a, ta là tới với ngươi thỉnh tội. Nghe vậy Đồng Văn Thành cười nói. Thỉnh tội. Tiêu Nam Vân nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, có chút nghi ngờ mở miệng nói Đồng Bí Thư ngươi lời này ta có thể nghe không hiểu. Thỉnh tội gì? Là như vậy, chúng ta cùng Châu Thị vừa xảy ra cùng nhau tính chất thập phần ác liệt án kiện, có người hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi. Vì vậy ta hiện tại đã hạ lệnh nhường thị kỷ ủy đồng chí mang đi Lưu Cân Tiểu Ly, tiếp thu tổ chức điều tra. Nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không quanh co lòng vòng, đem sự tình bình thản nói ra. Mà đang nghe Đồng Văn Thành tự thuật, bên đầu điện thoại kia Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cũng minh bạch Đồng Văn Thành cho hắn gọi số điện thoại này đến, nguyên lai chính là vì tiên trảm hậu tấu. Cái gì cùng nhau tính chất thập phần ác liệt án kiện. Cái gì có người hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi danh ngạch? Loại này chuyện nhỏ ở trong vòng chẳng lẽ không đúng rất thường gặp sao? Đến mức như thế nói ngoa, chuyện bé xé ra to, mọi người bắt. Chẳng lẽ, đây là muốn làm cho hắn Tiêu Nam Vân thấy? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giọng nói âm trầm nói phải, phải. Loại này đội ngũ nội sâu mọt, là hẳn là kiên quyết đả kích tiêu diệt, Đồng Bí Thư ngươi làm được rất đúng. Chỉ là... Cái này khởi án kiện ta nghe hình như cũng không lớn như vậy, vì vậy Đồng Bí Thư ngươi lớn như vậy chiến trận, có đúng hay không hơi chút có một chút quá dư thừa. Nghe vậy Đồng Văn Thành tự nhiên nghe được Tiêu Nam Vân bất mãn, trầm mặc chỉ chốc lát, hắn chậm rãi nói Tiêu phó tỉnh trưởng, chuyện này kỳ thực cũng không phải ta muốn ghim ngươi. Chủ nếu là bởi vì cái này khởi án kiện, dính đến một vị đặc thù người. Nga, đặc thù người, ai nghe vậy Tiêu Nam Vân nao nao, nói. Ta không biết ngươi là có biết hắn hay không, bất quá hắn trước phải cùng các ngươi Tiêu gia có tiếp xúc qua. Hắn họ Trần, Đồng Văn Thành lần nữa mở miệng nói. Trần, nghe vậy Tiêu Nam Vân trên mặt toát ra một tia nghi hoặc suy tư vẻ, sau đó lại mạnh ngây ngẩn cả người, theo sát mà sắc mặt thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có như vậy vẻ kinh hoàng. Đồng Bí Thư ngươi nói thế nhưng, Trần Phi, Trần Tiên Sinh, hắn nhịn không được mạnh đứng lên đạo thần. Tiêu tỉnh trưởng ngươi nhận thức, vậy là tốt rồi, ngươi nên biết thân phận của hắn đi. Cái này khởi án kiện cùng hắn có quan hệ, vì vậy không phải do ta không chuyện bé xé ra to. Nghe vậy Đồng Văn Thành thở dài một hơi, bởi vì không cần thiết cho đối phương giải thích nhiều như vậy. Nguyên lai là như vậy,
nguyên lai chuyện này còn liên lụy đến Trần tiên sinh. Xin lỗi, Đồng Bí Thư, là ta trách oan ngươi, chuyện này ngươi làm rất đúng. Tiêu Nam Vân khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên liên lụy đến vị kia ông cháu. May là hắn vừa rồi không xung động. Cũng không trước khi nói bọn họ lần kia không càng nhanh tiếp xúc, đây chính là phi báo La Viễn Chí La thủ trưởng tự mình gọi điện thoại tới cho hắn cảnh cáo hắn. Liền nói lần này hắn tam thúc phụ sự kiện kia mà, liền lão thái gia đều tự mình ra mặt, bây giờ còn không phải là vẫn đang ở trong tù đang đóng, chưa cho bất kỳ mặt mũi gì, hơn nữa lão thái gia bên kia cũng còn không đến tiếp sau. Người nói loại này kinh khủng chủ nhân, hắn Tiêu Nam Vân dám trêu. Muốn chết còn không sai biệt lắm, may là a. À. Mà đang ở Trần Phi chính du du nhiên nhiên ngồi động xe phản hồi Bắc Sơn thị lúc, cùng Châu thị bên này quan trường cũng đã vén không dậy được biển hoa. Cùng Châu thị thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly, một vị rất có hy vọng ở thường vụ trương cục phó sau khi về hưu tiếp nhận chức vụ vị trí hắn người, cư nhiên ở thị cục tài chính làm công thời gian, bị đột nhiên xuất hiện thị kỷ ủy cùng với cục công an đồng chí trực tiếp mang đi. Không chỉ là hắn, đồng dạng tao nhận đãi ngộ này còn có thị viên Lâm cục trong, một vị bình thường cùng hắn đi được rất gần lãnh đạo, chánh sự cấp. Mà bất kể là vị kia thị viên Lâm cục chánh sự cấp lãnh đạo hay hoặc là Lưu Cân Tiểu Ly, vậy cũng đều cũng coi là cái này cùng Châu quản bên trong sân khá nhân vật có phân lược, chớ nói chi là Lưu Cân Tiểu Ly Lưu cục phó phía sau, có người nói còn có tỉnh bên trong cái bóng, nhưng bây giờ hắn lại bị bắt. Điều này không khỏi làm người miên man bất định. Thế mà bọn họ nhưng không biết chân tướng sự thật kỳ thực cũng không bọn họ tưởng tượng phức tạp như thế, vẻn vẹn chỉ là bởi vì người nào đó, một ít người làm không chuyện phải làm, sau đó đụng phải một vị tinh thần trọng nghĩa bạo bằng tên trong tay, trừng phạt đúng tội mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta ngồi động xe lo lắng rỗi rãnh Trần Phi, cũng đã theo động xe lái vào Bắc Sơn thì cao thiết đứng nội. Về tới địa bàn của hắn. Hô, quả nhiên còn là Bắc Sơn tốt. Ngay cả không khí đều nghĩ mới mẻ. Theo dòng người đi ra cao thiết đứng sau, Trần Phi giang hai tay ra hít thở một cái không khí mới mẻ, có chút khoa trương nỉ non, thần sắc thích ý. Thế mà hắn nhưng không có chú ý tới, cách hắn. Ít nhất, vài trăm thước ngoại ta đống trên nhà cao tầng, một vị cả người đen xì thân ảnh chính lẻn núp ở nơi đó, trong tay nắm có một cây siêu cấp khoa trương súng ngắm, khóe miệng cười tàn nhẫn theo đã tới chưa. Người làm, chúng ta cần phải chuẩn bị xong. Sau đó chỉ thấy hắn hơi cung hạ thân tử. Lại là một cái khả ái sinh mệnh a, sắp sửa chôn vùi ở trong tay ta, loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Hắn bỏ lổm ngổm thân thể của mình, đưa ngón tay đặt ở từ lâu tốt nhất ngực bộ súng ngắm trên cò súng, híp mắt xuyên thấu qua ống nhắm, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng làm trò ngược. Phốc suy. Sau đó chỉ nghe được một đạo nặng nề vô cùng tiếng vang. Một đạo trải qua đặc biệt công nghệ chế tạo hắc sắc đạn phun ra nuốt vào theo yên vụ, từ đen nhánh kia bắn tỉa nòng súng trong hoa thật dài quỹ tích bắn ra, hơn nữa ở đạn kia trên đầu còn bao vây lấy khiến người ra đầu tê dại quang thuộc tính dị năng lực, bùm bùm theo có vẻ cực kỳ khủng bố, xuyên thấu không khí đi. Đánh trước cái xe đi tửu điếm đem xe lấy ra đi. Mà Trần Phi bên này đang chuẩn bị đi ngồi xe taxi. Nhưng ngay khi đột nhiên này, một chốc, hắn cư nhiên mạc danh kỳ diệu không khỏi cả người tóc gáy cũng dựng thẳng lên đến, trên da khởi mãn nổi da gà, chỉ cảm thấy một loại xa lạ cảm giác nguy hiểm, tại đây trong sát na, bò đầy trái tim của hắn. Loại cảm giác này hắn thực sự quá xa lạ Bởi vì lại là, tiếp cận mùi vị của tử vong. Hắn theo nhịn không được bỗng nhiên hơi nghiêng, trên cổ bộ vị yếu hại mắt thường có thể thấy được tràn ngập ra lau một cái xích màu sắc quang, đem khối kia khu vực vững vàng bao trùm ở. Phanh, phốc suy, thế mà tốc độ của hắn nhưng thật giống như còn là chậm một ít, cổ làm hắn sởn tóc gáy cảm giác nguy hiểm, viên đạn, ngay tiếp theo xiếp hung hăng dán cổ của hắn động mạch chủ điên cuồng xoẹt phập mà qua, bùm bùm cuồng bạo quang thuộc tính dị năng tàn sát bừa bãi, hỏa hoa văng khắp nơi, nhượng hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy cái cổ nứt ra rồi một miếng nhỏ vậy, nóng máu phun tới. Khốn cây Ethiota, có người muốn giết ta. Nhất thời Trần Phi sắc mặt trở nên cực kỳ tối tăm cùng khó xem, người cũng giống như từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh đi một lượt, trái tim gia tốc điên cuồng loạn động, hô hấp cũng biến thành rất nặng cùng mất trật tự lên. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này, có người ở xa xa ám sát hắn, hơn nữa đối phương còn tuyệt đối không là cái gì thông thường sát thủ.
bởi vì hắn cảm thấy trong đó dị năng lực lượng. Tuy rằng còn xa xa không đạt được trước hắn gặp lão Benson cái loại này khủng bố SS cấp. Thậm chí nếu là ở bình thường mặt đối mặt, hắn căn bản cũng không sẽ đem đối phương loại trình độ này không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối với phương viên đạn, lại là hướng về phía hắn cả người yếu ớt nhất chỗ hiểm một trong trên cổ tới. Nếu không phải là bởi vì hắn sớm bắt được một điểm khí tức nguy hiểm, nếu không phải là bởi vì đối phương cái này súng ngắm thêm dị năng tổ hợp uy lực còn là hơi chút thiếu như vậy một chút. Hắn hiện tại chỉ sợ cũng thực sự phiền toái, có thể hay không đứng đều là vấn đề. Dù sao nếu là cái cổ cái loại này bộ vị thật bị đuổi cái lỗ lớn, gáy động mạch chăn bắn ra xuyên, phỏng chừng đổi ai tới cũng phải thành thật nằm xuống đi. Hoa hoa, hoa hoa hoa. Ngay tại lúc này Trần Phi lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến trẻ con khóc tiếng huyên náo. Hắn không khỏi vô ý thức quay đầu đi qua, chợt đôi mắt thoáng cái co rút lại lên. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy có một vị phụ nữ, ngay phía sau hắn, hơn nữa lúc này chính ngã trong vũng máu. Giết người rồi, giết người rồi. Nhanh, chạy mau, giết người. Mà nhưng vào lúc này chu vi người lui tới chảy, cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đáng sợ chuyện này. Nhất thời một đám thần sắc hoảng sợ hét dầm lên, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Phải biết rằng, đây chính là tại bọn hắn Bắc Sơn cao thiết đứng, như vậy dòng người dày đặc nơi công cộng, lại cư nhiên xảy ra loại này chuyện đáng sợ. Có người ở cao thiết đứng bị đấu súng, sinh tử chưa biết, bọn họ làm sao có thể không sợ. Không hoảng loạn. Khốn cây S.I.O.T.A. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được bỗng nhiên sổ một câu thô tục, cũng không đoái hoài tới trên cổ hắn dọa người tràng cảnh, sắc mặt âm trầm đẩy ra nhân quần, cấp tốc vào tới vị kia ngã ngã trong vũng máu phụ nữ trước mặt lớn tiếng nói A-di ngươi không có chuyện gì chứ. Chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta là bác sĩ, ta có thể cứu ngươi. Hắn chẳng bao giờ cảm giác lòng của mình thái có tức giận như thế cùng với nôn nóng quá. Rất hiển nhiên cái này phụ nữ rõ ràng cho thấy bị dính líu tới hắn, không duyên cớ vô cớ gặp vô vọng tai. Cái này khiến trong lòng của hắn chân thực cảm thấy bất an. Mẹ, đừng làm cho ta biết là ai làm, nếu không coi như là thiên vương lão tử cũng phải cấp ngươi chọc cái lỗ thủng. Cho ngươi trả giá thật lớn, trong lòng của hắn dự tợn nói. Tiểu tử, tê, ngươi cái cổ, ngươi cái này, không có sao chứ. Rốt cục có người ở khắc phục sợ hãi trong lòng sau, chậm rãi hướng ngã trong vũng máu phụ nữ bên này dựa vào đến. Dù sao cũng là một cái sống sờ sờ mệnh, bọn họ không có biện pháp làm được làm như không thấy. Có thể khi bọn hắn từ từ dựa vào đến, chú ý tới Trần Phi cái này trước hết chạy đến người trên cổ sau, lại một đám sắc mặt cũng không nhịn được đại biến lên, lắp bắp. Bởi vì Trần Phi cái cổ một khối thế nhưng đã hoàn toàn bị tiên huyết nhiễm đỏ một tảng lớn, hơn nữa vết thương. Cũng còn có thịt hướng phía ngoài lật đi ra. Cái loại này thương thế, mọi người chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác có chút da đầu tê dại, chớ nói chi là thụ loại này trọng thương Trần Phi còn như vậy rõ ràng xử ở trước mặt bọn họ. Nhất thời một vị đại nương nhìn không được tiến lên đây quan tâm nói tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chứ. Ngươi cái này cái cổ, nếu không ngươi bây giờ bên này nằm một chút, ta dùng y phục cho ngươi trên mặt đất cửa hàng. Xe cứu thương hẳn là rất nhanh thì đến rồi. Không sai, tiểu tử ngươi thương thế kia quá dọa người, còn là đừng lung tung động đi. Đại nương không cần ngươi tới, bản thân ngươi tráng váng đầu không choáng. Nếu không trước dựa vào ta nghỉ ngơi một chút, ta khổ người đại, chịu đựng được ngươi. Nhất thời mọi người nói ba xạo quan tâm tới đến. Một vị thoạt nhìn như là sinh viên tiểu tử còn tận lực chạy đến Trần Phi trước mặt, nhượng hắn dựa vào bản thân nghỉ ngơi. Cảm tạ mọi người, ta không sao mà, cảm tạ. Ta mình chính là một vị bác sĩ, đây chỉ là bị thương ngoài da, thoạt nhìn dọa người, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng có chút ấm áp, nhưng hắn vẫn tạ tuyệt mọi người hảo ý, đưa mắt đưa lên trở về vị kia ngã trong vũng máu phụ nữ. Chào mày nói hiện tại vị này A-di tình huống thật không tốt, ta phải ngay tức khắc cho nàng cấp cứu. Chư vị hơi chút tránh ra một điểm, nhượng không khí lưu thông. Trên thực tế, phụ nhân này tình huống nào chỉ là thật không tốt. Hoàn toàn là phi thường không tốt. Bởi vì đây cũng không phải là thông thường trúng đạn tình huống đơn giản như vậy, hơn nữa còn có dị năng lực lượng ở trong đó tác quái. Đối với người thường mà nói, tự uy lực của đạn cũng đã khó có thể ngăn cản, chớ nói chi là còn có tăng thêm sự kinh khủng dị năng pha ở trong đó.
Đây cũng là vị kia phụ nữ vừa nhất trung đạn, liền ngay tức khắc nằm vật xuống vũng máu trong, bất tỉnh ngủ không tỉnh nguyên nhân. Vì vậy hắn hiện tại phải lập tức vì nàng làm cấp cứu, bằng không, tình huống tự rất có thể sẽ không thật là khéo. Cùng lúc đó, tính ngoài trăm thước hắc nhân kia gặp Trần Phi cư nhiên tránh thoát hắn một thương này, nhất thời nhịn không được thần sắc âm trầm sổ một câu thô tục, mâu quang lóe lên. Làm bọn họ chuyến đi này có cái quy củ, càng nói đúng ra là sư phụ hắn Đao Phong Sách dạy hắn, đó chính là hắn vô luận cỡ nào tự tin, một khi nhiệm vụ thất bại, một kích không trúng, liền muốn không chút do dự lập tức rút lui khỏi, thậm chí rời xa quốc gia. Bởi vì chúng nó là sát thủ, có thể không chỉ một lần ra tay giết người, có thể bọn họ mệnh cũng chỉ có một cái. Vì vậy, phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Phiền toái người Hoa, ta sẽ rồi trở về. Hắn đi qua ống nhắm âm trầm nhìn thoáng qua Trần Phi mặt, chợt hai tay dường như gió xoáy vậy, nhanh chóng tách rời trong tay hắn can khoa trương tới cực điểm bắn tỉa thương, súng, để vào một cái hắc cái dương nội, giấu ở phong y trong, biến mất không thấy. Thế mà hắn nhưng không biết, hắn lúc này đây tuy rằng đi rất chính xác. Thế nhưng, đều đã chọc giận tử thần, còn có thể như vậy tùy tùy tiện tiện chạy thoát sao? Cùng lúc đó, một bên khác, Bắc Sơn Cao Thiết đứng. Trần Phi đang chuẩn bị thi châm cho phụ nữ kia cấp cứu lúc, lại đột nhiên bị một vị sắc mặt kiệt ngạo trung niên nhân ngăn cản. Dừng tay, hiện tại bệnh nhân tình huống rất không xong, người không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện sằng bậy. Mà đang nghe sắc mặt kiệt ngạo lời của nam tử, Trần Phi chân mày có chút buồn bực cau, không nhịn được nói ta là một gã bác sĩ, vì vậy ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì. Bệnh nhân tình huống hiện tại rất nguy hiểm, phải lập tức cấp cứu. Bác sĩ, ngươi, nghe vậy thần sắc kiệt ngạo trung niên nhân khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi, thản nhiên nói trong miệng ngươi cái gọi bác sĩ, chắc là ta y viện thực tập sinh thân phận đi. Nhưng ngươi có biết ta là ai không? Cái này là danh THIOTA của ta. Hắn trong giọng nói tràn đầy trào phúng, lấy ra một tờ danh THIOTA. Chỉ thấy mặt trên bất ngờ viết kinh thành hài hòa y viện, y sĩ trưởng Lữ Minh Sa mấy cái đại tự. Nhất thời liền có người kinh hô lên. Nói qua, kinh thành hài hòa y viện đây chính là cấp quốc gia bệnh viện lớn. Ngươi là bên trong chuyên gia,